Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 17. Áo. Bỗng dưng, từng tiếng sói tru chợt vang lên, Trần Đức lập tức ngừng lại, không chạy về phía trước nữa. Bởi vì, 200.300 mét trước mặt có từng đôi mắt lập lòe ánh sáng xanh, nhìn quanh chắc phải có 12-13 con. Bầy sói. Cụ An Trọng nờ nát la, nhưng con sói đó khác xa với sói bình thường, con lớn nhất có thể sánh bằng một con trâu trong thế tục, ít nhất cũng phải nặng gần 10 kg. Trần Đức đi lính nhiều năm nên biết rõ một đạo lý, sói không đáng sợ, nhưng bầy sói lại cực kỳ đáng sợ. Nếu gặp được bầy sói, cách tốt nhất chính là né đi, dây dưa với sói trong rừng sẽ có kết quả cực kỳ thê thảm. Áo, 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 bầy sói không ngừng chu lên, chạy băng băng, lấp ló trong màn đêm. Chẳng bao lâu sau, Trần Đức đã ngửi được một mùi máu tanh. Sau đó, anh nhìn thấy một bóng người đang vật lộn với bầy sói. Đó là một người phụ nữ, nói chính xác hơn là một cô gái khoảng 1718 tuổi. Cô gái cột tóc đuôi ngựa có đuôi tóc dài đến bên hông, tràn ngập vẻ thanh xuân, quần áo trên người đã rách nát đầy vết máu, đi đôi ủng màu đỏ, mỗi khi di chuyển sẽ rớt xuống một dải máu. Nhưng, ngay cả như vậy, cô gái vẫn đọ sức với bầy sói, mỗi một chiêu đều vô cùng sắc bén, lần nào cũng đánh vào vị trí chí mạng. Chẳng mấy chốc, cô gái đã giết được 3 con. Có điều, cô gái cũng đã rất mệt, lê cơ thể mệt mỏi bị thương nặng, hành. Động càng ngày càng chậm, sức mạnh cũng yếu đi, thể lực dần sói mòn. Chỉ hơi sơ sót chút đã bị một con sói cắn vào chân. Á, cô gái hoảng sợ hét lên, giơ dao chém xuống, trực tiếp cắt phăng đầu nó, quăng nó ra ngoài. Thế nhưng, cùng lúc đó cũng có 3 con sói khác nhào về phía cô gái. Cô gái đã không thể né kịp nữa, dù có đánh trả cũng chẳng thể giết chết 3 con sói trong khi đang bị thương. Lẽ nào, phải dùng sức mạnh kia thật sao, cô gái căn răng, trong mắt hiện lên vẻ khổ sở và không cam, tự nhủ. Có điều, đúng lúc này, một vệt sáng chợt lóe lên trong màn đêm. 3 con sói bỗng mất hết sức lực, ngã xuống trước mặt cô gái, cơ thể chia 5 xẻ 7. Kế tiếp, trước mặt cô gái xuất hiện một bóng người cao to ngăn cô ở đằng sau. Nhóc con, cô may đấy, gặp được tôi. Người đến đương nhiên là Trần Đức. Vốn dĩ, anh cũng không tính chọc vào bầy sói, nhưng từng làm lính nên trên người anh vẫn giữ tấm lòng người lính, sao có thể thấy chết mà không cứu chứ? Anh nói xong, chẳng đợi cô gái trả lời đã xông về phía bầy sói, mục tiêu là con sói đầu đàn. Con sói đầu đàn như cảm giác được nguy hiểm, càng chu to lên. Tiếp theo, những con sói còn lại đều xông về phía Trần Đức. Cơ thể của chúng nó thật sự rất lớn, mấy con cùng nhau xông tới, lập tức chặn đường anh lại. Bốp! Trần Đức giơ quyền đánh bay một con, sau đó xoay người áp sát sói đầu đàn, kiếm long ngâm trong tay xẹt qua cổ họng nó. Áo! Con sói đầu đàn kia còn chưa kịp phản ứng đã chết ngay tại chỗ. Những con sói còn lại thấy nó chết đi, lập tức như rắn mất đầu, điên cuồng bỏ chạy. Cô gái phía sau thấy bầy sói đang rời đi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lết thân thể mệt mỏi đi đến trước mặt Trần Đức, bằng hữu, anh tên gì thế, lần này thực sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh, e là tôi. Họ Trần, tên Đức, tự Bát Hoang, Trần Đức nhẹ giọng giới thiệu tên của mình, tôi cũng chỉ là đi ngang qua, tiện tay mà thôi, nhanh đi đi, mùi máu ở đây quá mạnh, ở lại đây lâu sẽ thu hút các dã thú khác. Ngay lập tức, Trần Đức nhanh chóng xoay người rời đi. Này! Cô gái thấy Trần Đức rời đi, trong lòng hoảng sợ, với tình hình hiện tại của cô ta, nếu gặp phải hung thú khác trong núi Bách Thú thì nhất định sẽ mất mạng, Trần Bát Hoang, đợi tôi với. Ây da! Vì quá kích động, còn chưa đi được 2 bước thì cô ta đột nhiên bước hụt một cái, sau đó liền ngã xuống đất. Thật là phiền phức! Trần Đức cau mày, đến bên cạnh cô ta, đưa tay ra. Cô gái nắm chặt tay anh, dùng sức đứng dậy, tôi tên là Ưng Thanh Vũ. Tôi.ans, Trần Bát Hoang, thực lực của anh mạnh như vậy, có thể giúp tôi một chuyện không, đưa tôi đến học viện vô song, anh yên tâm, đợi đến học viện vô song tôi nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh. Có lẽ anh đã từng nghe về học viện vô song đúng không? Hả, cô có thể báo đáp tôi thế nào? Tốt nhất là trả lời nhanh lên, tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Trần Đức nhướng mày, học viện vô song, trùng hợp như vậy sao? Có điều. Anh không có ý định mang theo một gánh nặng như vậy,
Không ngoa khi nói rằng với thương tích hiện tại của cô gái này thì căn bản giống như người thường, ở nơi như núi Bách Thú này, dẫn theo một người bình thường không tiện hành động không phải là chuyện sáng suốt gì. Không chỉ lãng phí thời gian mà còn có thể dẫn đến mất mạng. Trừ khi, thù lao thực sự đủ hậu hĩnh. Võ kỹ, Ưng Thanh Vũ nghiến răng nghiến lợi, người đàn ông trước mặt quá lạnh lùng, cô ta dám chắc nếu không lấy ra báo đáp gì chấn động lòng người thì đối phương nhất định sẽ lập tức rời đi. Võ kỹ huyền giá cao cấp. Võ kỹ huyền giá cao cấp. Trần Đức động lòng rồi. Bây giờ, anh cực kỳ khao khát loại võ kỹ này, loại võ kỹ quá bình thường anh lại không để mắt đến. Huyền giá cao cấp. Đây không phải loại bình thường. Trong khoảng thời gian ở nhà họ Lục, qua những lời của Lục Thư Tuyết, anh biết rất rõ loại võ kỹ cấp 1 này ở Côn Luân Hư vô cùng hiếm có khó tìm. Được thì được, nhưng sao tôi biết cô có lừa tôi hay không? Trừ khi bây giờ cô đưa cho tôi, còn không thì thôi đi, kinh nghiệm trong mười mấy năm qua đã cho Trần Đức biết, không nên tin lời phụ nữ. Nhất là lời của phụ nữ xinh đẹp lạ mặt, lại càng không thể tin được. Bây giờ đưa cho anh, bây giờ đưa cho anh thì sao tôi chắc anh có dẫn tôi theo không, anh đây là đang thừa nước đục thả câu sao? Anh có thể thể hiện trách nhiệm gánh vác mà một người đàn ông nên có không? Ưng Thanh Vũ nghiến răng tức giận. Vốn nghĩ người ra tay cứu cô ta chắc chắn là một người trượng nghĩa hảo hiệp, ai ngờ người này lại cảnh giác như vậy. Quả thực cô ta từng nghĩ đợi đến học viện vô song, tùy tiện tặng gì đó cho tên này sau đó tống cổ đi là được. Dù sao đợi tới lúc đến được học viện vô song thì cô ta cũng đã an toàn rồi. Ai ngờ tên này không chỉ lạnh lùng hà khắc mà còn rất khôn ngoan nữa. Trách nhiệm của một người đàn ông, Ưng Thanh Vũ. Cô có bị sốt không đấy? Mặt Trần Đức không đổi sắc, bình tĩnh nói. Thứ nhất, tôi không quen cô cũng không quen tôi và cô không quen biết nhau, tôi không cần, cũng không phải có trách nhiệm với cô. Thứ hai, đây là Côn Luân Hư, không phải là nơi tràn ngập tình yêu thương gì cả, tôi cứu cô một lần, cô đã xem như là rất may mắn rồi, tôi hoàn toàn không nhất thiết phải cứu cô, nếu cô cảm thấy. Tôi thừa nước đục thả câu, vậy thì không sai. Tôi chính là đang thừa nước đục thả câu. Nếu bây giờ không muốn đưa, vậy thì thôi, tạm biệt. Giữa lông mày của Trần Đức viết rõ mấy chữ không quan tâm. Ở những nơi như Côn Luân Hư này, đối với người lạ mà nói gì đến mấy chuyện lòng tốt, trách nhiệm, trượng nghĩa gì chứ, tự tìm phiền phức cho mình hay gì. Dường như anh không hề quan tâm đến sự an toàn của Ưng Thanh Vũ chút nào, phất tay, quay người rời đi, không có chút gì do dự. Anh. Hai. Ưng Thanh Vũ nghiến răng, cô ta chưa từng gặp người nào vô sỉ như vậy, nhưng bây giờ cô ta đang ở nơi nguy. Hiểm, lại không còn cách nào khác, không được lựa chọn, được rồi, tên khốn, bây giờ tôi đưa cho anh là được chứ gì. Dứt lời, bước chân của Trần Đức liền dừng lại. Anh đi đến chỗ Ưng Thanh Vũ, quay lưng về phía cô ta, hơi ngồi xổm xuống, lên đi. Làm gì, Ưng Thanh Vũ nhăn mũi hỏi. Tôi cõng cô rời khỏi đây trước. Còn không đi thì thật sự có dã thú đến đấy. Về phần võ kỹ, cô có thể vừa đi vừa nói cho tôi nghe. Trần Đức nói, giọng điệu bình thản, không nghe ra được cảm xúc gì, tốt nhất là cô đừng lừa tôi, nếu cô dám lừa tôi thì tôi sẽ lập tức vứt cô xuống, hơn. Nữa, tôi sẽ vứt cô vào miệng dã thú đây. Ưng Thanh Vũ hừ rồi lại hừ, rất không tình nguyện trèo lên vai Trần Đức. Trên người cô ta vốn đã có rất nhiều vết thương nghiêm trọng. Lại trải qua trận chiến với bầy sói, nếu bây giờ tự đi bộ thì quả thực để người khác cõng đi càng nhanh hơn. Đồ khốn, có thể đi rồi. Ưng Thanh Vũ dựa vào cánh tay của Trần Đức cảm thấy có chút cảm giác an toàn, bất kể thế nào, có một người như vậy bảo vệ cô ta, cuối cùng cũng không lo bị dã thú đuổi theo rồi. Tuổi còn nhỏ nhưng vóc dáng không tệ nhỉ, Trần Đức cảm nhận được sự mềm mại trên lưng, khẽ cảm thán. Một câu, sau đó bước nhanh rời khỏi nơi này. Ở ngay phía trước rồi, tiếng đánh nhau phát ra từ đây, hai người vừa rời đi thì một giọng nói từ xa vang lên. Sau đó, sáu bóng người dần dần xuất hiện, chính là sáu người mậu danh, Lương Khâu, Đạm Đài Nguyệt mà Trần Đức đã gặp trước đó, bọn họ quan sát xung quanh, phát hiện thấy những vết máu và bầy sói đã chết. Xem ra cô ấy đã dừng lại chiến đấu với bầy sói ở đây, Lương Khâu cầm một chiếc quạt giấy, nhẹ nhàng đung đưa, thổi tung mái tóc của mình, chúng ta đến muộn một bước. Đúng vậy, mậu danh nhìn ánh sáng nhấp nháy trên hệ thống theo dõi, chắc ở quanh đây thôi, bây giờ chúng ta đuổi theo.
Đạm Đài Nguyệt khẽ gật đầu, sáu người tiếp tục đuổi theo một số vết máu nhàn nhạt trên mặt đất. Vài phút sau, Mậu Danh nhìn chằm chằm vào hệ thống theo dõi, kinh ngạc nói, chuyện này .sao cô ấy có thể đi nhanh như vậy. Hệ thống theo dõi hiển thị ngày càng yếu rồi. Không phải cô ấy bị thương rất nặng sao, sao có thể đi nhanh hơn chúng ta được, Lương Khâu cầm lấy thiết bị theo dõi xem, ánh mắt không thể tin được, chuyện này không thể nào. Bọn họ vừa đi vừa chạy với tốc độ rất nhanh trong suốt quãng đường nhưng lại đuổi không kịp người muốn tìm, không những thế, khoảng cách giữa đối phương và bọn họ lại ngày càng xa hơn. Tiếp tục đuổi theo. Đạm Đài Nguyệt rất dứt khoát, nói nhiều cũng vô ích, bước chân nhẹ nhàng, lao đi như chuồn chuồn, vụt sáng giữa các cành cây, biến mất trong nháy mắt. Đồ khốn, bộ võ kỹ mà tôi truyền cho anh có tên là Nhân Vương Tam Ấn. Cực kỳ bá đạo. Có thể luyện thành công hay không thì phải xem năng lực của anh rồi, cảm nhận được tốc độ cực nhanh của Trần Đức, Ưng Thanh Vũ ngày càng cảm thấy an tâm hơn, sau đó đúng như lời hứa, truyền thụ võ kỹ cho Trần Đức kích động, cẩn thận lắng nghe, nghe cho kỹ nhé, tôi chỉ nói một lần thôi, Nhân Vương Tam Ấn, ấn thứ nhất là Trấn Lôi Ấn, ấn thứ hai là Thái Bình Ấn, ấn thứ ba là Nhân Vương Ấn. Người sáng lập ra Nhân Vương Tam Ấn từng là một vị cường giả, được phong là Nhân Vương. Đầu tiên là ấn thứ nhất trong Nhân Vương Tam Ấn, Trấn Lôi Ấn, luyện được chiêu này sẽ có uy lực sấm sét, uy chấn cửu châu. Ưng Thanh Vũ truyền đạt lại rất tỉ mỉ chi tiết, giải thích từng phương pháp tu luyện của Nhân Vương Tam Ấn, từ đầu đến cuối đều nhờ học thuộc lòng, hiển nhiên là cô ta đã rất quen thuộc với Nhân Vương Tam Ấn. Thực tế thì không chỉ quen thuộc mà cô ta đã học Nhân Vương Tam Ấn hơn một năm rồi, mặc dù chưa hoàn toàn luyện được nhưng cô ta sớm đã thuộc lòng phương pháp tu luyện. Trần Đức không nói lời nào, yên lặng lắng nghe từng câu từng chữ của Ưng Thanh Vũ, đồng thời anh vừa ghi nhớ võ kỹ, vừa bắt đầu suy diễn, lĩnh ngộ chiêu thứ nhất Trấn Lôi Ấn. Học viện Vô Song, trước sông Tây Lưu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau hơn một giờ đồng hồ chăm sóc, cung cấp thức ăn và thuốc men, trạng thái và khí tức của tất cả mọi người đều đã được điều chỉnh về trạng thái tốt nhất. Thời điểm này, một số người đã bắt đầu quan sát sông Tây Lưu, thảo luận về cách vượt sông không bị ướt. Các vị, đúng lúc này, trong đám đông, trong số những học viên mà Vũ Văn Hữu tuyến vào, Diệp Ca trong trang phục màu đỏ đột nhiên đứng lên, nói lớn. Trước đây, các thầy hướng dẫn cũng đã nói rằng học viên mới như chúng ta rất dễ bị học viên cũ bắt nạt, nhưng, Diệp Ca tôi không nghĩ như vậy. Những người trong quá khứ từng bị bắt nạt, học viên mới khóa chúng ta cũng chịu bị ức hiếp sao? Chúng ta nên đoàn kết với nhau thay vì mặc kệ người ta bắt nạt, mọi người nghĩ sao? Giọng nói của hắn không nhỏ, quần áo chói mắt lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, hàng trăm người trong sân, bao gồm các thầy hướng dẫn cũng đều hướng về phía hắn. Không sai, dựa vào cái gì mà học viên mới chúng ta lại bị bắt nạt? Đúng vậy, khóa của chúng ta không thể bị bắt nạt, chúng ta phải đoàn kết. Một nhóm người thể hiện đồng tình và phụ họa theo ý kiến của Diệp Ca. Thấy phản ứng của mọi người gần như giống nhau, Diệp Ca nói thêm, nếu như chúng ta phải đoàn kết, vậy thì tôi nghĩ chúng ta cần bầu ra một người đứng đầu lãnh đạo mọi người. Nếu không có, người lãnh đạo thì không thể đoàn kết được. Cho nên, hắn bước ra một bước, khí thế bất phàm, vẻ mặt kiêu ngạo, tôi, Diệp Ca, nhà họ Diệp, gia tộc đứng đầu trong 36 gia tộc địa sát ở thế tục. Sẵn sàng từ bi làm thủ lĩnh của mọi người, dẫn dắt mọi người trở thành khóa học viên mới mạnh nhất. Mọi người có đồng ý không? Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Tống Đông và Tư Đồ Tuấn, người thân cận với Diệp Ca, đến từ khu vực Hương Giang, cùng với 8 người từng bị hắn đánh bại tâm phục khẩu phục, lập tức đứng lên bày tỏ sự ủng hộ và đồng tình. Nhưng đa số đều đang không hiểu tình hình trước mắt. Diệp Ca, nhà họ Diệp. Đến từ giới thế tục. Dệt, từ khi nào mà người đến từ thế tục cũng xứng làm thủ lĩnh của chúng ta? Gì mà 36 gia tộc địa sát, cái quái gì thế? Mấy trăm võ giả đang bàn tán xôn xao, đa số đều là những người sống ở Côn Luân Hư, không biết 36 gia tộc địa sát là gì, chỉ biết giới thế tục là thứ rác rưởi, nơi mà bọn họ không thèm đến. Trong xô, bọn họ đến thế tục, người nào mà không được xưng là ông lớn, được đối đãi kính cẩn. Bây giờ người đến từ thế tục lại muốn trở thành thủ lĩnh của bọn họ, sao bọn họ có thể đồng ý được? Nghe những lời bàn tán xung quanh, vẻ mặt cao ngạo Diệp Ca trở nên lạnh ngắt, ai không phục thì có thể đứng ra đây. Dứt lời,
trên người Diệp Ca bộc phát ra những dao động đáng sợ, chỉ cường giả linh căn kỳ mới có. Khí tức vang dội, những gọn sóng xuất hiện xung quanh hắn. Trong nháy mắt, những lời bàn tán xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Linh căn kỳ. Vậy mà lại là linh căn kỳ. Cho dù đa số những người có mặt ở đây đều sống ở Côn Luân Hư, sở hữu những điều kiện đặc biệt, nhưng do tuổi tác, tài nguyên và nhiều lý do khác nhau, rất ít người có thể đạt được cảnh giới này. Khoảnh khắc này, 90% trong số những người này đều khiếp sợ, bắt đầu yên lặng không dám phát ra tiếng động. Ánh mắt Diệp Ca ánh mắt lãnh đạm, thản nhiên quét về phía một đám võ giả, các người, đồng ý không? Đồng ý. Chúng tôi đồng ý. Đám võ giả đó sững sờ trong giây lát, sau đó đứng dậy hướng về phía Diệp Ca. Kế đó, ánh mắt của Diệp Ca tiếp tục quét về phía những võ giả còn lại, tất cả những người bị nhìn, không có ngoại lệ, tất cả đều đi về phía hắn, đứng sau lưng hắn. Tôi không đồng ý. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, tiếng quát này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó, một nam thanh niên bước ra khỏi đám đông, trông khoảng độ 21-22 tuổi, mặc một bộ trường bào màu xám, đi giày đen, tóc màu đỏ sẫm, môi mỏng, mắt sắc như kiếm, khí tức mãnh liệt. Cổ Tinh Vũ. Nhìn thấy hắn ta, trong đám đông võ giả, có người nhanh chóng nhận ra ngay. Khóa này, ngay cả hắn cũng đến rồi sao? Khóa này mạnh quá nhỉ? Cổ Tinh Vũ là võ giả nổi tiếng trong thế hệ trẻ của Côn Luân Hư, chỉ mới 21 tuổi, bây giờ, trong bảng xếp hạng thanh niên, hắn ta xếp thứ 9. Cảnh giới, linh căn kỳ trung kỳ. Phía sau hắn ta còn có 4-5 người, thực lực những người này cũng không yếu, đều trên cảnh giới linh căn kỳ, bọn họ đều đi theo Cổ Tinh Vũ, hiển nhiên không đồng ý Diệp Ca làm thủ lĩnh của bọn họ. Trong số bọn họ có người nào không phải là cường giả, có ai không xuất thân từ gia tộc lớn? Tại sao lại bị người khác dẫn dắt, còn bị một kẻ thế tục dẫn dắt? Mặc dù thực lực của Diệp Ca rất mạnh nhưng bọn họ cũng không yếu. Tính cách bá đạo, kiêu ngạo, dứt khoát, cùng với khí thế sắc bén của đối phương khiến bọn họ rất khó chịu. Cổ Tinh Vũ nhìn chằm chằm vào Diệp Ca, hỏi, mặc dù ở đây có rất ít người thuộc cảnh giới linh căn kỳ, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Tao, Cổ Tinh Vũ, còn có những vị phía sau tao cũng thuộc linh căn kỳ, dựa vào cái gì mày làm thủ lĩnh? Đúng vậy, mày là cái thá gì? Một kẻ đến từ thế tục cũng dám xưng vương xưng bá ở Côn Luân Hư. Xem ra bọn mày rất không phục, nếu đã như vậy, tao sẽ khiến bọn mày phục, đột nhiên Diệp Ca không nói lời nào, trực tiếp ra tay, một đấm mang theo khí thế rời núi lấp biển, mạnh mẽ. Giáng về phía Cổ Tinh Vũ. Nếu như đã đứng ra thì chắc chắn Cổ Tinh Vũ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến, cú đấm này hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn ta, gần như cùng lúc, hắn ta cũng giơ tay lên, cánh tay chặt căng, linh lực quấn quanh, năm ngón tay gập lại. Một cú đấm đã chuẩn bị sẵn sàng tiến về phía trước không chút do dự. Sau nửa hơi thở, nắm đấm của cả hai va vào nhau, sau đó. Răng rắc, tiếng xương gãy vang lên, mọi người có thể thấy rõ nắm đấm của Cổ Tinh Vũ bị vặn vẹo biến dạng, da thịt nứt ra, mơ hồ xuất hiện những thương tích đáng sợ, thậm chí còn có thể nhìn thấy. Xương cốt ẩn hiện trong đó. Gần như cùng lúc, hắn ta liên tục lùi lại, loạng choáng hơn chục bước. Cuối cùng mới có thể dừng hẳn, khuôn mặt cực kỳ tự tin và hồng hào lúc nãy của hắn ta giờ đây trở nên trắng bệch và sợ hãi. Mặt khác, Diệp Ca vẫn không hề nhúc nhích, ngồi vững trên điếu ngư đài. Mấy người đứng phía sau Cổ Tinh Vũ đều ngậm chặt miệng không nói nửa lời. Bọn họ thực sự chấn động, quá kinh hãi. Cổ Tinh Vũ là người mạnh nhất trong số bọn họ. Vậy mà, dưới một cú đấm của cả hai, sự khác biệt lại lớn đến vậy. Trong khi bọn họ đang bị sốc, khóe miệng Diệp Ca nhếch lên một vòng cung đắc ý cực kỳ rõ ràng, bây giờ bọn mày có phục không? Biết tao dựa vào cái gì để làm thủ lĩnh của bọn mày chưa? Mấy người này không nói một lời, thậm chí có một số không dám nhìn về phía Diệp Ca. Cổ Tinh Vũ chịu đựng cơn đau dữ dội trên tay bước về phía trước, vẫn không phục nói, chút này có là cái thá gì, tao và mày đánh tiếp một trận, vừa rồi tao chỉ dùng một nửa sức mạnh mà thôi. Ồ. Mày có chắc là muốn thử không? Giọng điệu của Diệp Ca vừa ngả ngớn vừa giễu cợt, một nửa sức mạnh mà yếu như vậy, nếu mày gắng hết sức. Thì chỉ có thể chết càng thảm hơn thôi, bởi vì một đấm lúc nãy tao chỉ dùng 5% sức mạnh, mày tin không? Cổ Tinh Vũ dùng mình,
5%. Trên mặt hắn ta cuối cùng cũng xuất hiện tia kinh hãi, hoàn toàn không dám tin, chín chằm chằm Diệp Ca với vẻ khó tin, đôi môi khô khốc. Có phải là không tin không? Có muốn thử không? Nắm đấm của Diệp Ca lại một lần nữa tập hợp, một luồng sức mạnh đáng sợ gấp 10 lần lúc trước tụ hợp lại, sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào. Không, không cần nữa, ánh mắt Cổ Tinh Vũ rưng rưng, giọng nói run rẩy. Không cần thử, hắn ta cũng biết Diệp Ca không hề nói dối. Nhiều người đang nhìn chằm chằm như vậy, Diệp Ca không cần thiết phải nói dối hắn ta. Đều là linh căn kỳ, nhưng giữa hai người lại có một khoảng cách xa vời, hắn ta đã cảm nhận được khoảng cách này rồi, không cần thiết phải thử, nếu muốn thử vậy thì thực sự là đang dùng mạng sống để thử rồi. Cổ Tinh Vũ không ngốc đến vậy, cũng không có dũng khí đến thế. Nếu đã như vậy, mày đồng ý tao làm thủ lĩnh rồi, Diệp Ca lộ rõ vẻ đắc ý thách thức. Vâng, tôi đồng ý. Cổ Tinh Vũ khuất phục, lập tức không ai có mặt ở đó dám phản đối nữa. Trong thế hệ trẻ của Côn Luân Hư, Cổ Tinh Vũ nổi tiếng rất mạnh, với thực lực đó, hắn ta muốn cạnh tranh vào nội viện cơ mà. Ngay cả hắn ta cũng đồng ý, còn ai dám phản đối. Bất luận xuất thân từ gia tộc hay thế lực nào của Côn Luân Hư, hầu như không ai trong số những võ giả thuộc thế hệ trẻ dám phản đối nữa. Diệp Ca nổi bật giữa đám đông, ánh mắt quét qua một lượt, không ai phản đối. Cuối cùng, hắn chuyển sự chú ý sang Âu Dã Thanh Vũ, Lữ Đông Dã, Kỳ Hàn và những người khác, còn các người thì sao, đồng ý không? Có ý kiến gì không? Diệp Ca, cậu cần gì phải hỏi mấy tên này, kẻ mạnh nhất trong số đó cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Đúng vậy, loại rác rưởi này thì có ý kiến gì? Bọn họ có đủ tư cách để phát biểu ý kiến không? Đám người đi theo Cổ Tinh Vũ đúng lúc đang bừng lửa, mượn cơ hội này để trút giận, đồng thời cũng tỏ ra trung thành và nịnh nọt Diệp Ca, mong Diệp Ca sẽ không căm ghét chuyện lúc nãy nữa. Chuyện đó chưa chắc, các người vẫn chưa biết nhỉ. Trong nhóm người này có một kẻ tên Trần Bát Hoang, nghe nói rất mạnh, lỡ như người ta có ý kiến, phản đối thì sao, dáng vẻ Diệp Ca cực kỳ giễu cợt nói. Trần Bát Hoang, cái thá gì, Cổ Tinh Vũ cũng cau mày, không nhịn được nói, trong đám người này toàn là kẻ yếu. Người cùng bọn họ thì mạnh thế quái nào được. Đúng vậy, Diệp Ca đừng nói đùa nữa, trong giới thế tục có thể xuất hiện một người mạnh như cậu đã là người tài ba, thiên phú bất phàm rồi, lẽ nào còn có thêm một người nữa sao? Diệp Ca cảm thấy rất thoải mái, cực kỳ hưởng thụ những lời a dua nịnh nọt của đám người này, hắn nhìn nhóm người Lữ Đông Dã một cách khiêu khích. Diệp Ca, mày, con mẹ nó, mặt Lữ Đông Dã đỏ bừng, lửa giận dâng trào như sắp bùng nổ đến nơi. Đông Dã, đừng nói nữa. Trước khi Lữ Đông Dã nổi trận lôi đình, Ẩu Dã Thanh Vũ đã ngăn hắn ta lại. Gì cũng vô dụng, chỉ có điệu thấp và nhẫn nhịn. Đợi Trần Bát Hoang về thì đương nhiên mọi thứ sẽ được chứng minh. Còn chuyện ai làm người dẫn đầu cũng không sao cả, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến họ là được. Sau khi cản Lữ Đông Dã lại, cô ta khẽ nói, Diệp Ca, chúng tôi không có ý kiến. Đám Lữ Đông Dã, Kỳ Hàn đương nhiên sẽ không phản đối sự quyết định của Ẩu Dã Thanh Vũ, trong lòng họ thì cô ta đã là người phụ nữ của Trần Đức. Chị dâu đã nói thì họ sẽ nghe và không cãi lại. Được rồi, Thanh Vũ, em cũng rất giỏi, vị trí kia của tôi sẽ đế lại cho em, bất cứ lúc nào cũng chào mừng em tới. Diệp Ca khá là hài lòng, hắn làm những điều ấy và làm người dẫn đầu là vì cho Ẩu Dã Thanh Vũ thấy. Để cô ta biết cái gì mới gọi là xuất sắc, là mạnh. Hắn muốn dựa vào những thủ đoạn đó để ôm Ẩu Dã Thanh Vũ về. Đúng là một đám hèn nhát, còn tưởng rằng mấy người sẽ phản đối, thật là khiến người ta thất vọng mà, Diệp Ca liếc đám Lữ Đông Dã, Kỳ Hàn khinh bỉ nói. Loại rác rưởi ấy mà dám phản đối à? Gặp phải cậu Diệp Ca, còn chẳng phải chỉ biết sợ, Cổ Tinh Vũ cười lạnh mấy tiếng, thái độ của hắn ta cũng y như Diệp Ca, hoàn toàn chẳng coi đám Lữ Đông. Dã, Kỳ Hàn ra gì? Đám Lữ Đông Dã, Kỳ Hàn, Hà Đồn, Trương Tử Đằng thật sự quá yếu, trong số vài trăm người thì họ hoàn toàn chính là lót đế, nên chẳng ai ở đây coi họ ra. Gì? Thế nên đương nhiên những người thuộc hạng đứng đầu như Cổ Tinh Vũ lại càng khinh bỉ họ hơn. Còn Trần Bát Hoang, anh vẫn chưa xuất hiện, nhưng cũng đã trở thành trò cười trong mắt họ. Khốn kiếp, ngay cả một người khá là hiền như Hà Đồn cũng hết sức tức giận và khó chịu. Đều tại họ. Là họ làm liên lụy đến Trần Đức. Ha ha, được rồi,
nếu người ta đã đồng ý thì cũng đừng đả kích họ như vậy. Dù gì chúng ta cũng là cùng khóa, Diệp Ca nhìn sông Tây Lưu đằng xa nói. Còn một tiếng nữa là sẽ đến cuộc thi băng qua sông Tây Lưu, thông mạch hậu kỳ hoặc hơn có thể bàn bạc kế hoạch làm sao đi qua trước. Còn những ai có thực lực quá yếu thì cũng đừng phí phạm thời gian, trực tiếp từ bỏ đi, theo các giáo viên ngồi thuyền qua là được. Diệp Ca lại khinh bỉ liếc đám Lữ Đông Giã, Kỳ Hàn, rõ ràng là cố ý nhằm vào họ. Trong đám họ thì chỉ có một mình Lữ Đông Giã là mạnh. Số còn lại, kể cả Kỳ Hàn cũng chưa đạt tới thông mạch hậu kỳ. Mấy tên khốn, Lữ Đông Giã nghiến răng nghiến lợi, nhưng đã đến đây rồi thì hắn ta có tức giận như thế nào cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Chỉ cần đối phương không ra tay với họ thì họ cũng không cần phải xảy ra xung đột với đám ấy. Tại núi Bách Thú, Trần Đức thả Ưng Thanh Vũ trên lưng xuống trước một dòng suối nhỏ trong vắt, rửa sạch một chút miệng vết thương của cô đi, không thì sẽ bị nhiễm trùng đó. Dù là võ giả, cũng sẽ đau. Trần Đức quăng ra một câu như vậy xong bèn xoay người rời khỏi. Tên khốn, anh đi đâu đó, anh định bỏ tôi lại hả, trong lòng Ưng Thanh Vũ thầm hoảng. Lẽ nào người này thật sự là cái loại vô tình vô nghĩa ư? Nếu là thế thì sao còn cõng cô ta đi xa như vậy? Yên tâm, Trần Bát Hoang tôi đã hứa thì sẽ không nuốt lời, Trần Đức cũng không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước nói, chắc cô đã lâu không ăn gì rồi đúng không? Trên đường bụng cứ kêu mãi, tôi chỉ là định đi tìm chút đồ ăn cho cô thôi, yên tâm đi, tôi sẽ không đi xa. Nếu anh dám bỏ tôi lại, tôi sẽ không tha cho anh đâu, Ưng Thanh Vũ hừ hừ nói. Song khuôn mặt cũng đỏ bừng, xoa xoa bụng. Cô ta quả thật rất đói, đã nhiều ngày cũng chưa ăn gì. Âu Dã Thanh Vũ đã dẫn dắt một cái gia tộc rất nhiều năm nên biết trong tình huống này có nói hay làm. Nhìn bóng lưng đi xa của anh, cô ta bỗng dưng cảm thấy cái người tên Trần Đức này ngoài việc khá lạnh lùng ra thì có vẻ còn rất tốt. Ít nhất, cô ta cũng chưa bắt đối phương phải tìm đồ ăn giúp mình. Hơn nữa, Trần Bát Hoang hoàn toàn có thể bỏ mặc cô ta. Nhưng trong nửa tiếng hành trình qua, trên đường gặp phải dã thú gì đó đối phương cũng không có ý định vứt bỏ mình. Từ đầu đến cuối đều ưu tiên bảo vệ cô ta. Tuy mọi thứ đều là dùng võ kỹ huyền giai cấp cao để đổi lấy, nhưng cũng khiến cô ta cảm thấy một sự yên tâm đã lâu không có. Tên khốn, anh phải về sớm một chút đó, tôi ở một mình sẽ sợ. Ưng Thanh Vũ nhìn màn đêm xung quanh dùng mình một cái, cẩn thận từng ly từng tí đi tới cạnh dòng suối nhỏ rửa sạch vết thương trên người. Trong rừng, Trần Đức tìm được một ít dược thảo mọc cùng với nhau, rồi điều chế ra một mùi hương mà dã thú thích để bên cạnh. Sau đó, anh đứng im một bên, lặng lặng chờ đợi con mồi đến. Khoảng 10 phút sau, trong rừng bỗng truyền đến một tiếng xào xạc. Ánh mắt Trần Đức nhíu lại, mở thấu thị nhãn ra, thoáng chốc đã nhìn thấy một con heo rừng. Một con heo rừng màu đen to bằng cả cái xe ô tô. Đôi mắt nó tỏa sáng, bên miệng dài ra hai cái răng nanh. Trên cổ cỏ một vòng gai nhọn như con nhím. Nó gây ra tiếng động rất lớn. Nơi nó đi qua, bụi cỏ bị dẫm bẹp, cây cối gãy rạp, cả khu rừng đều phát ra từng tiếng rắc rắc. Không ngờ lại câu tới con này. Trần Đức đau đầu, loại heo rừng này da dày thịt béo, huống chi con heo này chắc cũng phải nặng ít nhất 1.000-2.000 kg. Một con heo rừng nặng như vậy, nếu xông tới thì chắc sức công phá cũng phải hơn chục ngàn cây di. Thôi, dùng mày luyện trấn lôi ấn vậy, sau khi có chút bất ngờ, trên người Trần Đức lập tức xuất hiện một luồng chiến ý cực kỳ nồng đậm. Thoáng chốc, đôi mắt màu đỏ tươi của con heo rừng kia đã nhìn chằm chằm vào anh. Nó giống như bị khiêu khích, kêu ré lên một tiếng đinh tai nhức óc rồi phóng thẳng về phía Trần Đức. Tuy cơ thể nó rất lớn, nhưng tốc độ lại rất nhanh, mạnh mẽ như chúa Sơn Lâm hay một chiếc xe hơi nhấn hết ga, nghiền nát mọi thứ. Quét ngang tất cả, kéo theo một tiếng xé gió lao đến. Chưa đến 10 giây thì nó đã xông tới trước mặt Trần Đức, hai cái răng nanh dài thòng cứng như sắt thép táp về phía anh. Cơ thể Trần Đức nhoáng lên, cùng lúc đó, trong tay cũng bấm ấn. Giây tiếp theo, trong lòng bàn tay anh chợt có sấm sét ngưng tụ. Anh giơ tay lên bổ thẳng vào đầu nó. Bốp! Cơ thể con heo rừng run lên, đỉnh đầu bốc lên một làn khói đen như bị sét đánh. Có điều. Nó da dày thịt béo nên cũng không bị gì, trái lại càng điên tiết hơn, quay ngoắt người lại, tìm đúng vị trí của Trần Đức, lại xông tới tiếp. Trấn lôi ấn chính là như vậy, Trần Đức có chút cạn lời, võ kỹ trâu bò như thế mà lại bị anh thi triển thành như vậy, may anh cũng không sốt ruột, dùng con heo rừng kia để luyện tập,
thi triển trấn lôi ấn hết lần này tới lần khác. Con heo kia rõ ràng có thể cảm giác được kẻ địch đang khinh thường nó, nên nó càng điên tiết hơn. Diện tích mấy chục mét xung quanh Trần Đức hầu như đều bị san bằng, cây cối ngã rạp xuống đất. Nguyệt, hình như đằng trước có động tĩnh gì đó. Cách đó mấy trăm mét, Lương Khâu, Mậu Danh, Đạm Đài Nguyệt đi theo dụng cụ lần theo dấu vết chợt dừng lại, nhìn về phía con heo rừng. Là tên nhóc kia, Lương Khâu là người đầu tiên nhận ra Trần Đức, ui, không ngờ anh ta lại có thể đi đến đây, đúng là may mắn thật. Gặp được Liệp Trư, cái này cũng gọi là may mắn hả, Mậu Danh có chút cạn lời, vuốt râu nói. Lực công kích, tốc độ của con Liệp Trư kia cũng khá là cao đó. Dù là võ giả thông mạch kỳ cũng không phải đối thủ của nó. Chỉ có Long Tượng kỳ mới miễn cưỡng có thể né được những đòn tấn công chí mạng. Bởi vì Liệp Trư không những có cơ thể khổng lồ, mà còn có chút trí tuệ, huống chi chỗ này còn là núi rừng, là sân nhà của nó. Hay là chúng ta nghỉ một lát, tiện thể nhìn cái tên vô tri kia chết như thế nào, Lương Khâu phe phẩy cây quạt màu trắng trong tay, lộ ra vẻ xem trò hay, khinh bỉ, cười cợt nói, hẳn cũng không mất bao nhiêu thời gian. Đúng thế, hình như anh ta cũng đã mệt rồi, Mậu Danh gật đầu nói. Bởi vì Trần Đức chủ yếu là đang luyện tập trấn lôi ấn nên đầu óc đều đắm chìm trong việc khống chế, tìm hiểu nó. Vì vậy mới không để ý đến con heo rừng có thể chơi chút trò vặt kia càng. Ngày càng táo bạo, công kích cũng ngày càng mạnh, mỗi lần anh đều đợi nó sắp tới gần mình mới khó khăn lắm né đi. Tổng thể trông có vẻ rất khó khăn, chật vật. Dẫn đến Lương Khâu mới nghĩ rằng Trần Đức sắp không chống cự nổi, chết dưới răng của heo rừng, trong mắt hiện ra vẻ phấn khích. Lương Khâu kiêu ngạo, sống an nhàn sung sướng từ nhỏ, không coi võ giả bình thường ra gì. Thế nên, hắn ta mới ước gì Trần Đức chết sớm một chút. Loại vô dụng như vậy nhìn mà chướng mắt, khó chịu. Hình như cũng hiểu được non nửa trấn lôi ấn rồi, để thử xem một nửa sức mạnh này như thế nào, sau hơn trăm lần dùng đủ mọi cách luyện tập, Trần. Đức cũng càng thành thạo nó hơn. Tiếp theo, anh dừng lại, đứng đối diện với Liệp Trư, bắt đầu bấm ấn. Nhưng lần này lại càng tinh tế, tỉ mỉ, phức tạp hơn lần trước rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn trước gấp trăm lần, các ngón tay như xuất hiện bóng chồng. Cùng lúc đó, không khí xung quanh tay anh cũng bắt đầu vặn vẹo trở nên nóng rực, thế mà lại xuất hiện từng luồng sấm sét. Gào! Con heo rừng đã sớm bị chọc đỏ mắt, tên loài người trước mặt cuối cùng cũng dừng lại, trong con ngươi rực lửa của nó lóe lên sự tàn nhẫn, dùng hết sức mạnh phóng thẳng về phía Trần Đức. Bịch! Bịch! Bịch, mỗi khi nó dẫm xuống, mặt đất sẽ run lên một lần, để lại một cái dấu chân sâu hóm. Cây cối, bụi cỏ liên tục gãy rạp, bị đạp thành bột mịn dưới chân nó. Nó giống như một chiếc xe vận tải mất phanh, gào thét, nghiền nát mọi thứ, phá hủy tất cả lao tới. Chết nhanh như vậy sao? Ha ha! Lương Khâu đằng xa thấy Trần Đức dừng lại, đứng im không nhúc nhích thì nghĩ rằng anh đã cạn kiệt sức lực, không khỏi giễu cợt, Mậu Danh, anh xem. Tôi. Nói mà, can đảm quá chính là ngu ngốc, đúng không nào? Anh ta đúng là không nên tới núi Bách Thú, Mậu Danh cũng lắc đầu, giống như đã nhìn thấy Trần Đức chết, hơi đáng tiếc nói. Nguyệt, may mà em không có lãng phí mấy miếng linh thạch kia, người như vậy dù tới núi Bách Thú cũng sẽ tới chỗ khác tự tìm đường chết thôi, Lương Khâu phe phẩy cây quạt, ra vẻ tao nhã nói. Hai, đáng tiếc, Đạm Đài Nguyệt khẽ thở dài, cô ta thật sự cảm thấy đáng tiếc. Đang lúc tuổi xuân làm gì không tốt, sao cứ đến núi Bách Thú tự tìm đường chết cơ chứ? Cho dù cô ta có muốn cứu, nhưng cách quá xa nên cũng không kịp. Con heo rừng kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần Trần Đức. 3 mét, 2 mét, im. Rõ ràng có thể thấy được, hai cái răng nanh sắc nhọn của nó chỉ còn cách Trần Đức một chút. Mắt thấy, sắp đâm vào người anh thì lúc này, Trần Đức bỗng chậm rì rì giơ một ngón tay lên chọc vào trán con heo. Thoáng chốc, một cảnh tượng đáng sơ trơ xuất hiện. Đạm Đài Nguyệt, Lương Khâu, Mậu Danh và ba người già đi theo họ đều rõ ràng có thể nhìn thấy trước mặt Trần Đức xuất hiện một luồng sấm sét rất nhỏ. Ngay sau đó, con Liệp Trư nặng 2000 kg đang xông tới giống như đụng phải một bức tường chợt dừng lại, sụi lơ xuống đất, không kịp phát ra một tiếng nào lập tức nổ tung, hài cốt bay tứ tung. Sức mạnh lớn như vậy luôn, Trần Đức hết sức kinh ngạc. Anh chỉ mới hiểu được chút ra lông và thi triển ra 1% sức mạnh của trấn lôi ấn mà thôi. Không hổ là võ kỹ huyền gia cấp.
Trong tình huống mà Trần Đức không thi triển ra cửu trọng cực ảnh thì sức mạnh của anh khoảng 5 triệu tấn, muốn đối phó một heo rừng thì chỉ là chuyện nhỏ. Mà ban nãy, anh hoàn toàn không có dùng sức. Đúng vậy, anh chỉ khẽ nhấn một cái, phóng ra 1% sức mạnh của chấn lôi ấn mà thôi. Nếu anh hoàn toàn hiểu được chấn lôi ấn thì Trần Đức tin rằng mình có thể đánh một trận với Âu Dã Tư Linh. Trần Đức nghĩ vậy thì không khỏi hơi kích động. Không biết Âu Dã Tư Linh nhìn thấy anh của bây giờ có cảm thấy bất ngờ không? Nhớ đến cái hẹn 1 năm của hai người, Trần Bát Hoang anh cần gì 1 năm? Trần Đức phục hồi tinh thần lại, nhặt lên một cái chân heo rồi rời đi. Còn đám người Đạm Đài Nguyệt, Lương Khâu, Mậu Danh, anh đã sớm phát hiện, thậm chí với sự thính tai của mình, anh cũng đã nghe được hết những lời họ nói. Có điều, anh không có để ý mà. Thôi, chỉ cần đối phương không làm phiền, chọc đến mình thì anh cũng chẳng quan tâm lắm. Nói thật, đám người kia ngoài Đạm Đài Nguyệt ra thì những người còn lại chẳng để lại ấn tượng tốt nào cho anh. Đặc biệt là tên Lương Khâu cầm quạt, lúc nào cũng nhằm vào anh, nói năng chói tai còn buồn nôn. Có vẻ, thực lực của anh ta cũng rất mạnh, Mậu Danh khẽ cau mày, nhìn con heo bị chia 5 xẻ 7 đầy đất, trong giọng nói có chút thưởng thức, xem ra, anh ta thật sự dũng cảm mà không phải ngốc. Quả thật là khiến người ta hơi bất ngờ, nhưng, Lương Khâu không cho là đúng nói, một con heo rừng mà thôi, chúng ta cũng có thể tùy tiện là giết nó được ngay. Anh ta lại mất thời gian lâu như vậy, nơi này cũng chưa phải chỗ sâu trong núi Bách Thú, đi vào trong thì cũng chết thôi. Được rồi. Đừng nói nhảm nữa, chúng ta đi thôi. Cô bé kia cũng ở gần đây, phải nhanh chóng tìm được cô ta rồi rời khỏi đây nữa. Con người Đạm Đài Nguyệt khẽ đảo, dẫn đầu đi về phía dụng cụ chi định. Đám người Mậu Danh, Lương Khâu theo sát phía sau. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã dừng lại, mặt mày lộ vẻ kỳ lạ. Bên cạnh dòng suối nhỏ phía trước, Trần Đức đang chữa thương cho một cô gái, còn cô gái thì đang cầm một cái chân heo ăn. Trần Đức thỉnh thoảng lại uống một ngụm rượu, trong tay cầm một thứ đen thui bôi lên miệng vết thương của cô gái nhưng rõ ràng mắt thường có thể thấy được, miệng vết thương đang dần khỏi hẳn. Hình như, người chúng ta muốn tìm, chính là cô ta, Mậu Danh nhìn dụng cụ theo dõi, điểm sáng đang lóe mù mắt, rồi lấy ra một tấm hình, trong hình chính là cô gái kia. Không ngờ lại gặp phải thật, Đạm Đài Nguyệt thở dài, chuyến này của các cô chính là vì cô bé kia. Chỉ cần mang cô bé đi giao cho người kia là họ có thể lấy được vô số chỗ tốt. Mà nó có thể giúp 3 người họ đạt tới Linh Hải Kỳ. Nếu gặp phải chúng ta thì nói lên tên nhóc kia đáng chết. Trong khi họ đang nói chuyện, Lương Khâu không đợi 2 người kia quyết định đã dẫn theo một ông lão đi về phía dòng suối nhỏ. Mậu Danh, Đạm Đài Nguyệt liếc nhau, cũng đi theo. Cùng lúc đó, Trần Đức đang chữa thương cho Ưng Thanh Vũ bên dòng suối cũng thấy họ. Ưng Thanh Vũ đang ăn chân heo lại lộ ra ánh mắt sợ hãi. Nhóc con, đúng là khéo thật, không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi, Lương Khâu phe phẩy cây quạt, ánh mắt ngả ngớn hỏi, hỏi anh một câu nè, anh. Muốn sống không? Trần Đức liếc Lương Khâu một cái, lười để ý đến hắn ta, tiếp tục chữa thương cho Ưng Thanh Vũ. Tên khốn, bọn họ là tới bắt tôi, Ưng Thanh Vũ nhỏ giọng nói, bọn họ rất mạnh, mau dẫn tôi chạy đi. Chạy. Có thể chạy đi đâu, Lương Khâu lớn tiếng nói, Trần Bát Hoang đúng không? Nếu anh không muốn chết thì giao cô gái kia cho chúng tôi đi. Nếu tâm trạng tôi vui sẽ rủ lòng thương tha cho anh một mạng. Lương Khâu, anh không thể khách sáo chút hả, Đạm Đài Nguyệt nhíu mày, hơi bực nói. Lương Khâu thật sự quá kiêu ngạo, mà sự kiêu ngạo ấy khiến cô ta chán ghét, Trần Bát Hoang, cô gái này nghịch ngợm gây sự, bỏ nhà đi, người nhà của cô ấy đang tìm. Mong anh có thể để chúng tôi dẫn cô ấy về. Ấn tượng của Trần Đức với Đạm Đài Nguyệt cũng không tệ lắm, nhưng anh chưa trả lời ngay mà là hỏi Ưng Thanh Vũ, cô muốn đi với cô ta không? Ưng Thanh Vũ vội vàng lắc đầu, không muốn, tôi chỉ muốn đến học viện vô song, tên khốn, anh tuyệt đối không được để họ bắt tôi đi. Được. Trần Đức gật đầu, bấy giờ mới cười trả lời Đạm Đài Nguyệt, ngại quá, cô ấy không muốn đi theo mấy người. Đạm Đài Nguyệt khẽ nhíu hàng mày xinh đẹp. Đang định mở miệng thì Lương Khâu đã âm u nói. Mẹ, nhóc con, bọn tao nể mặt mày quá rồi hả? Bọn tao là đang bàn bạc với mày chắc, còn ở đó mà cò kè mặc. Trần Đức chẳng thèm liếc nhìn Lương Khâu lấy một cái, trực tiếp làm lơ cái loại tôm tép nhãi nhép. Sau đó, anh chậm rãi bôi nguyên liệu của Phục Nhan Đan lên người Ưng Thanh Vũ.
Vết thương trên người Ưng Thanh Vũ rất nghiêm trọng, Phục Nhan Đan chỉ có thể chữa trị một số chỗ đơn giản như bên ngoài. Cô ta không những bị thương ngoài da mà còn bị thương bên trong, Trần Đức có thể cảm giác được linh khí trong người cô ta rất hỗn loạn. Nhưng, anh cũng không hỏi nhiều, nhận tiền của người, thay người làm việc, đối phương không nói, vậy anh sẽ không hỏi. Đây là điều cơ bản nhất mà anh học được trong khoảng thời gian từng làm sát thủ. Nhóc con, mẹ mày không nghe tao nói gì à, Lương Khâu lập tức nổi giận. Trần Bát Hoang thế mà lại làm lơ hắn ta không những một lần mà là ba lần. Hắn ta không thể nhịn nổi, loại rác rưởi ấy dựa vào cái gì mà làm lơ mình. Lương Khâu nói xong bèn ra tay, cơ thể hắn ta lập tức biến mất, thoáng chốc đã đến trước mặt Trần Đức, năm ngón tay chộp một cái vào cổ anh, linh khí dập dờn, gió lớn gào thét. Sắc mặt Đạm Đài Nguyệt, mậu danh chợt biến đổi, nhưng lại không kịp ngăn cản. Trong con ngươi Lương Khâu lóe lên vẻ tàn nhẫn, trực tiếp sử dụng hết toàn bộ sức mạnh hơn triệu tấn muốn chộp lấy cổ Trần Bát Hoang. Hắn ta tin rằng với loại rác rưởi như Trần Bát Hoang thì mình có thể tùy tiện giết chết ngay lập tức. Khi Lương Khâu phóng tới trước mặt Trần Đức, anh cũng hành động, trực tiếp bổ một chưởng ra. Một chưởng ấy không có khuấy động linh khí, không thi triển võ kỹ, chỉ đơn giản là sức mạnh và tốc độ. Một chưởng nhẹ nhàng ấy đánh sau mà đến trước, tốc độ nhanh kinh người, Lương Khâu hoàn toàn không nhìn thấy được quỹ đạo của nó. Khoảnh khắc ấy, hắn ta cảm thấy tim mình chợt đập nhanh hơn. Đáng tiếc, đã muộn rồi. Bốp! Giây tiếp theo, giữa tiếng tát tai giòn tan vang vọng cả không trung, cơ thể Lương Khâu trực tiếp đập thẳng xuống đất. Đầu nặng nề cắm xuống đất đập ra một cái hổ lớn, khói bụi nổi lên bốn phía. Một chảo của hắn ta ngay cả vạt áo của Trần Đức cũng không đụng được. Dưới ánh trăng, rõ ràng có thể thấy nửa khuôn mặt bên trái của Lương Khâu đều đã biến dạng, máu thịt lẫn lộn, sưng vù giống như con heo. Đạm Đài Nguyệt, Mậu Danh cùng với mấy võ giả sau lưng đều sợ ngây người. Chỉ một cái tát đã giải quyết được Lương Khâu. Bọn họ, hình như đã xem thường Trần Bát Hoang. Lương Khâu chính là linh căn kỳ trung kỳ, là người mạnh nhất trong ba người trẻ tuổi bọn họ. Vậy mà, không gánh nổi một cái tát của Trần Bát Hoang. Khóe miệng Mậu Danh giật giật, dường như cũng cảm nhận được cơn đau của cái tát kia. Ánh mắt Đạm Đài Nguyệt biến ảo hết sức cổ quái. Côn Luân Hư. Từ lúc nào xuất hiện một người cường thế như vậy? Thanh Vũ, xong hết rồi, chúng ta đi thôi. Trần Đức thu hồi nguyên liệu Phục Nhan Đan còn thừa, anh vẫn không thèm để ý đến Lương Khâu mà trực tiếp đứng dậy đạp vào mặt hắn ta. Coi thường. Vẻ coi thường không hề che giấu. Ách, được, Ưng Thanh Vũ có chút ngây ra, cô ta không ngờ Trần Đức lại bá đạo như vậy. Cùng với sự kinh ngạc, cô ta đứng dậy đi theo Trần Đức, cũng dẫm lên mặt Lương Khâu. Đồ khốn kiếp. Không ngờ mày lại lợi lại như vậy. Thứ mày không ngờ còn nhiều lắm, vẻ mặt và giọng điệu của Trần Đức không thay đổi, giống như giải quyết Lương Khâu là chuyện không đáng kể. Trên thực tế, quả thật cũng là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Lương Khâu là người ngơ ngác nhất. Hắn ta chóng mặt, trời đất quay cuồng. Chỉ cảm thấy cả đầu nên vô cùng nặng nề, các dây thần kinh, tế bào và bộ vị đều truyền đến cơn đau đớn khó mà chịu đựng nổi. Đồng thời trong lòng hắn ta tràn đầy nghi ngờ. Làm sao có thể? Làm sao hắn ta có thể bị một chưởng đánh ngã? Ngay cả Bộ Kinh Phong là người xuất sắc trong bảng xếp hạng thanh niên cũng không làm được điều này. Giết, giết hắn, các lão, giúp tôi giết hắn, Lương Khâu đầu chôn trong đất, cuối cùng từ trong choáng váng lấy lại tinh thần phát ra tiếng gầm nhẹ khàn khàn. Không cần hắn ta nói. Lão giả đi theo Lương Khâu ở sau lưng đám người Mậu Danh. Đạm Đài Nguyệt đã sớm tiến hành hành động, một trận linh khí cuồn cuộn xông ra, từ lão ta rút một cây giáo ba mũi từ sau lưng, không nói một câu, trực tiếp ra tay. Đoàng! Giáo ba mũi giống đâm rách không gian, sức mạnh cường đại khiến nơi này vang lên tiếng sấm chớp mưa bão xuyên qua màng nhĩ. Trong nháy mắt bầu trời đêm trở nên sáng ngời như ban ngày. Võ kỹ! Đôi mắt trong veo của Đạm Đài Nguyệt trở nên kinh ngạc. Cô ta không ngờ vị các lão này lại trực tiếp vận dụng võ kỹ, có cần thiết không? Đây là muốn đẩy người ta vào chỗ chết mà. Thật là giết gà há phải dùng đến dao mổ trâu. Mậu Danh biết rõ các lão kia là cường giả linh hải kỳ, Trần Bát Hoang có thể mạnh hơn đến đâu chứ? Chẳng lẽ anh còn có thể chém chết cường giả linh hải kỳ sao? Nếu quả thật mạnh như vậy thì đã sớm nổi danh ở Côn Luân Hư, bọn họ không thể nào chưa thấy qua. Cô Tổ, mau cứu hắn.
cháu không muốn nhìn thấy hắn chết, nửa năm nay Đạm Đài Nguyệt vì ông nội vừa mới qua đời nên ăn chay lễ Phật, cô ta không muốn nhìn thấy có người chết ở trước mắt. Được, lão bà được Đạm Đài Nguyệt gọi là cô Tố vừa muốn ra tay. Đột nhiên, dừng lại, không vì cái gì khác, mà vì, trong nháy mắt đó rõ ràng bà ta nhìn thấy Trần Bát Hoang xoay người giơ một quyền nghênh đón cây giáo ba mũi. Hơn nữa, tốc độ của anh cực kỳ nhanh. Dù lão bà có ra tay tương trợ thì cũng không kịp ngăn cản. Bà ta thu người, trong cổ họng già nua xuất hiện chữ châm chọc, thanh niên bây giờ lại rốt nát như vậy à? Trong ánh sáng đá lửa, quả đấm của Trần Đức tiếp xúc đụng vào cây giáo ba mũi. Keng 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 keng. Trong nháy mắt tia lửa văng khắp nơi, quả đấm của Trần Đức giống như binh khí đâm đâu cũng thuận lợi, nó phá hủy và tiêu diệt hết tất cả. Chỉ thấy trong tia lửa chập chờn cây giáo ba mũi giống như bọt, gãy lìa sụp đổ từng tấc. Trong chốc lát, giáo ba mũi dài 1m5-1m6 giờ chỉ còn lại tay cầm chưa đến 10cm. Một quyền. Cắt đứt giáo ba mũi. Trần Bát Hoang với thể xác thuần khiết đã đánh gãy vũ khí của võ giả Linh Hải Kỳ. Mà một quyền kia. Vẫn chưa dừng lại. Một tiếng bụp dễ như trở bàn tay, không có vật nào có thể ngăn cản đánh lên gò má già nua của lão giả. Bất chợt, lão giả Linh Hải Kỳ như hành nhổ ruộng cạn bay lên rồi lại nặng nề rơi xuống đất, đập ra một cái hố to, bất tỉnh nhân sự, hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng chảy máu. Mậu Danh và Đạm Đài Nguyệt bối rối, lão bà và lão giả sau lưng bọn họ cũng sững sờ, mặt đầy chấn động không tưởng tượng nổi, còn hơn cả gặp quỷ. Lương Khâu nằm trên đất lại càng trố mắt nghẹn họng, vẻ mặt ngưng lại, hắn ta run lẩy bẩy sợ hãi. Cho dù là ai nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng giống như xảy ra động đất cấp 10, điều kinh khủng cùng sợ hãi đó như thủy triều lan tràn bao phủ lên bọn họ. Lão giả Linh Hải Kỳ đó. Đó là võ giả Linh Hải Kỳ cao cấp của nhà họ Lương. Nhìn vào toàn bộ Côn Luân hư. Loại thực lực này cũng vô cùng mạnh. Nhưng mà, không gánh nổi một quyền của thanh niên ngoài 20 tuổi. Nếu như không phải chính mắt thấy được thì ai tin chứ? Trong lòng bọn họ, võ giả 20-30 tuổi ngoại trừ số ít nhóm người yêu nghiệt mạnh nhất như Lương Khâu ra, còn lại cũng chỉ thực lực khoảng linh căn kỳ trung kỳ. Bây giờ, đột nhiên xuất hiện một người thanh niên hơn 20 tuổi có thể so sánh với sự cứng rắn như thép của một lão giả Linh Hải Kỳ hơn 100 tuổi, làm sao bọn họ không kinh hãi chứ? Nhất thời cái tên Trần Bát Hoang này điên cuồng dâng trào trong đầu bọn họ. Bọn họ đang cẩn thận nhớ lại xem từ lúc nào Côn Luân Hư lại có một yêu nghiệt kinh khủng như vậy. Đáng tiếc, bọn họ không tìm được bất kỳ đầu mối nào. Đám người Đạm Đài Nguyệt, Mậu Danh ngơ ngác như cọc gỗ nhìn chằm chằm Trần Đức, không dám làm một cử động nhỏ nào. Đặc biệt là lão bà bên cạnh Đạm Đài Nguyệt, khóe miệng bà ta khẽ động, lão giả Linh Hải Kỳ ngã xuống không rõ sống chết, giống như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu khiến toàn thân bà ta phát rét. Lúc này bà ta mới hiểu được người rốt nát không phải Trần Bát Hoang mà là bà ta. Cô Đạm Đài, tôi không giết bọn họ. Coi như là nể tình lời khuyên trước kia của cô, nhưng nếu còn có lần sau nữa thì tôi không nể tình nữa đâu, Trần Đức nhìn về phía Đạm Đài Nguyệt, thản nhiên nói. Tuy anh ra tay ác độc, nhưng cũng không cố hết sức giết người, dù là Lương Khâu hay lão giả đi cùng tuy rằng thảm hại nhưng vẫn còn sống. Tất cả những thứ này đều ở trước mặt Đạm Đài Nguyệt. Nếu như không phải vì sự lương thiện của Đạm Đài Nguyệt trước khi tiến vào núi Bách Thú và khi lão giả Linh Hải ra tay, cô ta ra lệnh cho lão bà ra tay tương trợ, không thì Lương Khâu và người đi theo hắn ta đã bị chết thảm. Lời cũng đã nói xong, không đợi Đạm Đài Nguyệt đáp lại, anh liền xoay người rời đi. Nhóc con, chúng ta đi thôi. Ưng Thanh Vũ Tử trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Đôi mắt trong veo khó hiểu. Lần này, có vẻ như cô ta đã tìm thấy một thiên tài. Tên khốn kiếp, chờ tôi, mắt thấy Trần Đức đi xa, Ưng Thanh Vũ vội vàng đi theo, còn nữa. Tôi nhắc lại một lần, tôi không phải tên nhóc con, tôi tên là Ưng Thanh Vũ, nhưng tôi đặc biệt cho phép anh gọi tôi là Thanh Vũ. Trần Đức nhàn nhạt đáp một tiếng, anh dẫn Ưng Thanh Vũ đi càng ngày càng xa. Mà đám người Mậu Danh, Đạm Đài Nguyệt, Lương Khâu cứ như vậy trơ mắt nhìn, không dám ngăn cản, không dám nói lời nào, thậm chí ngay cả hít thở cũng cực kỳ thận trọng. Bọn họ bây giờ không những không dám ngăn cản, chỉ mong Trần Đức đi nhanh lên. Đi càng nhanh, càng xa. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể an toàn.
Cũng may Trần Đức cũng không dừng lại, rất nhanh bóng người liền biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Lương Khâu, anh sao rồi, người vừa biến mất, Mậu Danh liền đi lên, lấy ra một viên thuốc đút cho Lương Khâu uống. Cơn đau của Lương Khâu lúc này mới thoáng dễ chịu một chút. Tôi, vẫn ổn, Lương Khâu cố nén đau đớn, bò dậy dưới sự dìu đỡ của Mậu Danh, ánh mắt hung ác lóe lên, mang theo vẻ u ám, đáng chết, dám làm tao bị thương nặng, tao nhất định phải bắt hắn trả giá thật lớn. Mậu Danh, đưa thứ kia cho tôi. Từ trên người Mậu Danh lấy ra một hạt châu ánh sáng rực rỡ màu xanh lá. Ước chừng khoảng bàn tay, trong đêm đen lóe lên ánh sáng màu xanh. Mậu Danh, đừng cho hắn. Lúc này, Đạm Đài Nguyệt đi lên trước, ngăn cản nói, Lương Khâu, vừa rồi rõ ràng hắn ta có thể giết anh, còn có vị trưởng giả này trong tộc của anh nữa. Nhưng hắn ta không giết, đã nương tay tha cho anh một mạng, anh cần gì phải làm chuyện này đến cùng. Còn nữa, hắn đã nói qua, nếu như lại chọc hắn nữa, lần sau sẽ không nể tình đâu. Đạm Đài Nguyệt, sao cô cứ luôn nói cho hắn thế? Chẳng lẽ quên mất lần này chúng ta đến vì cái gì rồi sao? Cơ Duyên, ánh mắt Lương Khâu dữ tợn, lóe lên vẻ khát máu, hắn ta tức giận gầm nhẹ. Chỉ có dẫn cô gái kia đi, chúng ta mới được thù lao, nhưng bây giờ, chúng ta có thể mang đi sao? Chẳng lẽ chúng ta đi một chuyến về tay không hả? Mậu Danh, anh cam tâm không? Cậu Lâu nói rồi, chúng ta mang người về có thể được toàn bộ phần thưởng, nếu như không mang về được thì cứ dùng hạt châu này gửi tín hiệu cho anh ta. Để lại dấu vết, anh ta sẽ chạy tới ngay, như vậy chúng ta cũng có thể lấy được một nửa thù lao. Mậu Danh, anh bằng lòng buông tha sao? Cho dù là một nửa cũng có ba viên cửu chuyển đan rồi đó. Đến lúc đó, ba người chúng ta nhận lấy nó, tỷ lệ đạt đến linh hải kỳ sẽ tăng lớn. Ánh mắt Mậu Danh lóe lên, nhìn sang Đạm Đài Nguyệt rồi lại nhìn sang Lương Khâu. Nói thật, cám dỗ của cửu chuyển đan quá lớn. Từ linh căn kỳ đến linh hải kỳ. Nhìn chỉ là sự khác biệt ngắn ngủi của một cảnh giới, nhưng trên thực tế khoảng cách lại vô cùng lớn. 90%, thậm chí 95% võ giả trở lên ở Côn Luân Hư suốt cả một đời đến lúc chết vẫn bị kẹt ở linh căn kỳ đỉnh phong. Có thể đạt tới linh hải kỳ, trong 100 người không có lấy một người. Thậm chí là trong ngàn người không có ai, chục ngàn người cũng không có một ai. Điều này tuyệt đối không hề khoa trương. Võ giả từ Linh Hải Kỳ đã là cường giả của Côn Luân Hư, điều này cũng đủ nhìn ra. Mà có cửu chuyển đan, tỷ lệ đột phá sẽ càng tăng cao. Nếu như có thì khả năng đột phá là 1, như vậy sau khi ăn cửu chuyển đan rồi tiến hành đột phá thì khả năng sẽ tăng lên đến 10.000. Cám dỗ trong đó không cần nói cũng biết. Mậu Danh, Lương Khâu lại một nữa dục, chỉ có Mậu Danh mới có thể thúc dục viên Nguyệt Quang, chúng ta không thể cứ buông tha như vậy. Lẽ nào anh thật sự cho rằng Trần Bát Hoang là đối thủ của cậu Lâu sao? Chẳng lẽ anh đã quên thực lực của cậu Lâu rồi? Dù Trần Bát Hoang có mạnh hơn nữa thì đối mặt với anh ta cũng chỉ là châu chấu mà thôi. Tôi không chỉ là vì báo thù, mà còn là vì tương lai của chúng ta, tiền đồ của chúng ta. Đừng, Đạm Đài Nguyệt lắc đầu, cô ta cảm thấy Trần Đức cũng không tồi, riêng chuyện không dễ dàng giết người đã rất tốt rồi, cô ta không muốn nhìn thấy Trần Đức chết. Bởi vì cậu Lâu đó thật sự rất mạnh. Nguyệt, xin lỗi, tôi còn gánh vác thịnh suy của cả gia tộc, tôi không thể để họ thất vọng. Mậu Danh hít sâu một hơi, anh ta sờ vào râu quai nón, giống như đã hạ quyết tâm, linh khí bắt đầu di chuyển. Rắc rắc, cùng dây đó, khe nứt của viên Nguyệt Quang trong tay anh ta xuất hiện thêm nhiều vết nứt. Rồi sau đó, bụp, viên Nguyệt Quang nổ tung hóa thành phấn vụn. Trần Bát Hoang, ha ha, mày chết chắc rồi. Nhìn thấy viên Nguyệt Quang nứt ra, Lương Khâu cực kỳ hưng phấn, ánh mắt lóe lên vẻ khát máu không gì sánh bằng. Cậu Lâu mà tới, chắc chắn Trần Bát Hoang sẽ chết không thể nghi ngờ. Không có bất cứ lý do gì có thể sống. Tiếp, bởi vì, đó là một vị linh căn kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước chân thì sẽ bước vào kim đan kỳ đầy khinh khủng. Hơn nữa, ông nội của hắn, chính là một trong những người canh giữ Côn Luân Hư trong truyền thuyết. Lâu Vạn Xuân, gặp phải loại cường giả này. Trần Bát Hoang có lý do gì có thể sống tiếp? Ánh trăng sáng chiếu xuống, phủ thêm một tầng xám bạc cho núi Bách Thú. Ngoài núi ánh trăng sáng ngời, nhưng bên trong núi lại tối đen, ánh trăng cũng chỉ chiếu vào thông qua các khe hở giữa lá cây, điểm xuyết vào bóng đêm vô hạn. Mậu Danh nhìn viên Nguyệt Quang hóa thành phấn vụn trong tay, anh ta trầm giọng nói,
với thực lực của cậu Lâu, trong tình huống có mục tiêu rõ ràng, đuổi đến đây nhiều nhất cũng chỉ cần 10 phút, bây giờ chúng ta đuổi theo Trần Bát Hoang là được. Được, đuổi theo hắn, lập tức lên đường, Lương Khâu chật vật đi tới người tùy tùng sống chết không rõ bên cạnh mình, hắn ta lấy ra một viên thuốc cho ông ta uống, sau đó đánh thức ông ta. Lão giả Linh Hải người bị thương nặng, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đi, biết đã gọi được cậu Lâu, ánh mắt ông ta u ám, giọng nói khàn khàn, được, rất tốt, nhất định phải để thằng nhãi đó chết. Đi, đuổi theo, dùng phấn nguyệt quang để lại dấu vết, chờ cậu Lâu đuổi đến, đã đưa ra quyết định rồi thì mậu danh không nói nhảm nữa, anh ta dẫn đầu đưa lão giả đi theo mình đuổi về phía Trần Đức. Lương Khâu càng không có chút do dự liền đuổi theo. Đạm Đài Nguyệt than nhẹ, cô ta muốn rời đi. Nguyệt, cửu chuyển đan đôi với cháu rất quan trọng, lão bà phía sau lưng dường như biết suy nghĩ của cô ta, bà ta liền nhắc nhở, Côn Luân Hư từ trước tới này luôn tàn khốc như vậy, không phải sao. Nhưng cô tổ, cháu đừng nói gì hết, nếu đã đến đây thì nhất định phải đi tiếp, ông cháu vừa qua đời, nhà họ Đạm Đài cần một võ giả hùng mạnh, mà cháu cũng giống như mậu danh vậy, là kỳ vọng của gia tộc. Lão bà chậm rãi nói, đương nhiên. Nếu như cháu bằng lòng gả cho người đó, cháu cũng có thể lựa chọn từ bỏ để thăng thực lực. Không. Đạm Đài Nguyệt phản bác theo bản năng, trong đầu hiện ra gương mặt đáng ghét, hắn giết ông nội cháu tuyệt đối không thể gả cho hắn. Vậy thì đi. Lão bà không nói thêm nữa, bà ta đuổi về hướng đám người tùy tùng của Lương Khâu. Đôi mắt trong veo của Đạm Đài Nguyệt lóe lên uất ức, cô ta cũng đi theo. Cô ta không muốn giết người. Từ nhỏ lớn sống trong tình yêu thương của ông nội và bố mẹ, mặc dù sinh ra ở Côn Luân Hư, nhưng cho đến nay cô ta chưa từng cướp đi mạng sống của bất kỳ người nào. Huống hồ! Nửa tháng gần đây cô ta còn ăn chay lễ Phật vì ông nội qua đời. Đây cũng là lý do tại sao nhìn thấy Trần Đức cô ta sẽ chủ động đưa linh thạch để Trần Đức rời đi, cô ta không hy vọng không có ai chết dưới mắt mình. Nhưng! Cô ta càng không muốn gả cho người đàn ông kia. Ai? Cuối cùng Đạm Đài Nguyệt vẫn đuổi theo bóng dáng lão bà. Cô ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể vừa đi vừa nhìn. Tên khốn kiếp, thực lực của anh không tệ. Vết thương của Ưng Thanh Vũ đã tốt hơn nhiều, đã có thể tự chủ đi lại. Cô ta là cô gái 18-19 tuổi cực kỳ hoạt bát. Dọc theo đường đi cô ta giống như chim sơn ca vậy, cứ líu lo bên tai Trần Đức. Tên khốn kiếp, vừa rồi anh nên giết hết mấy bọn khốn kiếp ấy đi. Tên khốn kiếp, sao anh lại lạnh nhạt như vậy, không thể nói nhiều hơn mấy câu sao? Trong tay Trần Đức đang xách một hũ rượu, bước chân nhanh nhẹn đi giữa núi rừng, giống như không nghe thấy tiếng của Ưng Thanh Vũ, lúc thì uống mấy hớp rượu, lúc thì như đang quan sát thứ gì đó. Mặc cho Ưng Thanh Vũ nói không ngừng, anh cũng không trả lời một câu. Hừ, thật là danh xứng với thực. Im miệng. Đột nhiên, Trần Đức vẫn luôn yên tĩnh giờ đây sắc mặt thay đổi. Hai chân anh nhảy lên cây leo trèo giống như vượt, thân hình rất nhanh liền ấn nấp, biến mất không thấy. Tôi, Ưng Thanh Vũ muốn nói gì đó, nhưng Trần Đức lại một tay bịt miệng cô ta. Không tới 5 giây, vị trí bọn họ đứng trước đó xuất hiện 6 bóng người. Không phải ai khác, chính là đám người mậu danh, Lương Khâu, Đạm Đài Nguyệt. Người đâu, tại sao không thấy, Lương Khâu nổi nóng, vừa nãy vẫn còn ở đây, sao đột nhiên không thấy tăm hơi. Tìm khắp nơi đi. Mậu danh cau mày sờ râu quai nón, nhìn cực kỳ nghiêm trọng, lúc Lâu Tinh Hải giao viên Nguyệt Quang cho anh ta đã căn dặn nhất định phải sử dụng đúng chỗ, nếu không thì anh ta sẽ chết rất thảm. Nếu như Lâu Tinh Hải tới không thấy Ưng Thanh Vũ, trời mới biết hẳn sẽ tức giận đến mức nào. Lại là bọn họ, vẫn chưa từ bỏ ý định sao. Trần Đức có chút chán ghét, anh chăm chú nhìn chằm chằm 6 người đang tìm anh, những người này nhiều lần. Chọc giận anh. Kiên nhẫn của anh đã sắp mài mòn rồi. Sau đó, anh tung người nhảy lên. Đưa Ưng Thanh Vũ rơi xuống bên cạnh bọn họ. Không cần tìm, tôi ở đây. Đám người Lương Khâu, mậu danh kinh hãi, theo bản năng nhìn về phía Trần Đức, rồi sau đó lại theo bản năng thụt lùi mấy bước, khoảng cách đã bị kéo ra đến 10 mấy mét. Bọn họ nhìn chằm chằm Trần Đức đầy cảnh giác và hoảng sợ. Mấy người sợ tên khốn kiếp ấy như vậy còn đến đây làm gì, Ưng Thanh Vũ giờ nắm đấm, là tới tìm chỗ chết. Sao? Trần Đức không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn bọn họ. Anh Trần, chúng tôi không có ý khác, Đạm Đài Nguyệt giọng nhu hòa khiêm tốn, cô ta cung kính nói,
chúng tôi chỉ muốn đưa cô ấy về, mong anh tác thành. Tôi nói rồi, không được, Trần Đức từ chối. Không có lý do khác. Chỉ vì Ưng Thanh Vũ không muốn. Dừng lại nửa giây. Anh nói tiếp, cuối cùng tôi cảnh cáo các người một lần, nếu theo kịp nữa thì tôi cũng sẽ không khách khí. Nói xong, anh lại xoay người rời đi. Chỉ là... đúng lúc đó. Gầm. Trong rừng rậm phát ra tiếng thú gầm. Một con hổ đầu mọc sừng, người có đốm hoa, to lớn như núi, đột nhiên trong con ngươi của mọi người xuất hiện một tư thế quái dị, nó không ngừng mở rộng trong con ngươi của mọi người, nghiền ép càn quét tất cả, đánh gãy từng cây một. Tiếp đó, nó rơi xuống trước mặt Trần Đức và Ưng Thanh Vũ, đập thành cái hố lớn sâu đến 3-4 mét, lấp kín đường đi của hai người. Con hổ này đặc biệt khổng lồ, vắt ngang trước mắt giống như một ngọn núi nhỏ, không nhìn thấy được con đường phía trước. Con hổ đã chết. Hừ, thật là danh xứng với thực. Một giây trước còn phát ra tiếng giống lớn, khi rơi trước mặt Trần Đức thì nó đã chết, bề ngoài nhìn như nguyên vẹn. Thực ra thì Trần Đức đã nhìn ra lục phủ ngũ tạng của con hổ này đã vỡ vụn toàn bộ. Đây là loại thủ đoạn nào vậy? Gần như một luồng khí tức đột nhiên hạ xuống, phong kín và phong tỏa khu vực này. Là hắn. Ưng Thanh Vũ kinh hãi, mặt đẹp trở nên rất khó coi. Bỗng nhiên cô ta xoay người như đối mặt với đại địch. Trần Đức cũng xoay người, nhìn về phương hướng có khí tức truyền tới. Trong rừng rậm, một bóng người đang từ từ đi tới bên này, đó là một người đàn ông vóc dáng không cao, chỉ khoảng 1m6, người mặc áo choàng ngọc gấm màu tím đầy phách lối, trên áo bào điểm chút xám bạc, hoa lệ đến mức khiến người khác lóa mắt. Dưới ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt hẳn cực kỳ trắng, dáng vẻ khoảng chừng 20 tuổi. Trong con ngươi lộ ra khí tức khiến người ta cảm thấy hung ác, trông vô cùng sợ hãi. Một bước, hai bước, ba bước, hẳn bước từng bước một, nhịp bước trầm ổn, rất nhanh hiện ra hoàn toàn trong tầm mắt của mọi người. Cậu Lâu, nhìn thấy người đến, việc đầu tiên Mậu Danh và Lương Khâu đồng thời phát ra tiếng kinh ngạc, bọn họ khẽ khom người làm ra tư thế hành lễ. Ngược lại, Đạm Đài Nguyệt tỏ ra có chút bình tĩnh. Cô ta chỉ nhìn chăm chú Lâu Tinh Hải. Thật là một đám rác rưởi, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được, còn phải để cậu đây đích thân ra tay. Lâu Tinh Hải nhẹ nhàng quét qua Lương Khâu, hắn không hề che giấu vẻ khinh thường trong mắt. Tiếp đó, hắn giơ tay chỉ về phía lão giả Linh Hải Kỳ sau lưng, ông, lăn qua đây. Cậu Lâu, ti ti, lão giả Linh Hải Kỳ kia sửng sốt, nhưng căn bản không dám chống lại. Ông ta nhanh chóng đi tới trước mặt Lâu Tinh Hải. Lâu Tinh Hải không nói gì, hắn đột ngột giơ tay nắm đầu lão già Linh Hải Kỳ, bàn tay khổng lồ trong giây lát bao trùm trên đỉnh đầu ông ta. Cậu Lâu, cậu, lão già Linh Hải Kỳ vô cùng sợ hãi, ông ta cảm nhận rõ ràng tinh khí và linh khí trong cơ thể đang điên cuồng trôi qua. Vết thương của ông nặng như vậy, sống còn có ích gì? Chỉ bằng bị tôi nuốt trọn đi, ông nói xem thế nào. Lâu Tinh Hải hung ác nhím chằm chằm lão già trước mặt, khóe miệng hiện ra vẻ ngạo nghễ cười gằn, bảo tôi đích thân đến đây thì nên trả giá chứ, phải không? Tôi! Cơ thể lão già Linh Hải dùng mắt thường có thể thấy đã nhanh chóng khô khốc và tàn lụi trong tay Lâu Tinh Hải, dường như có một loại lực hút đáng sợ. Đang hút khô toàn bộ ông ta. Không tới 10 giây. Chỉ còn lại thân xác khô khốc. Lương Khâu ngẩn ra, hắn ta ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, da đầu tê dại. Lão giả bị hút chính là tùy tùng đồng thời là tiền bối của hắn ta, lại còn là trụ cột vững của nhà họ Lương. Nhưng, hắn ta không dám cản trở. Thậm chí đến dũng khí nói một câu cũng không có. Lão giả bị vứt vỏ như rác dưới vậy, con người của Lâu Tinh Hải lóe lên thỏa mãn, sau đó hắn không thèm nhìn Trần Đức mà quay sang nhìn về phía Ưng Thanh Vũ, cô ngoan ngoãn tự qua đây. Để tôi nuốt hay là tôi động tay đây? Nuốt. Một bên. Ánh mắt Đạm Đài Nguyệt kinh dị khó hiểu, cô ta lập tức hỏi, cậu Lâu, không phải nói cô ấy là người nhà sao, nuốt. Anh có ý gì? Có ý gì? Chính là ý trên mặt chữ, vừa rồi tôi nuốt lão già kia, cô nhìn thấy không? Lâu Tinh Hải cười nhạt, Đạm Đài Nguyệt, tốt nhất cô nên tôn kính với tôi một chút, đừng tưởng rằng Trung Ly coi trọng cô mà tôi không dám động. Cơ thể Đạm Đài Nguyệt mềm nhũn, cô ta lập tức hiểu ra mình bị lừa rồi. Mà hai người Lương Khâu, Mậu Danh cũng không ngoài suy đoán. Hiển nhiên bọn họ đã biết tình huống thật sự. Đạm Đài Nguyệt cực kỳ phẫn nộ tức giận, nếu sớm biết là như vậy thì cô ta tuyệt đối sẽ không tới.
Xin lỗi, Mậu Danh thấp giọng nói, không phải cố ý lừa gạt cô, không có máy theo dõi của tộc cô thì chúng tôi sẽ không tìm được người nhanh đến như vậy. Toàn thân Đạm Đài Nguyệt ngẩn. Ngơ, là cô ta hại cô gái kia. Tên khốn kiếp, mau, mau dẫn tôi chạy đi, giọng nói Ưng Thanh Vũ có chút run rẩy. Nếu như không dùng tới luồng sức mạnh kia thì cô ta không thể là đối thủ của Lâu Tinh Hải. Nhưng luồng sức mạnh kia không đến với thời khắc sinh tử, cô ta quyết không muốn dùng tới, cái giá phải trả thực sự quá lớn. Chạy, tại sao phải chạy, Trần Đức kỳ quái hỏi. Cái này còn cần hỏi tại sao à? Không chạy chúng ta sẽ chết đấy, Ưng Thanh Vũ không còn gì để nói, cô ta vô cùng gấp gáp, với tốc độ của Trần Đức, dẫn cô đi thì vẫn còn khả năng chạy trốn. Nếu như kiên quyết chiến đấu thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Không phải vội. Trần Đức quét mắt nhìn người đàn ông trước mắt, thực lực của hắn quả thật không tệ, tuổi còn trẻ, so với lão tổ kia của Trương Hằng và Thái Thượng. Trưởng lão nhà họ Trương thì mạnh hơn một chút. Nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ là mạnh một chút mà thôi. Nếu so toàn bộ 6 vị Thái Thượng trưởng lão nhà họ Trương thì, hắn nhất định yếu như gà. Mà trước khi đến đây, Trần Đức đã giết chết 6 vị Thái Thượng trưởng lão nhà họ Trương trong nháy mắt. Cho nên, tại sao anh phải chạy? Nếu như chúng ta chạy, bọn họ cũng sẽ đuổi theo, rất phiền phức giống như con ruồi vậy, chỉ bằng dứt khoát một lưới bắt hết mấy người này đi, vĩnh viễn cắt đứt hậu họa, không phải rất tốt sao? Khóe miệng Trần Đức mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh. Một lưới bắt hết, ha ha, Mậu Danh, anh nghe thấy chưa, hắn muốn một lưới bắt hết chúng ta đấy, ai ya, tôi sợ quá. Nghe thấy lời Trần Đức, Lương Khâu không nhịn được phình bụng cười to. Vốn dĩ, trường hợp này người thân vừa chết, hắn ta không nên cười. Nhưng quả thật hắn ta không nhịn được. Sự dốt nát ngu muội của Trần Bát Hoang đã thành công chọc hắn ta cười. Ha ha, Mậu Danh cũng cười, nhìn Trần Bát Hoang giống như nhìn tên thần kinh, thằng nhãi, mày biết người trước mặt mày là ai không? Dám nói ra lời này. Không biết, Trần Đức lắc đầu. Nói thật lòng, anh mới ở Côn Luân Hư mấy ngày, người quen biết không nhiều. Rất không may, người trước mắt này anh thật sự không biết. Anh im miệng, Mậu Danh vừa mới chuẩn bị nói, Lâu Tinh Hải liền tát 3 phát trên mặt anh ta, một tiếng bốp vô. Cùng vang dội, trong nháy mắt, mặt Mậu Danh liền sưng vù. Nhưng anh ta và cả lão giả phía sau cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể nhịn. Không còn cách nào khác. Thế giới này chính là như vậy. Cá lớn nuốt cá bé, thực lực không bằng người khác thì không có quyền lên tiếng. Đừng nói bị đánh, bị giết cũng đáng đời. Mậu Danh, con mẹ nó anh ngu à? Thứ rác rưởi này cũng muốn biết thân phận của tôi. Dựa vào cái gì, hắn có tư cách sao? Lâu Tinh Hải lớn tiếng quát mắng, sau đó sải bước tới chỗ Trần Đức, dừng lại cách anh khoảng 1 mét. Tiếp đó, hắn đánh giá Trần Đức từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, huênh hoang nói, quỳ xuống, liếm sạch giày cho tao. Trần Đức không nói, đứng yên bất động. Từ trước đến nay, trước khi động thủ, anh không thích nói chuyện. Không nghe thấy tao nói gì à, thấy Trần Đức không nhúc nhích, đột nhiên, Lâu Tinh Hải gầm lên, giống như tiếng gầm của sư tử, cực kỳ chói tai, dường như cây cối và hoa cỏ sung. Quanh đều đang run rẩy. Tuy nhiên, Trần Đức vẫn không hề có động tĩnh gì. Anh luôn cảm thấy người đàn ông trước mặt trông hơi quen quen, anh đang nghĩ không biết có phải đã từng gặp nhau hay không. Đáng tiếc, sau một hồi suy nghĩ cuối cùng vẫn không thể nhớ ra đã từng gặp người này ở đâu. Ưng Thanh Vũ đã bất giác trốn ở sau lưng anh, một tia sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Cậu chủ Lâu, Đạm Đài Nguyệt vẫn luôn im lặng, lúc này đột nhiên trầm giọng gọi một tiếng, bước về phía Trần Đức, thân hình thon thả hiên ngang đứng chắn trước mặt hai người Trần Đức. Kiên quyết nói, cậu chủ Lâu, xin hãy bỏ qua cho bọn. Họ. Hả. Lâu Tinh Hải không ngờ Đạm Đài Nguyệt lại lên tiếng vào thời điểm quan trọng như vậy. Còn nói giúp một thằng nhóc như này. Hắn rất khó chịu nhìn về phía tổ cô của Đạm Đài Nguyệt, bà già kia, trông người của bà cho kỹ vào. Bà ta bị ánh mắt của hắn làm cho sợ hết hồn, sau lưng toát lên một luồng khí lạnh. Cậu chủ Lâu, thực xin lỗi, tôi thay mặt Đạm Đài Nguyệt xin lỗi cậu. Sau đó. Bà ta đi đến trước mặt Đạm Đài Nguyệt, kéo tay áo cô ta, Nguyệt, con làm gì vậy, nhanh tránh ra đi. Không, Đạm Đài Nguyệt kiên quyết từ chối, vì cô ta nên Lâu Tinh Hải mới tìm được nơi này, cô ta rất tự trách, đồng thời cũng rất ghét Lâu Tinh Hải.
cô ta tuyệt đối không thể dương mắt nhìn hai người Trần Bát Hoang cứ như vậy mà chết. Nguyệt, con, thôi bỏ đi. Tổ cô của Đạm Đài Nguyệt đang định nói gì đó thì đột nhiên, Lâu Tinh Hải mỉm cười, một nụ cười gian xảo hiện rõ trên khuôn mặt, từ nhỏ đến giờ, kẻ dám ngăn cản tôi chẳng được mấy người, Đạm Đài Nguyệt, nếu như cô thích khoe sức khoe tài, vậy thì tôi cho cô một cơ. Nào, đến liếm sạch giày của tôi đi, ông đây cũng rất muốn xem một người cấp bậc nữ thần quỳ xuống liếm giày sẽ là cảnh tượng đặc sắc như thế nào. Nếu như cô không liếm thì chết cùng bọn chúng, tự chọn đi. Lâu Tinh Hải cười khẩy, nhìn xuống trêu đùa Đạm Đài Nguyệt, cũng khó trách Trung Ly có thể yêu thích một người phụ nữ như vậy, với vẻ đẹp của Đạm Đài Nguyệt, khắp Côn Luân hư này có mấy ai đẹp bằng cô ta. Dung mạo xinh đẹp, dáng người thanh tú, hoa nhường nguyệt thẹn, đặc biệt là dáng vẻ bướng bỉnh không chịu khuất phục này rất dễ khiến người khác, nhất là đàn ông trỗi dậy ham muốn chinh phục. Đạm Đài Nguyệt, tôi cho cô 10 giây, nếu không quỳ tôi sẽ đích thân mời cô quỳ xuống. Thần thái của Lâu Tinh Hải cực kỳ bá đạo và cường thế, không cho Đạm Đài Nguyệt bất kỳ cơ hội hối tiếc hay thời gian thương lượng. Nguyệt, mau quỳ xuống, sự lo lắng và sợ hãi tràn ngập trên khuôn mặt già nua của tổ cô của Đạm Đài Nguyệt, có. Thể quỳ gối trước cậu chủ Lâu là vinh dự của con, cũng là vinh dự của nhà Đạm Đài. Còn có, sau này con không được quan tâm đến thằng nhóc kia nữa, hắn và con cùng với nhà Đạm Đài chúng ta không có quan hệ gì cả. Bà ta vô cùng thất vọng với Đạm Đài Nguyệt, mặc dù cô ta có thiên phú tu võ không tệ nhưng tính tình trẻ con, tốt bụng và dễ xúc động như thế này không hợp với Côn Luân Hư. Cũng may là phụ nữ, là một phụ nữ xinh đẹp, tương lai còn có thế gả đi dựa thế cường giả. Nếu là đàn ông mà như thế này thì nhà Đạm Đài coi như bỏ. Cả người Đạm Đài Nguyệt run lên, nhịp tim tăng nhanh điên cuồng, cô ta không ngờ tổ cô lại bảo mình quỳ xuống. Còn bảo quỳ xuống là vinh dự. Cháu trai của người bảo vệ Côn Luân Hư thì có thể huênh hoang như vậy sao? Trần Đức, nhanh đưa cô gái này chạy đi, tôi giúp anh giữ chân anh ta, không dám giết tôi. Đệt, không dám giết cô. Đạm Đài Nguyệt, cô nói không sai, Trung Ly thích cô, tôi quả thực sẽ không giết cô, nhưng tôi có thể giày vò cô. Trong mắt Lâu Tinh Hải lóe lên tia tức giận, 10 giây đã hết rồi, nếu cô không quỳ xuống, thì tôi giúp cô vậy. Ngay sau đó. Một bàn tay lớn của hắn đè xuống, giống như núi Thái Sơn đè lên người Đạm Đài Nguyệt. Khoảnh khắc đó, sắc mặt của Đạm Đài Nguyệt trở nên tái nhợt, cơ thể cô ta giống như một cái đinh, bị đè lún sâu xuống mặt đất. Vậy cũng đủ biết bàn tay đó của Lâu Tinh Hải mạnh đến mức nào. Nhưng, Đạm Đài Nguyệt vẫn không quỳ xuống. Cho dù nửa bàn chân của cô ta đã lún xuống đất, cô ta vẫn đứng vững như cũ. Quỳ trời, quỳ đất, quỳ bố mẹ. Dựa vào cái gì mà cô ta phải quỳ trước Lâu Tinh Hải? Nhìn thấy cảnh này, Trần Đức khá tán thưởng, một người phụ nữ có thể làm đến mức này đã khiến không ít đàn ông cảm thấy xấu hổ toát mồ hôi rồi. Cô ta xứng đáng để Trần Đức ra tay. Sau đó, anh lạnh lùng lên tiếng, nhìn chằm chằm Lâu Tinh Hải, cho mày 5 giây, bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra. Hả? Lâu Tinh Hải hết sức kinh ngạc, không ngờ tên rác rưởi này lại dám mớ miệng ngay lúc này. Hắn giả vờ không nghe rõ, hỏi, mày vừa nói cái gì? Tao nghe không rõ. Cậu chủ Lâu, hắn nói cho cậu 5 giây, bảo cậu bỏ tay ra, Lương Khâu đứng một bên, trong lòng cười muốn nội thương, nhìn thấy Trần Đức vẫn huênh hoang như vậy, thật là tự tìm đường chết mà. Hắn ta vô cùng phấn khích và mong chờ được chứng kiến cảnh tượng Lâu Tinh Hải đè bẹp, giết chết Trần Bát Hoang. Ồ, thì ra là vậy, bàn tay Lâu Tinh Hải không những không bỏ ra khỏi người Đạm Đài Nguyệt. Ngược lại, hắn lập tức tăng thêm sức mạnh, răng rắc. Cùng lúc đó, cơ thể Đạm Đài Nguyệt càng lún xuống sâu hơn, dưới sức mạnh kinh khủng đó, cô ta đã bị nội thương, từ đôi môi đỏ mọng phun ra một ngụm máu, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, khó khăn nói. Trần Đức, anh ngốc à, đừng quan tâm đến tôi, mau chạy đi, dẫn cô gái đó chạy đi. Toàn thân cô ta gần như đang run bần bật, thật sự sắp không chịu nổi nữa, đã đến cực hạn rồi. Chỉ cần Lâu Tinh Hải tăng thêm chút sức mạnh nữa thì xương chân của cô sẽ hoàn toàn gãy nát. Trần Đức chạy rồi ư? Anh tất nhiên sẽ không chạy, đối mặt với một võ giả yếu ớt như Lâu Tinh Hải, tại sao anh phải bỏ chạy? 5 giây đã hết rồi, nếu mày không bỏ ra vậy thì để tao giúp mày, Trần Đức chậm rãi nói, sau đó nhanh chóng đặt lòng bàn tay lên cánh tay của Lâu Tinh Hải. Lâu Tinh Hải mỉm cười, một nụ cười đáng sợ.
Đây thực sự là một chuyện nực cười nhất mà hắn từng nghe trong suốt 20 năm qua. Một tên võ giả bỏ chết vậy mà dám bảo hắn bỏ tay ra. Giả sử, cho dù bị cưỡng chế bỏ tay ra thì hắn cũng sẽ túm chặt Đạm Đài Nguyệt không buông, Đạm Đài Nguyệt cũng sẽ bị trọng thương theo. Hắn nghi ngờ không biết tên này có bị bệnh hay bị tâm thần gì không, nếu không sao có thể nói sảng như thế được. Chỉ dựa vào mày mà cũng muốn bỏ tay tao. Lâu Tinh Hải còn chưa nói hết câu, nụ cười của hắn đã đột nhiên đông cứng lại. Bởi vì, hắn bỗng nhiên cảm giác được có một luồng sức mạnh cực lớn lao về phía cánh tay của mình. Trong nháy mắt, cánh tay của hắn đã bị biến dạng. Răng rắc. Giây tiếp theo, hắn còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay, từ khuỷu tay phía dưới, trực tiếp bị bẻ gãy. Bị Trần Đức trực tiếp bẻ gãy. Máu thịt cùng với kinh mạch xương cốt hoàn toàn tách rời khỏi cánh tay, máu bắn tung tóe, dính đầy trên mặt Lâu Tinh Hải. Không sai, chỉ dựa vào mỗi tao, cũng có thể bỏ tay mày ra, Trần Đức cầm bàn tay đó ném xuống đất như vứt rác, sau đó đỡ Đạm Đài Nguyệt lên khỏi vũng đất. Đạm Đài Nguyệt, Lương Khâu, Ưng Thanh Vũ, Mậu Danh cùng với hai ông bà lão đều chết lặng. Cái quái gì thế này? Tên điên, đây chắc chắn là một tên điên thực thụ. Ngay cả tay của Lâu Tinh Hải cũng dám bẻ gãy. Với tính cách của Lâu Tinh Hải, tiếp theo, hắn nhất định sẽ rất tức giận và giết người, nói không chừng, còn giết luôn cả bọn họ. Thằng nhóc, con mẹ nó mày muốn chết hả? Quả nhiên, Lâu Tinh Hải rất tức giận, có thể thấy rõ con ngươi của hắn đang trợn trừng lên, vệt đỏ ngầu bao phủ toàn bộ nhãn cầu như mạng nhện, con kiến này vậy mà lại dám khiến hắn bị thương. Nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài, Lâu Tinh Hải hắn nào còn mặt mũi nữa. Hắn là cháu trai của người bảo vệ Côn Luân Hư, là niềm tự hào của gia tộc. Trong cơn thịnh nộ, cánh tay trái của Lâu Tinh Hải đột nhiên nổi gân xanh, cơ bắp căng phồng, trực tiếp thi triển võ kỹ. Võ kỹ hoàng giai cao cấp. Hổ tiếu quyền. Hắn thét lên một tiếng, trong vòng 1% hơi thở, một quyền nhanh chóng giáng ra. Gầm. Cú đấm đó được linh lực bao quanh, tạo thành một con hổ uy vũ xông về phía trước, hú gầm chói tai, cuồng phong dữ dội. Dưới sự gia trì của võ kỹ và sức mạnh trong cơ thể, nắm đấm này quả thực khủng khiếp đến mức không gì có thể sánh được, nắm đấm đi qua nơi nào, trên không trung liền xuất hiện từng tầng gợn sóng dao động dữ dội giống như sóng nước. Cách đó không xa, Lương Khâu, Mậu Danh và hai ông bà lão đều nhìn đến nỗi ngây người, cần bao nhiêu sức mạnh mới có thể tạo ra hiệu ứng như thế này. Trong đầu mọi người đều bất giác nghĩ đến một chuyện ở Côn Luân Hư được người ta thi nhau truyền miệng hai ngày trước. Thiên Kiếm Phong đã bị đánh sập bởi một cú đấm. Mà mấy ngày nay đúng lúc Lâu Tinh Hải luôn ở gần đây, lại nhìn thấy cú đấm này, khiến bọn họ không khỏi nghĩ rằng chuyện đó là do Lâu Tinh Hải làm. Trên mặt Lương Khâu xẹt qua một tia hưng phấn, kích động, đôi mắt hung tợn tràn đầy chờ mong, trong lòng không ngừng gào thét, Trần Bát Hoang, đây chính là kết cục của mày, chết đi, ha ha. Chết càng thảm càng tốt. Lâu Tinh Hải không hề giữ lại sức, thậm chí cũng không có chút phòng bị nào, sự tức giận đã lấn chiếm hết lý trí của hắn, toàn bộ sức mạnh và linh lực trên người hắn đều tập trung vào hổ tiếu quyền này, biến thành những đòn tấn công dữ dội, thi nhau bạo phát. Thình thịch, nắm đấm đang lao tới gần, không gian đã bắt đầu dâng trào, gọn sóng dao động dữ dội, cỏ cây xung quanh xôn xao, gió thổi vù vù. Âm thanh xoèn xoẹt vang lên giống như bị một lưỡi dao sắc bén cắt đứt. Mau tránh đi chứ, sắc mặt của Đạm Đài Nguyệt cực kỳ khó coi, đồng tử run lên. Ngay cả Ưng Thanh Vũ cũng thay đổi sắc mặt, một chút dao động bắt đầu xuất hiện trong cơ thể cô ta, chuẩn bị sẵn sàng sử dụng sức mạnh đáng sợ đó, chỉ có cách này cô ta mới có thể cứu được Trần Đức. Ngay khi Ưng Thanh Vũ chuẩn bị sử dụng sức mạnh đó thì đột nhiên dừng lại. Cô ta phát hiện Trần Đức ra tay rồi. Lúc này, hai tay Trần Đức nhanh chóng kết ấn, vô số dư ảnh tuôn ra, không tới 1/10 hơi thở liền xuất hiện rất nhiều tia điện. Đây là... Ưng Thanh Vũ sửng sốt, cô ta đã quá quen thuộc với ấn quyết và chiêu thức, vừa nhìn thấy đã có thể nhận ra ngay. Chấn lôi ấn trong Nhân Vương Tam Ấn. Trong cùng một giây, ấn quyết đã hoàn thành. Lòng bàn tay của Trần Đức hoàn toàn bị bao trùm bởi sấm sét, trong đêm đen, một tia sáng chói lọi, lóa mắt, rực. Dỡ không gì sánh được lập tức chiếu sáng cả khu vực này. Mắt Lâu Tinh Hải khẽ híp lại, mí mắt giật giật, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm từ hành động đó. Nhưng, hắn không hề thu tay lại, đã không kịp nữa rồi. Bùm! Giữa ánh chớp và tia lửa,
Hổ Tiếu Quyền va chạm với chấn lôi ấn của Trần Đức. Một tiếng sấm sét chói tai, giống như tiếng sấm mùa xuân nổ đùng đoàng bên tai mọi người. Ngay sau đó, Đạm Đài Nguyệt ngây người, Ưng Thanh Vũ sững sờ, Lương Khâu chết lặng, tất cả mọi người có mặt đều nhìn thấy rõ bàn tay của Lâu Tinh. Hải, hoàn toàn bị cuốn vào tia sấm sét kinh khủng đó. Cú đấm của hắn giống như bị cho vào máy xay thịt, da thịt, kinh mạch, xương cánh tay đều bị xay nhuyễn thành thịt băm. Trong vòng chưa đầy một giây, cánh tay của Lâu Tinh Hải đã biến mất hoàn toàn, biến thành một màn xương máu, bắn tung tóe trong khoảng không. Chấn lôi ấn vẫn không dừng lại. Lòng bàn tay của Trần Đức giống như một con dao điện, dễ dàng cắt vào toàn bộ vai trái của Lâu Tinh Hải. Răng rắc, da thịt nứt ra, xương cốt tan nát, giống như pháo nổ, một loạt âm thanh khiến da đầu mọi người tê dại, toàn bộ cánh tay bị bẻ gãy rơi xuống. Máu, giống như một đài phun nước, không ngừng phun ra trên không trung, mùi máu tanh nồng nặc xâm nhập vào khoang mũi của mọi người, một cảm giác cực kỳ khó thở. A, mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, kinh nghiệm chiến đấu của Lâu Tinh Hải cũng vô cùng phong phú, nhưng hắn hoàn toàn không có thời gian để phản ứng. Nửa cánh tay trái của hắn, nối với cánh tay và một nửa xương sườn, đã bị xé bỏ hoàn toàn. Cảnh này quá chấn động thị giác, quá mức kinh người. Một chưởng của Trần Đức quá mạnh. Hổ Tiếu Quyền của Lâu Tinh Hải rất mạnh, đủ mạnh để giết chết hầu hết các cao thủ linh hải kỳ trong vài giây. Nhưng, đối mặt với một kẻ biến thái và yêu nghiệt như Trần Đức, hiển nhiên là không đủ sức. Dưới tình huống không có võ kỹ huyền giai cao cấp, anh vẫn có thể giết chết 6 thái thượng trưởng lão, còn bây giờ, anh đắp có chấn lôi ấn, tất nhiên là mạnh hơn trước rất nhiều. Đối phó với Lâu Tinh Hải chẳng khác nào giết gà giết chó. Chưa kể, đối phương muốn lấy mạng Trần Đức, nhưng lại không có chút phòng bị nào. Rầm. Trong lúc đường đột, toàn thân Lâu Tinh Hải như diều gặp gió, vô lực bay ra ngoài. Ngay cả khi hắn dùng linh lực để chống lại sức mạnh đó, nhưng thân thể vẫn bay ra một khoảng cách 4 hoặc 5 mét rồi mới rơi xuống cái rầm. Lúc này, hắn đã bị thương rất nặng. Toàn thân đẫm máu, ướt sũng. Nhìn về phía Trần Đức, anh vẫn là đứng ở chỗ cũ, vẻ mặt bình tĩnh, vững vàng như một cây thông. Thậm chí, sau khi anh đánh Lâu Tinh Hải bị thương nặng đến mức đó, trên người vẫn không hề dính chút máu nào, dưới lớp quần áo bay phấp phới là một khuôn mặt vô cùng phóng khoáng, tiêu sái. Ưng Thanh Vũ muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, là chấn lôi ấn. Trần Đức vừa thi triển chính là chấn lôi ấn. Cô ta thực sự không dám tin, hôm nay vừa mới truyền thụ chấn lôi ấn cho anh vậy mà giờ đã có thể thi triển được rồi. Phải biết rằng khi cô ta đạt được chấn lôi ấn cũng phải mất 3 tháng mới có thể miễn cưỡng thi triển, sau 1 năm mới có thể đạt được hiệu quả như một chưởng vừa rồi của Trần Đức. Còn đối với Trần Bát Hoang, chỉ mất 1-2 giờ đồng hồ. Với tốc độ này, nếu không phải cô ta chắc chắn trước đó Trần Đức không hề biết chấn lôi ấn thì sao mà bây giờ dám tin. Thực sự là quá yêu nghiệt. Cô ta có chút bái phục tên khốn này. À, rồi. Lại nhìn Đạm Đài Nguyệt, thân thể mềm mại như ngọc kia vẫn bất động, đôi môi đỏ mọng gợi cảm khẽ mở, trong đôi mắt trong veo chỉ còn lại một khoảng trống, sững sờ. Lương Khâu, Mậu Danh, và hai người đi theo bọn họ cũng giống như những bức tượng, sắc mặt đông cứng. Đặc biệt là Lương Khâu, toàn thân hắn ta lạnh toát, giống như có gai băng, sẵn sàng vỡ tan bất cứ lúc nào, lạnh đến. Mức dùng mình, run bần bật. Bù. Tuy nhiên đúng lúc này, Trần Đức lại tiếp tục di chuyển, vừa rồi không thể hoàn toàn giết chết Lâu Tinh Hải, đó chỉ là một sai sót nhỏ. Hay nói cách khác, Lâu Tinh Hải đã may mắn né được một chưởng của anh. Nhưng, sai sót này có thể sửa chữa. Trong nháy mắt, khoảnh khắc lao đến chỗ Lâu Tinh Hải. Trần Đức giơ chân lên, giáng thẳng về phía đầu của hắn. Đừng giết tao. Lâu Tinh Hải ngã xuống đất, như thể bị bao phủ bởi một đám mây đen chết chóc. Hắn căn bản không có thời gian để nghĩ nhiều, không có thời gian để sợ. Hãi, không có thời gian để hoảng loạn, chỉ có thế vội vàng hét lớn, nếu giết tao, mày sẽ chết không chỗ chôn thân, tao đến từ nhà họ Lâu. Bố tao là Lâu Thiên Khung, ông nội tao là Lâu Vạn Xuân. Một trong những người bảo vệ Côn Luân Hư, Lâu Vạn Xuân. Trong nháy mắt, bàn chân đang lao nhanh của Trần Đức chợt dừng lại. Giống như giẫm phải một lực vô hình, giây trước còn đang mạnh đến cùng cực, giây sau cứ như vậy mà đột ngột dừng lại, chỉ còn cách mặt Lâu Tinh Hải chưa đầy 1 cm. Thậm chí lửa trên đó đã tạt vào mặt Lâu Tinh Hải,
hắn sợ đến mức sắc mặt tái mét, hai mắt nhắm chặt. Thật lâu sau cũng không cảm thấy đau đớn, lúc này hắn mới thận trọng mở mắt ra, thấy Trần Đức thu chân lại, mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. May quá! Thực lực của hắn không mạnh, nhưng lại có một ánh hào quang vạn trường. Một bối cảnh gia đình đủ để khiến người ta khiếp sợ. Điều này đã cứu hắn không biết bao nhiêu lần. Khiến hắn sinh ra đã cao hơn người một bậc. Dù tên Trần Bát Hoang này có lợi hại, có trâu bò đến mức nào đi chăng nữa thì khi nghe đến tên bố và ông nội hẳn cũng phải khiếp sợ, không phải sao? Lâu Tinh Hải một lần nữa tìm lại được sự tự tin, cười một cánh hung dữ, mắng mỏ, này nhóc, còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau đỡ tao dậy. Ánh mắt Trần Đức sâu thẳm nhìn chằm chằm Lâu Tinh Hải, lặp lại lời mày vừa nói một lần nữa, tao nghe chưa rõ. Ha ha, Lâu Tinh Hải biết Trần Đức đã nghe rõ, nhưng hắn vẫn kiêu ngạo nói, bố tao, Lâu Thanh Khung, ông nội tao, Lâu Vạn Xuân. Thế nào, đồ rác rưởi, lần này mày nghe rõ chưa? Sắc mặt Trần Đức đanh lại, lần đầu tiên nghe Lâu Tinh Hải nói, quả thực anh đã nghe rõ rồi nhưng không dám tin, rốt cuộc trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Phương Tâm Ngọc vừa chết, anh gần như từ bỏ hy vọng về tung tích của Lâu Vạn Xuân. Ai ngờ vài ngày sau lại có thể gặp được cháu của ông ta. Có câu nói gì ấy nhỉ? Cơn buồn ngủ vừa ập đến thì có người tặng gối. Lâu Tinh Hải không khác gì người tặng gối. Trong lúc anh suy nghĩ, Lâu Tinh Hải tưởng anh bị dọa sợ, hoàn toàn sợ đến nỗi ngu người, ánh mắt hắn càng thêm đắc ý, cho dù bị thương nặng cũng trở nên kiêu ngạo, đệt, chỉ mới nghe tên thôi đã sợ đến mức này rồi. Không phải mày trâu bò lắm sao, thử ra tay lần nữa xem. À. Có vẻ như hắn nói quá lớn tiếng, khiến vết thương hơi đau. Lâu Tinh Hải hít sâu một hơi, tim hắn quặn lại khi nhìn thấy đôi tay của mình bị cắt bỏ. Tất cả những chuyện này đều do tên khốn trước mặt gây nên. Này nhóc, hôm nay mày đã hoàn toàn chọc giận tao rồi. Ông đây nói cho mày biết, mày phải lập tức phế bỏ hai tay hai chân của mày, sau đó dâng con nhỏ bên cạnh cho tao, vậy thì có lẽ ông đây sẽ tha mạng cho mày. Ở phía xa, Lương Khâu, Mậu Danh và những người khác cũng dần định thần lại, nhìn thấy trạng thái của Trần Đức, bọn họ đột nhiên không còn sợ hãi như trước nữa. Thân phận của Lâu Tinh Hải là gì chứ? Cho dù đứng đó cho Trần Đức giết, Trần Đức dám giết? Dám ra tay không? Hỏi mày một chuyện, suy nghĩ trở về thực tại, cuối cùng Trần Đức cũng lên tiếng, bố mày, ông nội mày đang ở đâu, mày có thể bảo bọn họ nhanh chóng. Đến đây không? Hay nói cách khác, mày có thể lập tức liên lạc với bọn họ không? Lâu Tinh Hải sững sờ, tưởng Trần Đức vẫn còn ý định muốn giết hắn, lập tức nói, thằng nhóc thối tha, có thể mày thiển cận, không tin, nhưng từ nhỏ thần thức của tao đã được tách ra thành từng sợi, sau đó cất giữ trong bia đá sinh mệnh. Thường thì chỉ cần tao có chuyện bất trắc gì, bọn họ sẽ lập tức nhận được tín hiệu, thấy được tất cả mọi thứ tao trải qua. Lúc đó nhà họ Lâu tao muốn điều tra được mày cũng không khó. Cho nên kể cả bây giờ bọn họ không đến kịp, không thể lập tức liên lạc được với họ, nhưng với thân phận của cậu đây cũng không phải đám kiến như mày có thể giết được, hiểu không? Trần Đức gật đầu. Lâu Vạn Xuân không thể đến đây ngay lập tức, anh thấy hơi đáng tiếc, nhưng bây giờ ông ta không thể xuất hiện cũng tốt, với thực lực hiện tại của anh chưa chắc là đối thủ của Lâu Vạn Xuân. Dù sao, cháu nội của ông ta đã là cảnh giới đỉnh phong linh hải, bản thân ông ta phải cường mạnh đến mức nào đây? Anh vẫn cần thời gian. Ha ha, nếu đã hiểu rồi mà còn không đỡ cậu đây đứng lên, sau đó tự chém hai chân đi, Lâu Tinh Hải hơi sốt ruột. Anh Trần, hay là tha cho anh ta đi, lúc này, Đạm Đài Nguyệt lo lắng nói. Bây giờ chúng ta rời khỏi đây, bọn họ sẽ không đuổi kịp chúng ta. Với tình thế hiện tại, Trần Đức đúng là không thể giết Lâu Tinh Hải, nhưng anh cũng không cần thiết phải tự chặt hai chân, giao Ưng Thanh Vũ ra. Chỉ cần rời khỏi đây. Tất cả đều có thể. Không. Trần Đức lắc đầu, phủ quyết đề nghị của Đạm Đài Nguyệt. Anh không muốn rắc rối như vậy. Ha ha, rất tốt, nhóc con, mày rất thông minh, với thực lực của cậu đây, sau khi hồi phục, cho dù mày trốn đến chân trời góc bể, cậu đây cũng có thể giết mày, Lâu Tinh Hải vừa cười nhạo vừa dữ tợn. Đúng, tao cảm thấy, diệt tận gốc hậu họa thì tốt hơn. Trần Đức khẽ động môi. Thản nhiên nói như sét đánh vang lên bên tai mọi người. Cái gì? Anh, muốn giết Lâu Tinh Hải? Nhóc con, mày dám giết cậu Lâu, mày sẽ gặp hậu quả khôn lường, Lương Khâu lên tiếng, quát nói,
cậu Lâu chết thì không chỉ có mày, mà tất cả những người có liên quan đến mày đều phải chôn sống theo cậu ấy. Trần Đức cau mày. Bình thường anh sẽ không so đo với loại người như ruồi nhặng, nhưng nếu ruồi nhặng cứ vo ve mãi không ngừng, anh sẽ không ngại mà đập chết. Sau đó, trực tiếp lột dạ ném đi. Phập. Gần như cùng lúc, cổ họng của Lương Khâu trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu, hắn ta cuộn cổ họng dường như muốn nói, nhưng vừa há miệng thì máu tươi chảy ra. Chưa đến 3 giây, hắn ta ngã xuống chết tại chỗ, không còn hơi thở. Mậu Danh bên cạnh hắn ta ngẩn người, vốn định lên tiếng nói, lúc này cảm thấy cổ lạnh toát, nghẹn họng, một chữ cũng không nói ra được. Lâu Tinh Hải vừa nãy còn ngạo mạn hống hách, giờ thì run lên bần bật, toàn thân từ trên xuống dưới như bị dội gáo nước lạnh, lạnh đến cùng cực. Cái chết của Lương Khâu chứng minh một chuyện. Tên trước mắt muốn giết hắn. Nhóc con, chẳng lẽ mày không biết thân phận của cậu đây hả mà còn dám giết tao? Ông nội tao là Lâu Vạn Xuân, người canh giữ Côn Luân Hư. Hắn hoảng loạn gào lên, nổi lên cơn giận dữ yếu đuối, mày giết tao, thì cũng sẽ phải chết không có chỗ chôn thân. Hắn vừa xé giọng gào lên, vừa sợ hãi, lùi lại phía sau muốn bỏ chạy. Nhưng, hắn bị thương quá nặng. Một đòn vừa nãy của Trần Đức, chỉ khiến hắn không chết mà thôi. Với tình trạng thương nặng, hắn muốn cử động cũng là điều vô cùng xa xỉ. Thân phận của mày, tao biết rõ cũng hiểu rất rõ, khóe miệng Trần Đức cong lên. Thế mà, mày còn giết tao, Lâu Tinh Hải lắp bắp run lên, mày không sợ sao? Thứ nhất, từ khi được sinh ra đến nay, tao làm việc chưa từng sợ bất cứ điều gì. Thứ hai, trên thế giới này không chỉ có mày mới có thân phận, tao. Cũng có. Trần Đức cúi người nhìn hắn, giọng điệu bình thản. Mày mà có, Lâu Tinh Hải, bao gồm Mậu Danh, Ưng Thanh Vũ, Đạm Đài Nguyệt cũng kinh ngạc. Chẳng lẽ anh cũng có bối cảnh cường mạnh? Lập tức, mọi người cảm thấy cũng rất có khả năng này. Thực lực của Trần Đức bày ở đó, nếu không có bối cảnh cường mạnh, làm sao anh còn trẻ mà đã có thực lực đáng sợ như vậy? Một quyền đánh gục Lâu Tinh Hải đỉnh phong linh hải. Phóng mắt nhìn khắp Côn Luân Hư, thực lực cấp đó cũng là vô cùng mạnh. Đúng, tao cũng có, hơn nữa, tao có thể nói cho mày biết, mày nghe rõ đây. Trần Đức thú vị nói, tao họ Trần, tên Đức, tự Bát Hoang. Bình thường, người ta đều gọi tao là Trần Bát Hoang. Khi Trần Đức lên tiếng, nói rõ từng chữ họ tên của mình, Lâu Tinh Hải ở dưới đất tỏ vẻ nghi ngờ. Đám người Mậu Danh, Ưng Thanh Vũ, Đạm Đài Nguyệt cũng nghi ngờ, họ vốn tưởng Trần Đức sẽ nói ra thân phận kinh người thế nào. Nhưng anh lại chỉ nói ra tên mình. Chỉ một cái tên thì có gì đáng sợ. Họ không hiểu. Trần Đức bị ngốc hả? Đúng là kỳ lạ. Nhưng rất nhanh bọn họ nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt của Lâu Tinh Hải biến sắc, hình như hắn nghĩ đến điều gì, dần dần trở nên cứng đờ. Sau đó, sắc mặt của Lâu Tinh Hải trở nên sợ hãi, hoảng loạn. Cái tên Trần Bát Hoang, có một lần ngẫu nhiên hắn nghe Lâu Vạn Xuân nói đến. Hắn không biết nhiều lắm, nhưng biết rõ, Trần Bát Hoang và nhà họ Lâu hắn là kẻ thù không đội trời chung. Mối thù không đội trời chung mãi mãi không thể hóa giải. Đã là kẻ thù, vậy thì, Trần Bát Hoang sẽ sợ bố của hắn, sợ ông nội hắn ư? Câu trả lời rất rõ ràng. Cho nên, Lâu Tinh Hải hoàn toàn sợ hãi, bóng đen của cái chết lại bao trùm lấy hắn lần nữa. Lần này, hắn còn không thốt nổi lên lời, kinh hãi sợ sệt, nhìn chằm chằm Trần Đức, lòng hối hận. Sớm biết thế thì hắn phải hỏi tên của đối phương trước. Đã biết rõ thân phận của tao, vậy thì mày, có thể chết rồi, Trần Đức ôn tồn nói, sau đó nhấc chân ép xuống. Bành! Chân của anh trực tiếp giẫm xuyên tim của Lâu Tinh Hải. Lâu Tinh Hải còn không hự được một tiếng, thì đã chết hoàn toàn. Lâu Tinh Hải lại chết như vậy. Cháu nội của người canh giữ Côn Luân Hư, Trần Đức lại không chút nể tình, nể mặt, trực tiếp giết chết. Mậu Danh, và đám người đi theo anh ta. Và cả tổ cô của Đạm Đài Nguyệt trực tiếp đứng sững người như đóng cọc, không nhịn được nuốt nước miếng, nỗi hoảng sợ trong lòng không lời nào tả xiết. Chỉ cảm thấy dường như mình ở trong hầm băng, toàn thân lạnh đến thấu xương, run bần bật. Hai người chúng mày, tự hủy kinh mạch, đan điền, ngay sau đó, Trần Đức lướt nhìn Mậu Danh và đám người đi theo anh ta với ánh mắt u ám. Toàn thân Mậu Danh run lên. Tự hủy kinh mạch,
đan điền thì từ nay sẽ cắt đứt hoàn toàn với con đường luyện võ đấy. Tất cả những người luyện võ đều tuyệt không muốn làm chuyện này. Cậu Trần, chúng tôi. Một tên đi theo Mậu Danh muốn nói gì đó. Không ai ngờ Trần Đức đột ngột ra tay, vung một tay tát lên mặt của ông già đó. Bốp! Ông già vút bay đi, thần kinh trong hộp sọ rối loạn, kinh mạch, xương cốt giãn vỡ, chết không thể chết thêm nữa. Lập tức, Mậu Danh toát mồ hôi như mưa, không dám có chút do dự, vận hành khí tức, đập một chưởng vào vị trí đan điền, đồng thời kinh mạch dùng để chịu lực linh khí trực tiếp đứt vỡ. Cút đi! Trần Đức lạnh lùng quát với vẻ mặt bình tĩnh, Mậu Danh như được đại xá, bỏ chạy một mạch không quay đầu. Cậu Trần, trước đó mạo phạm đến cậu, xin cậu Trần tha tội, cô tổ của Đạm Đài Nguyệt trực tiếp quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất, mồ hôi lạnh thấm ướt xuống áo của bà ta, quỳ sụp dưới đất, run rẩy. Nhưng, bà ta quỳ rạp xuống đất nhưng vẻ mặt âm trầm, sát khí bừng bừng bị bà ta áp chế trong đáy mắt. Trần Đức dám giết Lâu Tinh Hải. Hai người Lâu Vạn Xuân, Lâu Thiên Khung chắc chắn sẽ không tha cho anh, tất cả những người có mặt ở đây đều sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó, bà ta cũng không thể nào có cơ hội sống sót. Trước mắt, cơ hội sống duy nhất chính là báo thù giúp Lâu Tinh Hải, giết Trần Đức. Giết chết Trần Đức, không chỉ có thể giữ được tính mạng, mà còn chắc chắn có thể có được phần thưởng của nhà họ Lâu. Một mũi tên trúng hai đích. Trong lúc yên tĩnh không tiếng động, kể cả Trần Đức, không ai chú ý đến trong tay bà ta xuất hiện một cái chai nhỏ. Trần Đức không phí lời với bà ta, thậm chí không nhìn bà ta đến một cái. Sở dĩ anh không giết bà ta, đương nhiên là vì Đạm Đài Nguyệt. Anh Trần, cảm ơn anh, Đạm Đài Nguyệt thông minh như vậy, đương nhiên hiểu suy nghĩ của Trần Đức, đích thân nói lời cảm ơn. Đêm nay biểu hiện của Trần Đức thực sự khiến cô ta kinh ngạc. Người đàn ông này đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của cô ta, để lại ấn tượng sâu sắc cho cô ta. Đồng thời, cô ta rất lấy làm may mắn, thời khắc quan trọng, sự lương thiện của cô ta đã cứu cô ta. Anh Trần, cảm ơn anh đã không giết, tôi nợ anh một mạng, nếu có cơ hội, Nguyệt, chắc chắn sẽ đền ơn, Đạm Đài Nguyệt chân thành nói. Ừm, Trần Đức gật đầu, không nói nhiều thêm, mà nhìn sang Ưng Thanh Vũ, chúng ta đi thôi. So với sự kinh hãi của đám người Đạm Đài Nguyệt, Ưng Thanh Vũ lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Càng cảm thấy vệ sĩ mà cô ta nhặt được giữa đường này đầy thần bí, và càng có lòng muốn tìm hiểu nhiều hơn. Về anh. Nhưng, cô ta kiềm chế. Đại khốn kiếp, tôi. Ưng Thanh Vũ đang định nói gì, đột nhiên, ánh mắt biến đổi, thét lên, cẩn thận. Phía sau Trần Đức, cô tổ của Đạm Đài Nguyệt đột ngột hành động. Không biết bà ta thi triển võ kỹ gì, tốc độ trong khoảnh khắc đột ngột đó không nhìn rõ nổi, xông về phía Trần Đức. Đồng thời, cái chai nhỏ trong tay như ám khí, ném về phía Trần Đức. Cái chai đập lên người Trần Đức vỡ. Tan. Chất lỏng màu đỏ trong cái chai chảy ra, trong tích tắc, quần áo của Trần Đức bốc lên khói xanh, bị ăn mòn rách nát. Chất lỏng đó lại chảy lên da thịt của Trần Đức, theo lỗ chân lông ngấm vào trong cơ thể. Trần Đức cau mày, có cảm giác không ổn, quát lên, bà già chết tiệt, bà đã làm gì hả? Ha ha, Trần Bát Hoang, cho dù tôi không giết cậu, nhà họ Lâu cũng sẽ giết cậu, vừa nãy tôi chỉ hạ độc thôi, độc này tên là độc thiêu, cho dù là cường giả kim đan kỳ cũng không thể chịu được. Bà lão âm hiểm nói, thế nào, có phải bây giờ cảm thấy toàn thân đang mất hết sức lực, không thể điều động linh khí không? Cô tổ, ánh mắt Đạm Đài Nguyệt sững sờ, tuyệt đối không ngờ cô tổ của cô ta lại ra tay, như thể có thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan hoàn toàn mới, kinh hãi đến mức gần như không thốt ra lời. Hừ, bà già chết tiệt, bà tự tìm đường chết đấy. Trần Đức nổi cơn lửa giận, vận linh khí, trong nháy mắt đến phía trước bà ta, rút kiếm long ngâm, đâm về phía tước. Sao có thể, bà lão trấn hãi, đã trúng độc thiêu làm sao có thể vận linh khí? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Bà ta vẫn không hiểu là chuyện gì. Mũi kiếm của Trần Đức đã đến phía trước người bà ta. Trong phút chốc, lồng ngực của bà lão xuất hiện đường máu. Sau đó, đường máu đó giống như vỡ đê, rách ra, máu tươi ào ào phun. Sao, sao, sao lại thế này, trong mắt bà lão đầy vẻ không hiểu, kinh hãi. Đó là độc thiêu đấy. Một khi trúng độc, toàn thân từ trên xuống dưới.
chân tay xương cốt, tất phải giống như bị lửa thiêu bùng bùng, không thể nào vận lên linh khí. Trần Bát Hoang, rốt cuộc đã làm thế nào? Đáng tiếc, bà ta không có cơ hội được biết, mang theo sự nghi ngờ, khó hiểu, chấn hãi hoàn toàn ngã xuống. Khụ, trong khoảnh khắc bà ta ngã xuống, miệng Trần Đức ho ra một ngụm máu. Máu xen lẫn màu đen màu đỏ. Cùng lúc đó, anh cảm thấy có ngọn lửa thiêu cháy trong cơ thể. Anh Trần, anh thế nào? Đại khốn khiếp, anh có ổn không? Lập tức, Ưng Thanh Vũ, Đạm Đài Nguyệt đều xông lên dìu đỡ anh. Còn bà lão thì không ai quan tâm. Kể cả Đạm Đài Nguyệt cũng không quan tâm. Tuy bà ta là cô tổ của cô ta, nhưng hành động quá đáng ghét. Chết cũng chưa đền hết tội. Mặc dù có buồn đi nữa thì cô ta cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt vì bà ta, thể hiện một chút quan tâm. Trần Bát Hoang, anh vẫn ổn chứ, ngay cả Linh Lung trong đầu cũng lên tiếng, giọng điệu cũng lo lắng. Chất độc đang lan rộng, Đạm Đài Nguyệt, chất độc này là của nhà các cô, có thuốc giải không? Trần Đức cảm nhận rõ ràng. Sau khi anh vận linh khí, trong cơ thể cảm giác nóng rực như thiêu như đốt từ khoang ngực của anh không ngừng lan ra chân tay. Vừa nãy, sở dĩ anh không xuất hiện phản ứng trúng độc ngay là vì trong 3 năm ở nhà giam, Sửu gia đã thay đổi cải tạo cơ thể của anh. Hàng trăm loại độc vốn không thể xâm nhập vào cơ thể của anh. Nhưng trăm loại độc không thể xâm nhập này là những loại độc bình thường trên thế giới phàm tục. Còn độc thiêu của nhà họ Đạm có thể khiến anh chết. Cường giả kim đan kỳ đủ để chứng minh mức độ siêu phàm và đáng sợ của nó. Kể cả Trần Đức cũng không thể chống lại, nhiều nhất chỉ có thể làm chậm quá trình lan rộng của độc tính. Độc thiêu là một loại độc đáng sợ nhất được luyện chế trong gia tộc tôi, nó. Không có thuốc giải, Đạm Đài Nguyệt khẽ lắc đầu. Cái gì, Ưng Thanh Vũ mở to đôi mắt, cô nói cái gì? Không có thuốc giải, vậy bây giờ phải làm thế nào? Ưng Thanh Vũ nổi giận, trong đôi mắt lo lắng mang theo lửa giận. Nếu không phải có Trần Đức thì có lẽ cô ta đã chết từ lâu, cho dù dùng đến sức mạnh trong cơ thể, thì sau đó cũng sẽ chết. Là phụ nữ, cô ta cũng không thể điều khiển cảm xúc, mất lý trí tóm lấy cổ áo của Đạm Đài Nguyệt, độc của nhà các cô, sao cô lại không có thuốc giải? Sắc mặt Trần Đức tái nhợt. Lúc này, trong cơ thể anh đang dâng lên từng đợt đau rát rực lửa, giống như có người cầm than hồng dí vào người, mặc dù anh mình đồng da sắt, nhưng cảm giác thiêu cháy, đau rát từ tận trong cơ thể cũng không thể chịu nổi. Tuy anh không hừ đến một tiếng, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhận ra tình trạng không ổn lúc này của anh. Nếu người khác bị thương, chắc chắc anh có thể giải được loại độc này. Nhưng vấn đề là, bây giờ anh không thể vận linh lực, nếu vận chuyển, chất độc sẽ lan càng nhanh, đến lúc đó có thể sẽ làm tổn thương đến căn cơ tu hành của anh. Khi nhà tôi điều chế độc, mục đích là dùng nó để giết người, cho nên không có thuốc giải, trong mắt Đạm Đài Nguyệt lấp lánh xương, tuy không có thuốc giải, nhưng tôi có cách khác. Thật không? Ưng Thanh Vũ hỏi. Bí pháp độc môn mà tôi tu luyện có thể giải độc cho anh ấy, nhưng tôi cần một nơi vắng vẻ yên tĩnh, không thể bị người khác quấy rầy. Nói đến điều này, khuôn mặt Đạm Đài Nguyệt liền hiện lên tia phất hồng. Được, chúng ta đi tìm một động phủ. Ưng Thanh Vũ không chú ý nhiều đến thế, cô ta dìu đỡ Trần Đức, đại khốn kiếp, anh cố gắng lên. Đi sát bên người Trần Đức, Ưng Thanh Vũ có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên người anh đang nóng lên, da thịt đã trở nên đỏ rực. Thậm chí, kể cả với tính cách kiên cường của anh, lúc này cũng phải chảy mồ hôi. Nghĩ cũng biết anh khó chịu đến mức nào. Cùng lúc đó, trên đỉnh của ngọn núi cao Côn Luân Hư, nơi này là nơi ở của nhà họ Lâu. Là gia tộc của người canh giữ Côn Luân Hư, từ độ cao nơi ở của nhà họ Lâu gần như có thể nhìn xuống khắp cả Côn Luân Hư. Giống như ba đại gia tộc canh giữ khác, nơi ở của họ là cả Côn Luân Hư, là nơi tạo nên trí tuệ của trời đất, nơi tập trung tinh hoa nhật nguyệt. Trong đại đường nhà họ Lâu, có một ông lão và một người đàn ông trung niên đang bàn bạc việc gì đó. Ông lão nhìn có vẻ khoảng chừng 60 tuổi, mặc áo bào hoa lệ, rồi rào tinh thần, đang ngồi trên vị trí chủ nhà. Nếu Trần Đức có mặt, chắc chắn sẽ nhận ra ông ta. Lâu Vạn Xuân, một người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn bên cạnh ông ta, tai của người đàn ông này rất to giống như tai Phật, thùy tai rất dài, đôi môi cũng rất dày, khuôn mặt mỉm cười. Người này là Lâu Thiên Khung, bố của Lâu Tinh Hải. Rắc rắc. Bỗng nhiên, một hồi tiếng nứt vỡ nhỏ vang lên khắp đại sảnh.
một mặt của tấm bia đá năm mặt được bày bên trên đại sảnh nứt ra. Hai người cùng sững sờ, nhìn về phía bia đá. Bên trên, viết rõ ràng ba chữ Lâu Tinh Hải. Chưa đến nửa giây, tiếp đó, tấm bia đá bị nứt lại bành một tiếng trực tiếp nổ tung, hóa thành đá vụn bay khắp bốn phương tám hướng. Hai người yên lặng. Sau đó, có thể thấy rõ ràng nụ cười trên khuôn mặt Lâu Thiên Khung Đông cứng lại, sau đó. Nổi lên gân xanh đáng sợ, dữ tợn như quỷ. Là ai, ai đã giết con trai tao? Ông ta tức giận gầm lên, chấn rung bầu trời, trong phút chốc không trung dẫn tới một đạo sấm sét, sau tiếng sấm, cả đỉnh núi ào ào đổ cơn mưa bão. Chỉ một tiếng gầm thét đã đáng sợ như vậy. Lâu Vạn Xuân rất trầm tĩnh, nhưng ai cũng biết khi ông ta càng trầm tĩnh thì càng đáng sợ. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về hướng bia đá. Dường như đang đợi điều gì. Cùng lúc đó, một màn sáng lóe lên. Rất nhanh. Trong đại sảnh xuất hiện một hình ảnh giống như hình chiếu. Đó là hình ảnh cuối cùng mà Lâu Tinh Hải nhìn thấy. Trong hình ảnh, một người đàn ông trẻ đang lạnh lùng nói câu này, đôi mắt đen như vực sâu, đen không nhìn thấy đáy. Tao cũng có thân phận, tao họ Trần, tên Đức, tự Bát Hoang. Sau đó là một cái dẫm chân của Trần Bát Hoang. Cùng với cái chân dẫm xuống, hình ảnh hoàn toàn biến mất. Trần Bát Hoang, lại là mày. Cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi phải không, khí tức của Lâu Vạn Xuân trở nên nặng nề, cả tòa đại đường lung lay. Muốn sập, thụp, phía dưới Lâu Thiên Khung quỳ xuống tại chỗ, không chịu được áp lực đáng sợ đó, không thể thở nổi, hét lên khó khăn, bố. Lúc này Lâu Vạn Xuân mới thu lại khí tức, hít sâu một hơi, người này là Trần Bát Hoang, người đáng chết từ 12 năm trước, bố đã từng nhắc đến, không ngờ, hắn lại đến Côn Luân Hư, còn trở thành võ giả. Gần đây, vừa hay là đợt học viện Vô Song thu nhận người, có lẽ hắn được học viện Vô Song gọi đến, còn đi thông báo cho Tử Phong, đến học viện Vô Song một chuyến, báo thù cho em trai của nó, nhân tiện, cũng nên bàn chuyện hôn sự của nó và Âu Dã Tư Linh rồi. Vâng. Hai. Lâu Thiên Khung đáp một tiếng, mang theo cơn lửa dẫn lui khỏi đại đường. Núi Bách Thú. Ưng Thanh Vũ và Đạm Đài Nguyệt tìm được một hang động. Hẳn là nơi thú hoang từng ở, nhưng đã bị bỏ hoang. Cô ở trong hang động trị liệu cho anh ta, tôi ra ngoài cửa hang canh chừng, cố gắng hết sức không để bất kỳ kẻ nào quấy rầy cô. Tôi không gọi cô thì cô đừng vào, Đạm Đài Nguyệt dặn dò. Tốt nhất cô đừng giở trò bịp bợm, bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho cô, Ưng Thanh Vũ bực bội nói, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này, ý thức của Trần Đức đã trở nên mơ hồ. Cơn đau bỏng rát khiến anh không thể cảm nhận được những gì đang diễn ra bên ngoài, anh ngồi khoanh chân, cố ép độc ra ngoài. Tuy nhiên, độc đã hòa vào máu của anh, phát tác vô cùng mạnh, hiệu quả ép độc vô cùng thấp, gần như không có tác dụng. Toàn bộ cơ bắp, kinh mạch, mí mắt của anh đều run rẩy, loại bỏng rát này không phải là bỏng rát nữa, mà là thiêu đốt. Trần Đức, anh vẫn ổn chứ, anh cố gắng gượng, Đạm Đài Nguyệt lo lắng, thuốc giải của độc hiệu quả thực sự không có. Nhưng, lại có một cách giải độc, cũng là duy nhất, chỉ có một cách duy nhất. Đó chính là cô ta. Độc thiêu thuộc về dương, dương ở mức cao nhất, còn cô ta, công pháp tu hành, bao gồm cả thể chất đều thuộc về âm. Hiện tại, nếu muốn giải độc cho Trần Đức, cách duy nhất chính là âm dương điều hòa, âm dương kết hợp. Nói ngắn gọn, cần Đạm Đài Nguyệt hy sinh sự trong trắng của mình. Anh Trần, tôi nợ anh một mạng. Lại là người nhà họ Đạm Đài chúng tôi hại anh, tôi có lỗi với anh. Đạm Đài Nguyệt đã quyết định hy sinh sự trong trắng, cứu Trần Đức. Tất cả mọi chuyện đều là từ cô ta mà ra, cô ta phải chịu trách nhiệm với điều đó. Ngay lập tức, cô ta ngồi đối diện với Trần Đức, bắt đầu vận tâm pháp thái âm quyết, cùng với sự chuyển vận của công pháp, nhiệt độ xung quanh cô ta đột ngột giảm xuống. Thậm chí, chỉ trong chốc lát, trên cơ thể... Trên mặt Đạm Đài Nguyệt dần dần hình thành một lớp xương giá. Trần Đức đã mất hết ý thức, cả người dường như hoàn toàn bị ngọn lửa bao trùm, nhiệt độ xung quanh cơ thể như núi lửa đang phun trào. Dường như, có thể bị nhiệt độ đó làm tan chảy bất cứ lúc nào, da thịt trên người đỏ như máu. A, Trần Đức gần như điên dại, đây là loại đau đớn gian nan nhất mà anh phải chịu từ lúc sinh ra đến giờ, từ trong ra ngoài, không có cách nào chống lại, lục phủ ngũ tạng. Kỳ kinh bát mạch dường như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm nhấm, cắn xé, vô cùng khó chịu. Ngay sau đó,
Trần Đức không ngồi khoanh chân nữa, anh thực sự không thể chịu được, đứng dậy, giống như một con bò đực, đấm đá lung tung trong hang động, cả hang động lắc lư như sắp nứt ra. Ở bên ngoài hang động, Ưng Thanh Vũ rất sốt ruột, nhưng cô ta không dám đi vào, bên ngoài hang động có một hai con thú hoang đang quanh quẩn gần đó, bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào. Trần Đức, anh chịu đựng chút nữa. Trong hang động, Đạm Đài Nguyệt tăng tốc thôi động tâm pháp, cơ thể càng lúc càng mát, càng lúc càng lạnh, thẳng cho đến khi gần như sắp lạnh cóng, cô ta mới đứng dậy. Sau đó, từ từ cởi bỏ quần áo, thân hình duyên dáng uyển chuyển dần dần lộ ra, dáng người yếu điệu, khiến người ta chói mắt. Chỉ là trên làn da như dương chi bạch ngọc được bao phủ bởi từng tầng từng lớp xương giá, sau đó, cô ta đi về phía Trần Đức, một luồng khí lạnh băng giá ập đến, cái lạnh băng giá này, càng lúc càng gần, Trần Đức vốn đã mất lý trí vậy mà cũng cảm nhận được, lập tức nhào đến. Tiếp xúc hoàn toàn với cô ta. Trong chốc lát, Trần Đức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, điên cuồng ôm lấy cỗ lạnh giá đó, cảm giác khó chịu trong kinh mạch cũng giảm bớt. Đạm Đài Nguyệt bất động, cảnh tượng như này cô ta chưa từng nghĩ đến, ngơ ngơ ngẩn ngấn, may mà, Trần Đức đã có kinh nghiệm, bản năng đàn ông thôi thúc anh, để anh biết phải làm thế nào, hai bóng dáng quấn lấy nhau, chuyển động. Một lúc lâu sau, cuối cùng trong hang động hoàn toàn yên tĩnh lại. Trần Đức nằm trên mặt đất, chìm vào giấc ngủ. Trần Đức, mạng tôi nợ anh, trả lại cho anh rồi, về sau chấm SAI chúng ta không ai nợ ai, Đạm Đài Nguyệt thong thả đứng dậy, mặc lại quần áo. Sau đó, cô ta lặng lẽ không tiếng động từ bên khác của hang động mở thông đạo, nhanh chóng rời đi, biến mất trong màn đêm. Trong hang động, tựa như, Trần Đức mơ một giấc mơ, anh không mơ đến ai khác, mà mơ đến Đạm Đài Nguyệt, dường như, anh và Đạm Đài Nguyệt đang xảy ra quan hệ, giống như Đạm Đài Nguyệt là người phụ nữ của anh hết lần này đến lần khác có được Đạm Đài Nguyệt, đòi hỏi tất cả của cô ấy. Giấc mơ, rất thật. Ngay cả khi thần trí của anh bị trói buộc, hành động cũng vẫn kịch liệt, hormone điên cuồng tỏa ra, tràn ngập khắp nơi. Ha ha, trong thức hải, Linh Lung khẽ cười, trong tiếng cười mang chút giễu cợt, nhân duyên phụ nữ của Trần Đức quả thực không tệ, đã thất thân rồi, còn nói hai người không ai nợ ai. Không chỉ việc xấu biến thành việc tốt, có được một người phụ nữ, còn đột phá, đúng là tên nhóc may mắn. Tỉnh lại đi. N. Một cái phất tay của Linh Lung, một màn ánh sáng chiếu xuống, một lúc sau, Trần Đức tỉnh lại. Nhìn xung quanh, thấy hang động hỗn loạn, có chút nghi ngờ, độc của mình, hết rồi sao? Anh có chút không rõ ràng. Hơn nữa, còn thấy rất kỳ lạ. Độc thiêu, sao đột nhiên lại hết rồi? Trong thức hải, Linh Lung cười khúc khích, nhưng không nói với Trần Đức về việc của Đạm Đài Nguyệt. Mình, đột phá rồi, cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể, cơ bắp cuồn cuộn của Trần Đức dùng sức, sức mạnh vô cùng bất ngờ. Đồng thời, anh nhận ra đột phá của anh đã từ Linh Hải sơ kỳ đến Linh Hải trung kỳ rồi. Thăng cấp rất nhỏ, cũng không lớn, nhưng lần thăng cấp này, quan trọng nhất là sức chống đỡ của cơ thể, kinh mạch đều tăng lên. Nếu anh đấu với Lâu Tinh Hải một lần nữa, cho dù anh đứng nhường đối phương một quyền, anh của hiện tại cũng không hề hấn gì. Sức phòng thủ của anh đã mạnh hơn trước. Thiên tai, đủ để chịu được sức mạnh 20 triệu tấn. Dưới 20 triệu tấn, sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho anh. Võ giả Linh Hải kỳ bình thường có thể đánh ra một cú với sức mạnh 1 triệu tấn, trong khi võ giả đỉnh phong Linh Hải kỳ có sức mạnh gấp khoảng 10 lần sơ kỳ. Cũng chính là 10 triệu tấn. Sức mạnh của Lâu Tinh Hải vào khoảng 15 triệu tấn. Mà Trần Đức có 20 triệu tấn sức mạnh phòng thủ. Tương đương, người ở cấp bậc như Lâu Tinh Hải thậm chí không thể phá vỡ sức mạnh phòng thủ của anh. Trong lòng Trần Đức đang sục sôi phấn khích, sở hữu sức mạnh phòng thủ khủng bố như này gần như bất khả chiến bại. Nhưng, sự việc độc thiêu lần này cũng là một bài học cho anh, để anh hiểu rõ hơn về sự tàn nhẫn và máu lạnh của Côn Luân Hư. Chỉ một chút độc thiêu, vốn chẳng đáng nhắc đến, lại suýt chút nữa lấy mạng của anh. Về sau, anh tuyệt đối sẽ không bất cẩn như vậy. Trần Đức, anh khỏe lại chưa, bên ngoài hang động, Ưng Thanh Vũ cuối cùng cũng không đợi được nữa đi vào. Mái tóc đuôi ngựa dài đung đưa theo bước chân của cô ta, trông có chút đáng yêu. Không sao rồi, Trần Đức nói tiếp, Đạm Đài Nguyệt đâu, không đi cùng cô sao? Cô ta không phải ở cùng với anh sao? Ưng Thanh Vũ khó hiểu nói, cô ta nói có cách giải độc cho anh, cô ta đâu? Hẳn là đã rời đi rồi. Trần Đức không khỏi cười gượng,
Nghĩ đến giấc mơ vô cùng chân thực đó của anh, giấc mơ đó hẳn là Đạm Đài Nguyệt giải độc cho anh, cho nên mới mơ đến. Nhưng, anh không nghĩ về phương diện đó, chỉ là cảm thấy có thể là ý thức mơ hồ, cộng với việc đã rất lâu không thân mật với phụ nữ, vì vậy mới mơ đến. Cô ấy đã rời đi rồi, chúng ta cũng đi thôi, thời gian không còn sớm nữa, đi học viện vô song, Trần Đức gạt đi nỗi lòng. Không thể chậm trễ nữa, dẫn theo Ưng Thanh Vũ đến học viện vô song. Cùng lúc đó, bên bờ sông Tây Lưu, một nhóm học sinh đến học viện vô song báo cáo, đang sôi nổi thảo luận làm thế nào để vượt qua sông Tây Lưu dài hàng cây em. Đột nhiên, bên kia sông Tây Lưu xuất hiện một chiếc thuyền gỗ, đi về phía bên này với tốc độ rất nhanh, trên thuyền, có ba người đứng thẳng. Một người đàn ông khoảng 60-70 tuổi, để râu dài màu trắng, mặc áo bào xám trắng, gió thổi hiu hiu, râu tóc bay bay, tiên phong đạo cốt. Sao tiên phong đạo cốt, từ phong thái đến cốt cách đều đẹp đẽ giống như thần tiên, đạo sĩ. Ông ta là viện trưởng ngoại viện học viện vô song, Tử Vân Tử. Phía sau ông ta là hai người đàn ông trung niên, hai người đàn ông trung niên trên thuyền, một người là thầy đám người Lục Phong, Trần Nguyên Bình, người còn lại là thầy của Vũ Văn Hữu, Cung Bất Phàm. Hai người mặc quần áo giống Tử Vân Tử, Trần Nguyên Bình và Tử Vân Tử cao gần như nhau, khoảng 1m7. Còn Cung Bất Phàm chỉ cao 1m5, đầu tròn, thân hình mập mạp, cực kỳ phúc hậu. Nhìn thấy bọn họ, ngay lập tức, trước sông Tây Lưu, tất cả giáo viên hướng dẫn, bao gồm cả Lục Phong, Vũ Văn Hữu, đều đứng dậy dặn dò các học sinh giữ im lặng. Sát hạch sắp bắt đầu, mọi người chuẩn bị nghênh đón viện trưởng, phó viện trưởng. Ngay lập tức, các học viện lần lượt đứng dậy, tập hợp lại với nhau. Không chút ngạc nhiên, Diệp Ca đứng đầu, trang phục màu đỏ, dưới ánh trăng vô cùng bắt mắt, phách lối. Phía sau Diệp Ca, đương nhiên là nhóm người Cổ Tinh Vũ đã từng đấu với hắn, mấy người bọn họ đại diện cho học sinh mới mạnh nhất trong kỳ này. Ai cũng tràn đầy sức mạnh, với sự tự tin tuyệt đối, chờ đợi sát hạch. Không bao lâu, thuyền cập bờ. Tử Vân Tử nhảy lên, thân thể nhẹ như chim yến đáp xuống bờ, tay áo tung bay, thân hình thẳng tắp. Trần Nguyên Bình, Cùng Bất Phàm đứng đằng sau bọn họ, Lục Phong, Vũ Văn Hữu và những người khác vội vàng nghênh đón, chào hỏi, viện trưởng. Lần này, mọi người đã vất vả. Rồi, ánh mắt lướt qua những giáo viên, người hướng dẫn, Tử Vân Tử khẽ gật đầu, sau đó, ánh mắt nhìn đến học sinh mới kỳ này, trong số các học sinh mới, Diệp Ca, nhóm người Cổ Tinh Vũ dễ làm người khác chú ý nhất, ngay lập tức đã được ông ta chú ý đến, không khỏi khẽ gật đầu. Chất lượng của học sinh mới năm nay, nhìn chung cũng được. Đối với những người yếu nhất trong đám đông như mấy người Đàm Thu, Trương Tử Đằng, Giang Hồ Hải, Hà Đồn, ông ta cũng chú ý đến, nhưng không nói bất cứ điều gì, việc ở vùng Vân Bắc, Trần Nguyên Bình đã báo cáo với ông ta đã biết tình hình chi tiết sự việc, vì vậy. Cũng không nói nhiều, còn về Trần Bát Hoang vẫn chưa đến mạnh như thế nào, ông ta cũng rất tò mò, nếu đó là đồ bỏ đi, ông ta không thể bỏ qua cho những người tuyến chọn như Trần Nguyên Bình, Lục Phong. Nhìn qua hàng trăm học sinh, Tử Vân Tử khẽ hắng giọng nói. Có lẽ, những giáo viên và người hướng dẫn đưa mọi người đến đây đã nói qua về việc sát hạch rồi, vì vậy, tôi cũng không nói những lời thừa thãi nữa. Mọi người đều là người xuất sắc mà gia tộc, môn phái chọn ra, học viện vô song sẽ là điểm khởi đầu cho sự trưởng thành của mọi người, lần sát hạch đầu tiên là điểm xuất phát trong khởi đầu của mọi người. Ngoài ra, những người vượt qua sông Tây Lưu, sẽ nhận được 3 viên thông mạch đan. Lời này của Tử Vân Tử vừa nói ra, đám đông lập tức trở nên sôi nổi. Thông mạch đan. Không hổ là học viện vô song, thật khí thế, ra tay liền là thông mạch đan. Đúng vậy, ban đầu tôi không định vượt sông Tây Lưu, nhưng bây giờ lại muốn thử xem. Mặc dù thông mạch đan đối với những võ giả có thể đến được đây không lớn như trước, nhưng 3 viên thông mạch đan vẫn hữu dụng. Hơn nữa, cho dù không dùng, cầm đi đổi linh thạch, cũng vô cùng có giá. Ngay cả nhóm người Cổ Tinh Vũ phía sau Diệp Ca cũng có chút kích động. Lần sát hạch đầu tiên thưởng thông mạch đan. Vậy đợt sát hạch tiếp theo thì sao? Chỉ có Diệp Ca là có vẻ rất bình tĩnh, trong gia tộc hắn có một vị luyện đan sư, mặc dù những thứ như thông mạch đan không nhiều nhưng cũng không hiếm. Từ nhỏ đến lớn, hắn hầu như đều xem như ăn kẹo, cho nên không hề xem trọng, đối với sự kích động của những người này, hắn hoàn toàn coi bọn họ như một đám quê mùa, tầm nhìn hạn hẹp nên mới kích động.
Hắn bất giác nhìn sang phía nhóm người Âu Dã Thanh Vũ, vốn nghĩ rằng bọn họ cũng sẽ kích động theo. Nhưng ai ngờ bọn họ cũng rất bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh, như thế bọn họ không nghe thấy những lời Tử Vân Tử nói vậy. Giả vờ giỏi thật đấy, Cổ Tinh Vũ nhìn theo ánh mắt của Diệp Ca, cũng thấy mấy người rất bình tĩnh, cười khẩy chế nhạo. Không, anh Cổ, không chắc là bọn họ đang giả vờ đâu, Tống Đông, người rất thân cận với Diệp Ca, gần như là tay sai của hắn, lớn tiếng nói, mấy tên rác rưởi này biết rõ bản thân không thể vượt qua sông Tây Lưu thì sao có thể lấy được thông mạch đan chứ? Với tình hình thế này, tất nhiên là sẽ không kích động rồi. Ha ha, anh Tống nói đúng, chỉ những người có hy vọng mới cảm thấy kích động mà thôi, Cổ Tinh Vũ cười. Về phần Diệp Ca, tất nhiên hắn cũng nghĩ như vậy, khinh bỉ thu ánh mắt lại. Chậc, thông mạch đan có gì hay ho chứ, đối với cậu Trần mà nói, chỉ là rác rưởi mà thôi, Giang Hồ Hải lạnh lùng hừ một tiếng, Kỳ Hàn và những người còn lại đều không thèm lên tiếng, thông mạch đan, Trần Đức tặng cho bọn họ quá nhiều. Trước đây, đối với bọn họ mà nói thì thông mạch đan có thể rất quý giá, nhưng bây giờ thì bọn họ căn bản không thèm. Sự bình tĩnh và khinh thường của bọn họ cũng rơi vào mắt Tử Vân Tử, khiến ông ta không khỏi nhíu mày. Diệp Ca rất bình tĩnh thì thôi đi, những tên võ giả nhỏ bé này là thế nào? Giả vờ giả vịt như vậy. Trần Nguyên Bình, đó là mấy học viên mà ông nói có thực lực yếu nhưng tư chất không tồi sao? Hình như bọn họ có chút kiêu ngạo nhỉ, Tử Vân Tử bất mãn nói. Là bọn họ, viện trưởng, quả thực bọn họ có tư chất không tồi, chỉ cần gọt rũa một chút thì sẽ có thành tựu lớn cả đấy. Trần Nguyên Bình vội vàng đáp lại, đồng thời cảm thấy Kỳ Hàn cùng những người này có chút lỗ mãng. Hừ, tốt nhất là như thế, học viện vô song không thể thu nhận những kẻ não tàn không có thực lực được. Tử Vân Tử hừ lạnh, sắc mặt có chút khó coi, trong số những người này. Ngoài Âu Dã Thanh Vũ ra thì những người khác như Kỳ Hàn, Lữ Đông Dã, Giang Hồ Hải, Hà Đồn, Đàm Thu đều để lại ấn tượng rất xấu cho ông ta. Cung Bất Phàm đắc ý liếc nhìn Trần Nguyên Bình, nói, viện trưởng, tất cả học viên tôi thu nhận đều không tồi. Viện trưởng xem, người ở phía trước là Diệp Ca, hậu duệ của nhà họ Diệp, gia tộc đứng đầu Hương Giang, thực lực rất mạnh. Phía sau Diệp Ca là Cổ Tinh Vũ, mạnh ngang với Cổ Tinh Hà. Đệ tử mà tôi chọn khóa trước trong học viện chúng ta, còn có. Cung Bất Phàm nhân cơ hội này giới thiệu một số học viên nổi bật được ông ta lựa chọn. Tử Vân Tử liên tục gật đầu, rất hài lòng. Đặc biệt là đối với Diệp Ca so với đám người Kỳ Hàn, Lữ Đông Dã, thái độ rất bình tĩnh. Nhưng Diệp Ca là ai? Những người này lại là ai? Có khả năng so sánh không? Không. Gia tộc của Diệp Ca có một vị luyện đan sư. Đối với vị luyện đan sư của nhà họ Diệp mà nói thông mạch đan quả thực không là cái thá gì cả, hắn có tư cách để bình tĩnh. Còn những người kia thì sao? Dựa vào nhà họ Kỳ, nhà họ Lữ, nhà Âu Dã? Hay là dựa vào tên Trần Bát Hoang không tới kia? Ha! Toàn là mấy thứ gì đây? Tử Vân Tử không khỏi tiếp tục cười khẩy. Ông ta có ấn tượng xấu đối với những người này, đồng thời cũng có ấn tượng xấu với cả Trần Đức. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mấy người này đều như thế này thì bảo Trần Bát Hoang có thể lợi hại đến mức nào. Hy vọng đến lúc đó sẽ không khiến tôi quá thất vọng, trong lòng Tử Vân Tử thầm nghĩ, nếu thực lực của Trần Bát Hoang chỉ như rác rưởi, vậy thì ông ta sẽ không bao giờ tha thứ. Đợi các học viên thảo luận xong hết, gần như đã im lặng, Tử Vân Tử mới lên tiếng, tôi sẽ không nói nhiều nữa. Vòng sát hạch đầu tiên chính thức bắt đầu. Tôi sẽ ở một bên quan sát, chúc mọi người thắng ngay từ trận đầu. Nói đến đây, ông ta ngừng lại một lát, ánh mắt quét về phía Diệp Ca với vẻ tán thưởng ôn hòa, đặc biệt là cậu, Diệp Ca, cố gắng nỗ lực nhé. Trong mắt Tử Vân Tử hiện rõ vẻ lấy lòng. Với xuất thân và thực lực của Diệp Ca chắc chắn sẽ vào được nội viện, sau khi vào nội viện tiền đồ vô lượng, nói không chừng có ngày còn vượt hẳn địa vị của ông ta. Bây giờ ông ta nhất định phải giữ ấn tượng tốt. Được đặc biệt gọi tên trước mặt nhiều người như vậy, Diệp Ca ưỡn ngực ngẩng cao đầu, càng thêm tự hào và tự tin, hắn lập tức tiến lên một bước, nhìn xuống phía trước, lớn tiếng nói, cảm ơn viện trưởng yên tâm, Diệp Ca tôi hứa chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của viện trưởng. Diệp Ca rất kiêu ngạo, ngay cả khi đối mặt với viện trưởng ngoại viện và hại vị phó viện trưởng, hắn cũng không chào mà đứng thẳng người đầy kiêu hãnh. Được, tốt lắm, thiên tài nên có khí chất kiêu ngạo như vậy. Tử Vân Tử không những không có trách cứ,
càng thêm tán thưởng gật đầu, tôi rất mong chờ biểu hiện của cậu. Vòng sát hạch đầu tiên, chính thức bắt đầu, Tử Vân Tử quét mắt về phía đám đông, nếu muốn bỏ cuộc, có thể trực tiếp xuống tàu. Tiếp đó, hai vị phó viện trưởng, bao gồm cả Lục Phong và những giáo viên hướng dẫn như Vũ Văn Hữu đều bước sang một bên, ra hiệu rằng học viên đã có thể bắt đầu. Không quy định thứ tự trước sau, chỉ có duy nhất một quy tắc. Vượt qua sông Tây Lưu, không dính giọt nước nào. Khi Tử Vân Tử thông báo bắt đầu, ông ta đang quan sát các tân học viên của khóa này, ông ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt, hàng trăm tân học viên này khác với những tân học viên trước đó, bọn họ không hề tranh giành trước sau, không hề náo loạn. Sau khi tuyên bố bắt đầu, không có ai di chuyển cả. Dường như đang chờ đợi gì đó. Đúng lúc này, Diệp Ca quay lại, đối mặt với hàng trăm người, mọi người, cuộc sát hạch đã bắt đầu rồi, vậy, chúng ta sẽ hành động theo kế hoạch mà chúng ta đã thảo luận trước đó. Mọi người có ý kiến gì không? Không có. Tất cả đều nghe theo anh. Ngay lập tức, đám đông đồng thanh hét lớn, Âu Dã Thanh Vũ, Kỳ Hàn và Lữ Đông Dã đều sửng sốt. Kế hoạch? Kế hoạch gì? Tại sao họ không nhận được tin? Trên mặt họ lộ vẻ nghi hoặc, rõ ràng đã bị Diệp Ca loại trừ. Trong khi mấy người Âu Dã Thanh Vũ đang không hiểu gì thì lúc này hàng trăm học viên đều đứng dậy xếp hàng trật tự, đồng thời điều động linh lực. Trong phút chốc, trước mặt sông Tây Lưu, linh lực bạo phát, tầng tầng lớp lớp cực kỳ chói mắt, kinh dị, mỗi một võ giả, người này tiếp người kia, người này truyền cho người kia. Diệp Ca, đứng ở phía trước nhất, cũng đứng trước sông Tây Lưu. Khoảnh khắc này, ngoại trừ mấy người Âu Dã Thanh Vũ, linh lực của tất cả mọi người đều dồn về phía hắn. Truyền cho hắn sử dụng. Hả, Tử Vân Tử sững người một lúc, ông ta khá ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên ông ta chứng kiến các tân học viên đoàn kết như vậy, đồng thời cũng có chút tò mò không biết Diệp Ca rốt cuộc muốn làm gì, bao gồm Trần Nguyên Bình và Lục Phong cũng có chút khó hiểu, còn Vũ Văn Hữu như đã định liệu trước, viện trưởng, tiếp theo tôi nghĩ viện trưởng nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Trong lúc Vũ Văn Hữu nói, có thể thấy rõ ràng khí thức của Diệp Ca càng ngày càng mãnh liệt hào hùng, kinh mạch của hắn nổi lên dần dần, khí thế hừng hực, như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Vạn trượng hàn băng. Đúng lúc đó, hai tay Diệp Ca bắt đầu kết ấn, một tiếng thét vang lên, trong tích tắc, khí tức của hắn chuyển từ nóng sang lạnh, một trưởng giáng xuống mặt. Sông Tây Lưu. Sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện. Dưới lòng bàn tay của Diệp Ca, mặt nước vậy mà, thực sự đã đóng băng. Bề mặt băng tiếp tục mở rộng sang trái và phải, sau khi đóng băng khoảng 1 mét, nó nhanh chóng lan rộng về phía trước và tiếp tục kéo dài. Răng rắc, chỉ thấy mặt sông vốn đang cuồn cuộn sóng, lúc này đang nhanh chóng ngưng tụ về phía trước, biến thành một mặt băng rộng 1 mét, dày khoảng 70-80 cm. Khoảng cách 1 cây số, chưa đầy 10 phút đã hoàn toàn bị đóng băng, trong nháy mắt liền hình thành một cây. Cầu băng dài. Dưới ánh trăng, cây cầu băng màu trắng sáng ngời, ánh sáng chói lọi rực rỡ, cực kỳ chói mắt. Giờ phút này, bao gồm Tử Vân Tử, tất cả mọi người đều kinh hãi không tả được. Đây là loại võ kỹ gì? Khủng khiếp quá đi mất. Đặc biệt là Cổ Tinh Vũ, khi nhìn thấy cây cầu băng này hình thành, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, cũng may là hắn ta sáng suốt, không chống lại Diệp Ca đến cùng, nếu không, e rằng chỉ có đường chết. Ngoài hắn ta ra, tất cả các học viên cũng vô cùng cảm thấy may mắn với quyết định của mình, làm theo kế hoạch của Diệp Ca. Cây cầu băng này đủ để họ vượt qua sông Tây Lưu rồi. Mặc dù, việc truyền linh lực khiến bọn họ cảm thấy rất mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi, gần như sắp gục ngã, nhưng chỉ cần có thể vượt qua sông Tây Lưu thì tất cả mọi thứ đều xứng đáng. Thanh niên này, tương lai nhất định sẽ là cường giả đứng đầu của Côn Luân Hư, khuôn mặt Tử Vân Tử đông cứng, hai mắt sáng ngời. Ông ta không tài nào ngờ được, một Diệp Ca lại có thể liên hợp hàng trăm học viên kiêu ngạo này lại với nhau. Ông ta cũng không ngờ hắn sẽ dùng phương pháp này để vượt sông Tây Lưu. Thành thật mà nói, ngay cả Tử Vân Tử cũng phải cảm thán, trong lòng không ngừng dậy sóng. Khi còn trẻ như Diệp Ca, cho dù một nửa của hắn ông ta cũng làm không được. Không ngoa khi nói rằng có cây cầu băng này, ngay cả một người bình thường cũng có thể đi bộ sang bờ bên kia. Khóa này, chỉ cần tuyển được người như Diệp Ca đã là quá đủ rồi. Chỉ cần bồi dưỡng thêm nữa, tương lai nhất định sẽ là người nổi bật nhất của học viện vô song. Viện trưởng, theo như tôi biết,
Diệp ca không chỉ có thực lực mạnh mà còn rất có thiên phú, cậu ấy là người xuất sắc nhất nhà họ Diệp, cùng bất phàm. Nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng nói, ngay cả một số bậc tiền bối trong nhà họ Diệp cũng bị cậu ấy bỏ lại phía sau. Quả thực, Tử Vân Tử gật đầu đồng ý, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng, bất phàm, Văn Hữu, lần này hai thầy trò đã lập công lớn cho học viện vô song, trở về tôi nhất định sẽ thưởng hữu hình cho hai người. Viện trưởng, thực ra, Trần Bát Hoang đến từ khu vực Vân Bắc cũng không tệ, Trần Nguyên Bình nhìn thấy cung bất phàm được khen ngợi, không nhịn được nói. Hy vọng cậu ta không tệ, nghe thấy cái tên này, trong mắt Tử Vân Tử lóe lên vẻ chán ghét, ông ta có ấn tượng không tốt về Trần Bát Hoang. Một là vì Kỳ Hàn và những người khác, hai là bởi vì chưa từng có một tân học viên nào. Một mình hành động trong đợt chiêu sinh của học viện vô song. Thấy biểu hiện của Tử Vân Tử như vậy, Trần Nguyên Bình biết rằng nói nhiều cũng vô ích, cho nên ông ta chỉ có thể chọn im lặng. Cung bất phàm lạnh lùng hừ một tiếng, kỳ lạ nói, Diệp ca là người đứng đầu trong danh sách 36 gia tộc địa sát. Trần Bát Hoang đến từ đâu? Cậu ta thực sự không tệ. Ha ha, e là còn không bằng ngón chân của Diệp ca. Thực lực của Diệp ca rõ như ban ngày, thiên tài hiếm có cực kỳ xuất sắc, có thanh niên nào trong giới thế tục có thể vượt qua cậu ấy, Vũ Văn Hữu đắc ý cười chế nhạo. Không phải ai cũng tùy tiện có thể so sánh được. Trần Nguyên Bình không nói gì, chọn im lặng. Vô cùng mong đợi Trần Bát Hoang có thể sớm xuất hiện, và mặt bọn họ cho tỉnh. Phù. 2. Diệp ca hoàn thành nhiệm vụ, thở dài một hơi. Chiêu thức này là võ kỹ mà hắn vừa học được, là võ kỹ hoàng giai cao cấp duy nhất của nhà họ Diệp. Lý do tại sao nó được thi triển lúc này, không phải để giúp những người này vượt sông Tây Lưu, mà là để khoe khoang võ kỹ. Đệ tử Vân Tử, Lục Phong, Vũ Văn Hữu, Trần Nguyên Bình và tất cả các tân học viên của khóa này biết hắn là người mạnh nhất. Rõ ràng, hiệu quả mà hắn mong muốn đã đạt được. Các tân học viên phía sau đều im lặng như tờ, nhóm người bên phía Tử Vân Tử cũng sửng sốt không kém. Rất tốt. Khóe miệng Diệp ca nhếch lên một vòng cung tự hào, hắn hài lòng quét mắt về phía mọi người phía sau. Được rồi, bây giờ mọi người cùng tôi vượt qua sông Tây Lưu nào. Giọng hắn vang lên, suy nghĩ của mọi người đột nhiên bị kéo trở về thực tại. Đệt, Diệp ca châu bỏ quá. Diệp ca lợi hại quá. Sao mà làm được vậy? Cảm ơn Diệp ca đã đưa chúng tôi qua sông Tây Lưu. Cảm ơn Diệp ca. Đột nhiên, trong đám đông vang lên vô số lời khen ngợi cùng phấn kích, cực kỳ biết ơn Diệp ca. Vốn dĩ, một số võ giả không mấy tự tin với vòng sát hạch vượt sông Tây Lưu này. Nhưng có cây cầu này, bọn họ có thể chắc chắn vượt qua 100%, 1 vạn%. Võ kỹ kinh người như vậy, sao bọn họ có thể không kinh hãi, không hào hứng được? Ngay cả nhóm người Âu Dã Thanh Vũ cũng có chút cảm kích, mặc dù Diệp ca đang khoe khoang võ kỹ, nhưng cũng có thể mang lại lợi ích cho bọn họ, không phải sao? Diệp ca đưa tay lên ra hiệu mọi người im lặng. Ngay lập tức, đám đông hoàn toàn yên lặng, rõ ràng uy danh của Diệp ca lại tiếp tục tăng lên. Tiếng nói của hắn trong lòng mọi người cũng tăng lên vô hạn. Hắn nói một, chắc chắn không ai dám nói hai. Quả thực, bây giờ tất cả mọi người đều có thể qua sông Tây Lưu, hơn nữa đây chắc chắn là lần đầu tiên trong lịch sử học viện vô song có người sử dụng phương pháp này giúp mọi người qua sông Tây Lưu. Nhưng, chuyện gì cũng phải có quy tắc, học viện vô song là nơi quy tụ những võ giả tài ba. Không thể để một số kẻ có thực lực yếu may mắn dựa dẫm, cứ như vậy mà vượt qua. Lúc nói những lời này Diệp ca vẫn luôn nở một nụ cười trên môi, giống như người lập quy tắc, giọng điệu bá đạo không gì sánh được, thực lực của bọn họ yếu như vậy, không nên, cũng không đủ tư cách để được hưởng sự đối xử như chúng ta. Mọi người thấy tôi nói đúng không? Diệp ca vừa dứt lời, bầu không khí bỗng trở nên hoàn toàn im lặng. Không ai đồng ý, cũng không có ai phản đối. Bởi vì bọn họ không biết một số kẻ yếu mà Diệp ca nói là yếu đến mức nào, là cảnh giới nào. Bọn họ không dám trả lời. Ngừng một lát, Diệp ca nói tiếp, vì vậy, tôi đề nghị những võ giả có cảnh giới thấp hơn thông mạch kỳ thì không được phép đặt chân lên cây cầu này. Thông mạch kỳ. Ngay khi nghe tên cảnh giới này, trong nháy mắt, tất cả mọi người ai cũng kích động và vui mừng. Thông mạch kỳ, có đến đây thông qua cuộc tuyển chọn chính thức mà không trên cảnh giới thông mạch kỳ. Thậm chí, ngay cả võ giả thuộc thông mạch kỳ cũng rất ít.
đa số đều là võ giả thuộc cảnh giới thông mạch kỳ hậu kỳ đến long tượng kỳ trung kỳ. Đệt, tên khốn này đang nhắm vào chúng ta, Lữ Đông Dã gằn giọng, trong số những người có mặt ở đây, võ giả có cảnh giới thấp hơn thông mạch kỳ chỉ có nhóm người bọn họ. Như Âu Dã Thanh Vũ, Hà Đồn, Trương Tử Đằng, Giang Hồ Hải, đều chưa đạt đến thông mạch kỳ. Chỉ có hắn ta và Kỳ Hàn là mạnh hơn một chút. Có thể đáp ứng yêu cầu mà Diệp Ca vừa nói. Tên khốn này, Âu Dã Thanh Vũ vừa có ấn tượng tốt với Diệp Ca, hiện tại đã lập tức biến mất, sự chán ghét đối với hắn càng thêm mạnh mẽ hơn. Không sao, Kỳ Hàn, Lữ Đông Dã, hai người có thể đi, đừng lo cho chúng tôi, lúc này, Giang Hồ Hải mới đứng dậy nói. Không đi, Lữ Đông Dã không chút suy nghĩ từ chối ngay, Diệp Ca có ý nhắm vào bọn họ, hẳn ta còn vác mặt đi trên cầu băng sao. Rõ ràng là hắn ta sẽ không đi. Kỳ Hàn vác kiếm trên lưng, lạnh lùng nói, tôi sẽ không dựa vào sức mạnh của người khác để vượt qua cuộc sát hạch. Tiếng bàn tán vang lên, lời nói của Diệp Ca đã được mọi người tán thành, sau đó hắn không hề hỏi ý kiến của nhóm người Âu Dã Thanh Vũ mà trực tiếp bố trí mọi người đi lên cầu băng sang bờ bên kia. Viện trưởng, chuyện này không phù hợp với quy tắc, Trần Nguyên Bình cau mày trầm giọng nói, trong số những người đó, có rất nhiều người không thể vượt qua cuộc sát hạch trên sông Tây Lưu. Bây giờ dựa vào may mắn, đối với những học viên khóa trước, thật không công bằng. Trần Sư Huynh, anh nói như vậy là không đúng rồi. Thứ nhất, Diệp Ca không phải tạo ra cầu băng bằng sức mạnh của chính mình, mà bằng sức mạnh của tất cả mọi người. Thứ hai, đôi khi may mắn cũng là một phần của sức mạnh. Các học sinh khóa trước sao lại cảm thấy không công bằng? Chỉ có thể trách bọn họ không gặp phải một người mạnh mẽ như Diệp Ca thôi. Viện trưởng Trần Nguyên Bình muốn nói gì đó, nhưng Tử Vân Tử đã xua tay ngắt lời, bất phàm nói đúng, may mắn đôi khi là một phần của sức mạnh, huống hồ, không phải cậu ấy đã đặt ra quy tắc rồi sao, người có thực lực quá yếu không thể đi trên cầu băng. Giọng điệu của Tử Vân Tử rất kiên định, không được phản bác. Ở ngoại viện, ông ta làm chủ. Thu nhận bao nhiêu đệ tử tạp vụ, bao nhiêu đệ tử, đều do ông ta quyết định, đây là quyền lực của ông ta. Rõ ràng ông ta sẽ không vì mấy tên đệ tử tạp vụ hay nhận thêm mấy đệ tử chính thức ở ngoại viện mà đắc tội với một thiên tài như Diệp Ca. Trần Nguyên Bình hoàn toàn im lặng, không nói thêm nữa, rõ ràng Tử Vân Tử đã quyết tâm có ý thiên vị, giúp đỡ Diệp Ca. Ông ta còn có thể nói gì? Trước khi Trần Bát Hoang đến, ông ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Trước bờ sông Tây Lưu, dưới sự bố trí của Diệp Ca và Cổ Tinh Vũ, một nhóm người đã bắt đầu đặt chân lên cây cầu băng. Cầu băng, vô cùng chắc chắn. Rất nhanh, bên này chỉ còn lại Diệp Ca, Cổ Tinh Vũ, một vài tên tùy tùng của hắn cùng với nhóm người Âu Dã Thanh Vũ. Em Thanh Vũ, Diệp Ca nở một nụ cười mà hắn tự cho là ưa nhìn và ôn hòa, đến bên cạnh Âu Dã Thanh Vũ, mời. Diệp Ca tôi mời em cùng đi qua sông Tây Lưu, đồng ý không? Giọng điệu của hắn rất bá đạo, thể hiện sự tự tin tột cùng, Âu Dã Thanh Vũ là em gái của Âu Dã Tư Linh. Chắc chắn không muốn trở thành một đệ tử tạp vụ ở ngoại viện đâu nhỉ. Mà dựa vào sức mạnh của một mình cô ta, rõ ràng là không thể vượt qua sông Tây Lưu. Hắn đoán Âu Dã Thanh Vũ nhất định sẽ đồng ý. Xin lỗi. Tuy nhiên, Âu Dã Thanh Vũ lại không cần suy nghĩ, nói, quy tắc là do anh đặt ra, tôi không thể đáp ứng yêu cầu của anh. Ha ha, em Thanh Vũ nói đùa rồi. Quy tắc là do tôi đặt ra, nếu tôi muốn thay đổi cũng không có ai nói gì. Chỉ cần em gật đầu thì có thể tùy ý lên cầu băng. Ngoài ra, Diệp Ca quét mắt về phía Kỳ Hàn, Lữ Đông Dã, Đàm Thu, Hà Đồn và những người còn lại, nói, không chỉ mình em Thanh Vũ, chỉ cần các người bỏ tối theo sáng, đi theo tôi, làm thuộc hạ nô bộc của tôi thì các người cũng có thể cùng tôi đi qua sông Tây Lưu. Ai cần cùng mày đi qua sông Tây Lưu, mày tưởng mày là ai? Tính tình của Lữ Đông Dã rất nóng nảy, hành xử bất chấp hậu quả, lớn tiếng mắng. Người khác nghĩ gì tao không biết, nhưng Lữ Đông Dã tao thà làm đệ tử tạp vụ còn hơn đi theo mày. Diệp Ca là cái thá gì? So với cậu Trần, hắn hoàn toàn là một thứ rác rưởi, là kiến, là châu chấu. Như vậy cũng xứng để Lữ Đông Dã hắn ta đi theo. Ngoài cậu Trần ra, không ai xứng đáng để tao đi theo cả, Kỳ Hàn liếc nhìn Diệp Ca, giọng điệu lạnh nhạt. Sau đó liền quay người đi về phía thuyền gỗ phía trước sông Tây Lưu. Không thèm quay đầu nhìn lại, đi thôi, đừng lãng phí thời gian, chúng ta đi bằng thuyền. Hà Đồn, Đàm Thu, Giang Hồ Hải cũng không nói gì,
bỏ đi cùng Kỳ Hàn. Lữ Nông Giã cũng rời đi. Còn Âu Giã Thanh Vũ vẫn nán lại, hai mắt trong veo như hai thanh kiếm sắc bén, nhìn chằm chằm Diệp ca, không phải anh muốn so với Trần Bát Hoang sao? Tôi nói cho anh biết, Diệp ca anh sẽ không bao giờ có thể so sánh với anh ấy. Sự kiêu ngạo, tự phụ và sức mạnh của anh đối mặt với anh ấy chỉ là thứ vô dụng mà thôi. Âu Giã Thanh Vũ nói xong thì cũng nhanh chóng rời đi, đuổi theo hướng Kỳ Hàn và những người khác. Chết tiệt! Khuôn mặt của Diệp ca u ám đến nỗi không thể u ám hơn, Trần Bát Hoang, lại là tên Trần Bát Hoang chết tiệt kia. Sát khí của hắn nổi lên đùng đùng, tức giận đến cực điểm, nhịn không được xông về phía nhóm người Kỳ Hàn, u ám nói, tao đồng ý để bọn mày đi rồi sao? Con mẹ nó đứng lại hết cho tao. Tiếng gào thét cực kỳ u ám, vang lên đột ngột khiến người ta căng thẳng. Kỳ Hàn, Lữ Nông Giã, Giang Hồ Hải và những người khác bao gồm Âu Giã Thanh Vũ đều đồng thời dừng lại, linh lực của bọn họ tăng vọt, nâng cao tinh thần chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Bọn họ đã đủ khiêm tốn, đủ nhẫn nhịn rồi, nhưng nếu Diệp ca thực sự muốn gây hấn, bọn họ chỉ có thể chiến đấu. Ánh mắt Diệp ca tối sầm, nhìn chằm chằm nhóm người Lữ Nông Giã, hắn thực sự sắp ra tay rồi. Những con kiến này, nếu không giết chết một hai con thì bọn chúng căn bản không biết tốt xấu gì. Răng rắc. Đột nhiên, đúng lúc hẳn sắp động thủ thì một tiếng động nhẹ truyền đến, phía trước sông Tây Lưu, một vết nứt nhỏ xuất hiện trên cây cầu băng. Hơn nữa, các vết nứt ngày càng lan rộng ra tứ phía, có thể tan ra bất cứ lúc nào. Xem như bọn mày may mắn, hai mắt Diệp ca nheo lại, hắn biết rõ cây cầu này có vẻ kiên cố, nhưng không tồn tại được lâu. Rất nhanh sẽ hoàn toàn sụp đổ. Sau đó, hắn không nói lời nào. Quay người dẫn Cổ Tinh Vũ và những người khác đi đến cây cầu băng. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, chỉ trong phút chốc đã qua bờ sông bên kia. Đúng lúc bọn họ lên bờ, cây cầu băng cũng vỡ tan tành. Nó tách ra thành những tảng băng nhỏ, tản ra tứ phía. Nhóm người Âu Giã Thanh Vũ bất giác thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự đối mặt với Diệp ca, người chịu thiệt chắc chắn là bọn họ. Hết cách, bọn họ không đủ mạnh, đây là sự thật. Bọn họ trực tiếp từ bỏ cơ hội trở thành đệ tử chính thức, đi thuyền gỗ sang bờ bên kia. Tử Vân Tử, Trần Nguyên Bình, Cung Bất Phàm và những người khác cũng đi thuyền đến Học viện Vô Song. Cho dù là ngoại viện, nhưng Học viện Vô Song cũng phồn hoa hơn những gia tộc bình thường, linh lực nơi này so với ngoại giới dày đặc hơn gấp mấy lần. Khi bọn họ đặt chân đến đây, lỗ chân lông trên người tất cả võ giả đều giãn ra, không khỏi tự chủ hấp thu nguồn linh lực trong không khí, trời ơi, tuyệt quá! Học viện Vô Song đúng là danh bất hư truyền, cho dù có làm đệ tử tạp vụ cũng không tệ chút nào. Quả thực, thực sự là hời cho mấy thứ rác rưởi đến bằng thuyền rồi. Tôi nhất định phải mời Diệp ca đi ăn, nếu không có anh ấy, tôi chắc chắn sẽ không có cơ hội trở thành đệ tử chính thức. Từng nhóm lần lượt đặt chân lên đỉnh Bình Bộ. Cảm nhận được hoàn cảnh ở nơi này, bọn họ vô cùng phấn khích, danh tiếng của Diệp ca lại một lần nữa được nâng cao thêm vài bậc. Thậm chí có một số người còn định đưa thông mạch đan vừa nhận được cho Diệp ca. Chưa đầy một phút, Diệp ca đã đến, hắn mặc trang phục đỏ rực, cực kỳ chói mắt, hắn đi đến đâu mọi người cũng tự giác nhường đường cho hắn. Chào mừng các vị đến với đỉnh Bình Bộ, ngoại viện của Học viện Vô Song, lúc này, Tử Vân Tử, Lục Phong và những người khác cũng đã đến nơi. Tất cả mọi người đi theo tôi nào. Tất cả mọi người đi theo tôi nào. Tử Vân Tử dẫn đường. Cùng hàng trăm tân học viên bước lên đỉnh Bình Bộ. Đỉnh Bình Bộ cao hơn 1.000 mét, đất rộng bao la. Trên đỉnh là một quảng trường khổng lồ có thể chứa 20 đến 30 ngàn người, xung quanh quảng trường là những tòa nhà cổ kính, chiều cao khác nhau. Phong cách kiến trúc cổ xưa, tàng thư các, tàng binh các, giảng võ đường, có đủ mọi thứ. Từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi, Tử Vân Tử quy định không được phép sử dụng linh lực, tất cả phải đi bộ leo lên đỉnh cao hơn 1.000 mét. Khi đến quảng trường khổng lồ, mặt trời đã ló dạng trên đỉnh Bình Bộ, ánh nắng ban mai len qua những đám mây chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách. Bất kể là trên trời hay dưới đất, như thể đang đứng trên tầng mây, làn gió mát lạnh thổi qua. Mang theo linh lực dồi dào, gột rửa từng tấc da thịt của mọi người, thoải mái vô cùng. Sau một đêm leo núi, một số võ giả vốn đang ở cảnh giới đỉnh phong, sắp đột phá lên cảnh giới mới, nút thắt được nới lỏng, khi lên đến đỉnh núi. Nhìn thấy bức tranh mây trời bao la, tâm cảnh khai mở, trong nháy mắt đã đột phá thành công.
không chỉ có một hai người đột phá như vậy, mà là 40-50 người. Trong số đó, bao gồm Kỳ Hàn, Lữ Đông Giã, Âu Giã Thanh Vũ và 4 người Đàm Thu. Linh lực lưu chuyến, 4 người lần lượt đột phá, đạt tới cảnh giới mới. Kỳ Hàn trực tiếp đột phá từ Long Mạch Sơ Kỳ lên Trung Kỳ, mơ hồ có sự thúc đẩy lên Hậu Kỳ. Ngay lập tức, mọi người cuối cùng cũng hiểu tại sao Tử Vân Tử lại bảo bọn họ đi bộ lên đây. Sau một đêm leo núi mệt nhọc, tâm cảnh và cảnh giới của bọn họ đều được hưởng lợi rất nhiều. Nhiều người quá, những người này đều là đệ tử của học viện Vô Song sao, khi lên đến đỉnh, nhìn thấy quảng trường, Cổ Tinh Vũ quét mắt về phía đó, sắc mặt vô cùng kinh ngạc, không chỉ có hắn ta mà cả những võ giả phía sau cũng vậy, tất cả đều cực kỳ choáng váng. Giờ phút này, trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều người, cứ cách 3 năm là học viện Vô Song lại tuyển sinh một lần. Thế nên, cứ cách 3 năm vào ngày này các đệ tử học viện Vô Song đều đứng đây chờ học sinh mới. Trong đó, đệ tử tạp vụ có 5.700 người, đệ tử ngoại viện có 2.507 người, đệ tử nội viện hơn 1.000 người. Mà lúc này, xung quanh quảng trường lại không có vẻ chật chội, mà còn trông khá trống trải. Đương nhiên đều là đệ tử học viện Vô Song rồi, Diệp Ca đã sớm tìm hiểu về học viện Vô Song nên cũng có biết chút chút, nhàn nhạt nói. Bọn họ đều là chờ để thu phục chúng ta. Nơi nào có người, nơi đó có xã hội. Nơi có xã hội thì đương nhiên sẽ có sự tranh chấp. Học viện Vô Song cũng không ngoại lệ. Thậm chí, sự tranh chấp ở đây còn khắc nghiệt hơn những chỗ khác. Cái họ tranh không phải là tiền mà là võ kỹ, linh thạch. Sự cạnh tranh ở ngoại viện cũng không thua kém gì nội viện. Bởi vì nội viện có khá nhiều tài nguyên để dùng, mà ngoại viện lại cực kỳ ít ỏi, nên chỉ có thể cạnh tranh với nhau. Còn đệ tử tạp vụ lại chỉ có thể dùng điểm tích lũy được đổi từ những công việc vất vả như chặt củi, nhóm lửa, quét rác. Để đổi tài nguyên như võ kỹ, linh thạch từ các đệ tử chính thức. Những đệ tử ngoại viện chính thức đổi được những điểm tích lũy ấy xong, sau đó gom góp đến 10.000 điểm là có thể có cơ hội tiến vào nội viện. Nhưng, cũng chỉ là có cơ hội mà thôi, chứ không phải có được 10.000 điểm là có thể vào nội viện. Mỗi năm, ngoài một số ít đề cử đặc biệt thì số người dựa vào điểm tích lũy để tiến vào nội viện cũng là có hạn chế. Những đề cử ấy lại nằm trong tay một số đệ tử nội viện. Dưới số lượng đề cử có hạn như vậy, họ sẽ chỉ chọn người có điểm tích lũy cao. 10.000 điểm chỉ là có tư cách, còn có được chọn hay. Không thì phải xem có bao nhiêu người có điểm cao hơn mình. Người trong nội viện luôn chọn từ cao xuống thấp, vì điểm tích lũy cũng cực kỳ quan trọng với họ. Nó có thể đổi lấy cơ hội tiến vào tháp tụ linh để tu luyện. Với mức độ linh khí dày đặc trong tháp tụ linh, tu luyện một ngày ở đó có thể bằng 10 ngày ở bên ngoài. Mà đây chỉ mới là tầng 1, càng đi xuống thì hiệu quả càng tốt. Thế nên, điểm tích lũy cũng cực kỳ quan trọng đối với những đệ tử nội viện. Chỉ khi trở nên càng mạnh mới có thể sống yên ổn ở Côn Luân Hư, mới có cơ hội tốt nghiệp học viện Vô Song hay gia nhập vào Vô Song môn có tiếng cực mạnh. Có thể nói, loại chế độ này khiến đệ tử tạp vụ, ngoại viện, nội viện trong học viện Vô Song có một mối quan hệ gắn kết với đệ tử Vô Song môn. Cũng vì cách thăng cấp như vậy mới khiến Vô Song môn đứng sừng sững không ngã, vẫn là môn phái cực mạnh ở Côn Luân Hư trong những năm qua. Chế độ điểm tích lũy khiến sự cạnh tranh ở học viện Vô Song trở nên vô cùng khắc nghiệt. Thế nên đã hình thành các thế lực, đoàn thể nhỏ do những anh tài đứng đầu dẫn dắt. Muốn tham gia vào những đoàn thế, thể lực ấy thì phải nộp lên một nửa điểm tích lũy. Diệp Ca giải thích cho đám Cổ Tinh Vũ nghe. Nếu không nộp thì sao, Cổ Tinh Vũ nhíu mày, hiển nhiên cực kỳ không thích cái quy tắc ấy. Ha ha, tham gia vào đoàn thể, nộp lên vẫn còn một nửa, thậm chí có thể hưởng thụ một số phúc lợi. Nếu không giao sẽ bị đánh tới giao hết điểm tích lũy ra, Diệp Ca lạnh lùng nói. Những đệ tử mới như chúng ta, nếu là đệ tử tạp vụ sẽ được tặng 100 điểm, còn đệ tử chính thức sẽ có 1.000 điểm tích lũy. Giờ ở trong mắt họ, chúng ta chẳng khác gì một miếng thịt béo bở, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn một ngụm. Côn Luân Hư vốn là một nơi hết sức kỳ tàn khốc, mà học viện Vô Song cũng chẳng phải thánh địa gì. Nó cũng cực kỳ khắc nghiệt. Học viện Vô Song cũng không phản đối hay ngăn cản loại cạnh tranh kịch liệt tàn khốc này. Thậm chí, đủ loại quy tắc trong học viện còn cho thấy họ ủng hộ cách thức ấy. Trong những quy định đó cũng bao gồm được giết người. Đúng vậy, trong học viện Vô Song được phép giết người. Dưới cách thức cạnh tranh khốc liệt ấy,
đã hình thành một đám thế lực và đoàn thế, mà giữa họ đương nhiên cũng sẽ có một số tranh giành về điểm tích lũy. Luồng gió mới tiến vào không chỉ khiến những đoàn thể đó đạt được điểm tích lũy, nếu như có thể tìm được một số cao thủ tham gia vào thế lực của mình, sau này cũng càng tiện hơn cho việc tranh giành điểm tích lũy. Trên quảng trường tụ tập các đệ tử, không chỉ là tới để đớp miếng thịt béo bở là họ, mà còn đến tìm kiếm, lựa chọn nguồn máu mới. Diệp Ca vì thể hiện sự hiểu biết của mình với học viện vô song mà nói hết những gì mình biết ra. Đương nhiên, trong đó cũng không thể thiếu tên của những đoàn thể, thế lực ấy. Trước giờ, một số cao thủ chân chính của học viện vô song đều thích hoạt động một mình, vì họ có tư chất rất mạnh, được học viện đặc biệt quan tâm nên cũng không cần điểm tích lũy. Thế nên, họ sẽ không tham gia vào những đoàn thể, thế lực ấy. Mà đoàn thể mạnh nhất lại do Cổ Tinh Hoa đệ tử nội viện có thực lực đứng thứ 10 trong nội viện thành lập có tên là Tinh Minh. Những người xếp trước hắn đều là người tài ba trong nội viện, rất khó để nhìn thấy họ. Xếp sau hắn lại vì có thực lực không bằng nên liên minh do họ thành lập cũng yếu hơn một chút. Cuộc tuyển sinh lần này, Cổ Tinh Hoa đã tự mình đến. Hắn mặc một bộ áo dài xa hoa lộng lẫy, bên hông đeo một cái ngọc bội tinh xảo xinh đẹp. Khoanh tay đứng giữa một đám người ủng hộ như quần tinh hội tụ, liếc nhìn xung quanh như đang tìm gì đó. Bên cạnh Cổ Tinh Hoa đều là những tay chó săn, nịnh bợ hắn, giúp hắn tìm kiếm, lựa chọn đệ tử mới. Lạ thật, tại sao anh Huyết và người nhà họ Cổ mình lại không tới nhỉ? Cổ Tinh Hoa liếc nhìn đám đệ tử mới phía dưới, đưa mắt nhìn đám người do Lục Phong dẫn dắt nghĩ. Bất kể hắn tìm thế nào, cũng không tìm được người mình muốn tìm. Chẳng phải hắn đã hẹn Huyết Lãnh và người nhà họ Cổ gặp nhau ở học viện vô song sao? Cổ Tinh Hoa còn chờ mong quét ngang học viện với Huyết Lãnh nữa, sao giờ lại không nhìn thấy họ, mà chỉ thấy một đám rác rưởi vô dụng thôi. Mấy người các cậu đi coi thử xem có người nhà họ Cổ của tôi đến không, tiện thể xem coi có người nào có cơ sở vững chắc, lựa vài người gia nhập Tinh. Minh. Vâng thưa cậu Cổ. Một gã võ giả đạt tới linh căn trung kỳ bên cạnh Cổ Tinh Hoa gật đầu. Sau đó dẫn theo mấy người đi về phía đám đệ tử mới. Bốn người họ vừa nhích người, những thế lực khác vốn định đi lập tức không dám nữa. Theo quy tắc đó giờ, phải đợi người bên Tinh Minh lựa xong thì họ mới có tư cách đi chọn. Khi Cổ Tinh Hoa quan sát họ, Diệp Ca cũng vừa hay nói đến Tinh Minh. Thường thì Cổ Tinh Hoa sẽ không để ý chuyện trong Tinh Minh, cơ bản đều là cấp dưới của hắn quản lý. Trong đó nhiều chuyện đều do một người mạnh. Nhất tên là Hồ Ngạo xử lý. Tôi có nghe nói về Hồ Ngạo kia, Cổ Tinh Vũ gật đầu nói. Không chỉ Cổ Tinh Vũ từng nghe nói đến hắn ta, mà đa số mọi người ở đây đều có nghe về tên này. Người kia chẳng phải là Hồ Ngạo à? Hắn ta đi xuống kia, chắc là tới để chọn người, một gã võ giả bên cạnh Cổ Tinh Vũ thấy đằng xa có bốn người đi về phía mình nói. Họ chính là bốn người do Cổ Tinh Hoa cử đến. Người dẫn đầu đúng là Hồ Ngạo tay sai mạnh nhất dưới trướng hắn. Có vẻ cũng chẳng có gì đặc biệt, thực lực chỉ là linh căn trung kỳ. Diệp Ca, hắn cũng ngang ngửa anh, từ sự giao. Động của linh khí thì thậm chí, hắn còn không bằng anh. Đúng vậy, mà Hồ Ngạo kia còn là nội viện. Tôi nghe nói toàn bộ ngoại viện cũng không có mấy cao thủ, đa số đều là linh căn sơ kỳ hay long tượng kỳ, xấp xỉ chúng ta thôi. Tống Đông có quan hệ vô cùng tốt với Diệp Ca cũng cười lạnh, cảm thấy cũng chẳng có gì đáng sợ. Diệp Ca, với tiếng tăm của anh thì hay là chúng ta cũng thành lập một liên minh có địa vị ngang hàng với họ đi. Các cậu đúng là chẳng biết gì hết, học viện vô song là nơi nào. Cùng một cảnh giới, nhưng chúng ta lại hoàn toàn không phải đối thủ của họ. Họ được hưởng một hoàn cảnh tốt như vậy ở học viện vô song, còn có võ kỹ và có thầy chỉ dạy. Các cậu có cái gì? Tuy Diệp Ca rất kiêu ngạo, nhưng cũng biết rõ tình thế, cùng một cảnh giới, nhưng người ta có cơ sở vững chắc hơn, lại có võ kỹ thêm vào. E rằng các cậu còn không đỡ nổi một quyền của họ nữa là. Giống như tôi và Tinh Vũ. Mọi người lập tức kinh ngạc. Cùng là linh căn trung kỳ, nhưng họ đều thấy sự chênh lệch giữa Diệp Ca và Cổ Tinh Vũ. Tuy không dám nói khác xa một trời một vực, nhưng chắc cũng chẳng kém là bao. Hoàn toàn chính là một cái trên trời. Một cái dưới đất. Tôi không tin, Tống Đông cười khẩy, dù sự chênh lệch giữa chúng tôi và hắn là rất lớn, nhưng còn Diệp Ca anh thì sao? Anh cũng rất mạnh, tên Hồ. Ngạo kia có thể sánh bằng anh chắc. Tống Đông cực kỳ có lòng tin với thực lực của Diệp Ca, hơn nữa,
gã cũng không muốn giống như một con dê béo bị người cướp đi điểm tích lũy. Huống chi, nếu Diệp Ca thành lập liên minh thì chắc chắn gã sẽ là quản lý cấp cao, đến lúc đó, gã có thể vớt được rất nhiều chỗ tốt. Muốn tiến vào nội viện và vô song môn cũng không phải chỉ là mơ. Ha, đám vô dụng như mấy người cũng dám bảo mình có thể sánh bằng anh ngạo. Các người đang sỉ nhục anh ngạo đó hả? Gì mà một đám rác rưởi cũng bày đặt so với anh ngạo. Tống Đông vừa nói xong, bỗng nhiên có một giọng nói âm trầm đầy khó chịu vang lên như sấm bên tai mọi người. Chẳng biết bao giờ, bốn người Hồ Ngạo đã đi tới chỗ bọn họ. Người nói chuyện là Ngũ Đào đứng cạnh Hồ Ngạo và cũng là một trong số những người đi theo hắn ta. Gã vừa mở miệng đã lập tức thu hút vô số ánh mắt của mọi người. Vừa thấy là đám Hồ Ngạo, trong sân bỗng chốc im ắng hơn rất nhiều. Ánh mắt Diệp Ca nghiêm lại, có chút im lặng, hắn biết họ gặp phải rắc rối rồi. Ngũ Đào lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Đông mặt mày tái nhợt đang lùi về phía sau từng bước một, quát, mày, đừng có nhìn đông nhìn tây, tao nói mày đó. Ban nãy là mày nói xấu anh ngạo đúng không? Mau lăn ra đây. Ngũ Đào lớn tiếng quát, không chút kiêng nể, hoàn toàn chẳng coi ai ra gì nói, lăn ra đây quỳ xuống, xin lỗi anh ngạo mau. Tống Đông ngẩn ra, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch. Gã nào ngờ lỗi tai của bọn họ lại thính như vậy chứ? Xa vậy cũng nghe được. Tống Đông trực tiếng sợ ngu người, người trong học viện vô song đừng nói là đệ tử nội viện, dù là đệ tử tạp vụ cũng cực kỳ mạnh. Bất cứ ai trong họ cũng là đệ tử của một gia tộc, hoàn toàn không phải là người mà Tống Đông gã có thể xỉ vả. Có rất nhiều đệ tử nhìn Tống Đông với ánh mắt vui sướng khi người gặp họa, biết có trò hay để xem. Tên Hồ Ngạo kia rất kiêu căng, là loại có thù tất. Báo, đừng nó là có người sỉ nhục hắn ta, bình thường hắn ta gai mắt ai thôi cũng đã muốn dạy cho họ một bài học rồi. Bà mẹ nó, gọi mày đó, mày không nghe thấy hả? Ngũ Đào lập tức đi đến trước mặt đám Tống Đông, Diệp Ca, Cổ Tinh Vũ, nhìn chằm chằm Tống Đông nói, tao chỉ cho mày 3 giây thôi, mau bước ra cho tao. Cùng lúc đó, Hồ Ngạo cũng bước tới, nhưng hắn ta không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Tống Đông với ánh mắt như rắn rết cực kỳ khiếp người. Tống Đông run rẩy, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể van nài nhìn Diệp Ca. Ngay sau đó, anh Ngạo, chúng tôi mới đến, Tống Đông không biết quy tắc, mong anh Ngạo nể mặt tôi mà cho gã một cơ hội để sửa đổi. Diệp Ca đành phải đứng ra, hắn là người dẫn đầu trong đám đệ tử mới lần này, vất vả lắm mới gom góp được tiếng tăm, nếu không đứng ra thì sẽ mất uy tín. Vậy thì nó sẽ gây khó khăn cho kế hoạch thu hoạch điểm tích lũy sau này của hắn. Huống chi, tuy Diệp Ca ngoài miệng thì nói đám Hồ Ngạo rất mạnh, nhưng hắn tin rằng cũng là linh căn trung kỳ. Hồ Ngạo chưa chắc sẽ là đối thủ của mình. Hắn cố tình đứng ra thể hiện một chút thực lực của mình. Một là vì cho thấy Diệp Ca hắn không dễ bị bắt nạt trước các đệ tử học viện vô song. Hai là vì chỉ khi có thực lực mạnh mẽ mới có thể tham gia vào liên minh mạnh và đạt được địa vị cao trong đó. Hắn cũng muốn tham gia vào tinh minh. Nhưng Diệp Ca lại muốn là nhân vật chủ chốt trong tinh minh. Nể mặt mày, mày là cái thá gì, Ngũ Đào lớn tiếng nói, từng bước ép sát, vô cùng kiêu ngạo, một tên rác rưởi ở thế tục như mày mà cũng xứng để tinh minh nể mặt. Anh Ngạo nể mặt mày, nhưng mẹ mày dám nhận không? Hồ Ngạo khinh bỉ liếc Diệp Ca một cái, không nói gì. Như lời Ngũ Đào nói đó, mày là thứ gì, mà dám làm hắn ta nể mặt? Ngũ Đào vừa nói vừa định tiến lên túm Tống Đông ra, nhưng Diệp Ca lại bước tới ngăn trước mặt Tống Đông, chặn đường Ngũ Đào, lặp lại. Tôi đến từ nhà họ Diệp của 36 gia tộc địa sát, anh Ngạo có nể mặt tôi hay không là chuyện khác. Nhưng chuyện này đâu liên quan gì đến anh, Tống. Đông nói sai thì tự gã sẽ giải thích với anh Ngạo. Bấy giờ, giọng điệu của Diệp Ca đã có chút nặng nề, không mấy hiền lành. Giờ phút này, bất kể là tân sinh hay những đệ tử của học viện vô song đều giật mình kinh ngạc. Diệp Ca trực tiếp đối đầu với Ngũ Đào. Vì một tên Tống Đông, đáng giá không? Chưa nói đến bản thân Hồ Ngạo mạnh như thế nào, riêng Ngũ Đào thôi cũng đã là linh căn sơ kỳ rồi. Với thực lực thực tế của Ngũ Đào, linh căn trung kỳ bên ngoài cũng chưa chắc là đối thủ của gã. Huống hồ, cái ô sau lưng gã còn là Hồ Ngạo, là tinh minh. Diệp Ca. 36 gia tộc địa sát, Ngũ Đào không khỏi bật cười thật to. Chú em này, tao có nghe nói qua 36 gia tộc địa sát, nhưng cái này thì sao?
nơi này là học viện vô song, không phải nhà chú mày. Dù là rồng hay phượng cũng phải cụp đuôi nằm sấp xuống. Mày cho rằng gia tộc của mình có thể giúp gì cho mày khi ở trong đây chứ? Bọn tao có ai mà không phải đến từ các gia tộc lớn? Ngũ Đào khá là ngứa mắt Diệp Ca, dùng gia tộc để chèn ép gã. Nhà họ Diệp trong 36 gia tộc địa sát là cái thá gì? Có trâu bò hay mạnh mẽ cơ nào thì cũng chẳng phải chỉ có thể ở một nơi như thế tục thôi sao? Ngũ Đào nói xong, bỗng dưng ra tay một cách bất ngờ mà không hề có chút dấu hiệu nào. Dù có nói nhiều thêm cũng là điều thừa, chỉ có thực lực mới có thể giải quyết tất cả mọi thứ. Phong quyền. Khi ra tay, linh khí đều hoàn toàn bị khuấy đảo, Ngũ Đào cố tình muốn dạy cho Diệp Ca một bài học nên không chút nương tay, dùng hết thực đánh ra một quyền. Thoáng chốc, một cơn gió to chợt nổi lên như bỗng dưng xuất hiện một lưỡi đao sắc bén vô hình, theo một quyền của Ngũ Đào ập thẳng về phía mọi người. Hiện trường đất đá bay mù trời, gió thổi vù vù, nắm tay Ngũ Đào giống như một viên thiên thạch bay xuống từ trên trời, trông rất khủng bố. Một quyền này của gã khá là bá. Đạo. Có thể nói, không mấy ai trong ngoại viện có thể sánh bằng, gã đến học viện vô song đã hơn 3 năm, điểm tích lũy cũng đạt tới con số 16.700, không có gì bất ngờ xảy ra thì năm nay Ngũ Đào cũng có tư cách tiến vào nội viện. Ngũ Đào vừa ra tay, những tân sinh đằng sau Diệp Ca đều thay đổi sắc mặt, lo lắng đề phòng. Đặc biệt là Tống Đông. Dù thực lực của gã không mạnh mấy cũng nhận ra được thực lực thực tế của Ngũ Đào đã vượt xa cảnh giới của gã. Thực lực của bản thân Ngũ Đào cộng thêm võ kỹ khiến một quyền kia ít nhất cũng phải có 700.800 tấn, gần 1.000 tấn. Đỡ kiểu gì đây? Ít nhất, đa số mọi người có mặt ở đây là không đỡ nổi. À, chẳng ai ngờ, ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Ca cũng hét lên một tiếng rồi ra tay chống lại một quyền của Ngũ Đào. Một tiếng trầm đục chợt vang lên, ngay sau đó chỉ thấy Ngũ Đào lùi lại hơn 20 bước, lảo đảo, cố tay gã mềm oặt, không chút sức lực. Sau khi lùi lại hơn 20 bước và được hai người bên cạnh Hồ Ngạo đỡ, Ngũ Đào mới dừng lại được, gã nhịn đau, mí mắt run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lộ vẻ chấn động, sợ hãi, oán hận nhìn chằm chằm Diệp Ca. Mà Diệp Ca vẫn đứng sừng sững trước chúng tân sinh, hoàn toàn không lùi lại một bước nào, mặt mày kiêu ngạo tràn ngập tự tin. Giống như một quyền ban nãy rất nhẹ. Một người bên cạnh Hồ Ngạo nhìn tình hình của Ngũ Đào, kinh ngạc hỏi, Ngũ Đào, cậu sao rồi? Không chỉ là hắn kinh ngạc, mà những đệ tử cũ đang đứng vây xem từ xa, kể cả Cổ Tinh Hoa vẫn luôn lẳng lặng nhìn về phía bên này cũng hơi kinh ngạc. Tân sinh năm này trâu bò vậy hả? Không ngờ ngay cả Ngũ Đào cũng chẳng phải là đối thủ của hắn. Thực lực như vậy chắc có thể trực tiếp tiến vào nội viện rồi nhỉ? Giới thế tục cũng mạnh như vậy luôn. Đa số đều bị Diệp Ca làm cho kinh ngạc, thực lực của hắn đã hơn hẳn phần lớn đệ tử trong học viện vô song. Có thể nói, Diệp Ca không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng là lập tức khiếp hồn. Lúc này, hầu như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người hắn, Diệp Ca đã trở thành tiêu điểm của toàn trường. Quả nhiên khá ổn, Tử Vân Tử đứng ở xa, hài lòng gật đầu, mỗi năm, đều có 6-7 đề cử tân sinh trực tiếp tiến vào nội viện. Năm rồi không có, cuối cùng năm nay cũng dùng được. Diệp Ca tiến vào nội viện thì chắc chắn có thể hoành hành ngang dọc, Cung Bất Phàm cũng hài lòng cười nói, dường như đã nhìn thấy phần thưởng của nội viện. Không chỉ họ mà Cổ Tinh Hoa đang đứng ở bậc thềm trên quảng trường cũng nghĩ như vậy. Có vẻ tên Diệp Ca này cũng khá ok. Diệp Ca trâu thật. Ha ha, có Diệp Ca thì ai dám bắt nạt đám tân sinh chúng ta chứ? Đúng vậy, chọn Diệp Ca làm người dẫn dắt chúng ta đúng là một quyết định sáng suốt mà. Cùng lúc đó, những tân sinh lần này đằng sau Diệp Ca đều như được tiêm máu gà, hết sức kích động. Đương nhiên, những người này cũng không bao gồm đám Âu Dã Thanh Vũ. Kỳ Hàn, Lữ Đông Dã, trong lòng họ, Trần Đức mới là mạnh nhất. Có điều, họ cũng không nói cái gì. Vẫn là câu kia, giờ nói gì cũng chỉ là uổng công thôi. Mọi thứ cứ chờ Trần Đức chạy đến rồi nói sau. Diệp Ca cao rong ròng, mặt mày kiêu ngạo, mặc một bộ quần áo đỏ sẫm chói mắt, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lộ ra nụ cười đắc ý trong tiếng cảm thán của mọi người. Lần này thú vị rồi đây, có không ít người trong mấy ngàn đệ tử của học viện vô song lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Tuy Diệp Ca mạnh đó, nhưng người hắn phải đối mặt không phải một đệ tử ngoại viện như Ngũ Đào, mà là Hồ Ngạo.
Hồ Ngạo mạnh cỡ nào? Nói đơn giản là dù 10 ngũ đào cũng không phải đối thủ của Hồ Ngạo. Có thể trở thành người gần gũi nhất bên cạnh Cổ Tinh Hoa thì thực lực cũng chẳng phải chuyện đùa. Quả nhiên, đúng lúc này, Hồ Ngạo cũng đi đến trước mặt Diệp Ca. Hắn ta càng đến gần, tiếng bàn tán của đám tân sinh cũng càng ngày càng nhỏ, sau đó hoàn toàn im lặng. Sắc mặt Tống Đông lại cực kỳ khó, hai chân không kiềm nổi run lên. Diệp Ca đã chuẩn bị tốt để có một trận chiến, nhưng đám tân sinh sau lưng hắn lại trở nên lo lắng, sợ hãi không thôi. Được, mạnh đấy. Nhưng mà, Hồ Ngạo cũng không có ra tay, chỉ bỗng dưng gật đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười hài lòng. Diệp Ca, cậu có muốn tham gia vào tinh minh chúng tôi không? Cái gì? Câu đó vừa được nói ra, một số đệ tử tạp vụ đều lộ ra vẻ hết sức kinh ngạc, hâm mộ nhìn Diệp Ca. Chẳng ai ngờ Hồ Ngạo lại trực tiếp mời chào. Diệp Ca khựng lại, có hơi kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra theo chiều hướng ấy. Cậu Diệp, đồng ý đi, Cổ Tinh Vũ kích động nói, có thể trực tiếp tham gia vào tinh minh đồng nghĩa với việc sẽ thăng cấp rất nhanh. Đúng vậy, Diệp Ca, mau đồng ý đi, ban nãy Tống Đông còn đề nghị Diệp Ca lập nên thế lực riêng, giờ đã lớn tiếng nhắc nhở như là đang lấy lòng. Diệp Ca, đừng bỏ qua cơ hội đó. Nhiều người thấy Diệp Ca ngẩn người, im lặng đều không nhịn được lên tiếng, cảm thấy vui vẻ và kích động thay cho hắn. Chỉ cần tham gia vào tinh minh thì tương lai của những người đi theo Diệp Ca như họ cũng sẽ vớt được rất nhiều chỗ tốt. Diệp Ca vẫn chưa trả lời, như đang suy nghĩ điều gì đó. Chẳng mấy chốc, hắn đã ngẩng đầu, hỏi, anh Ngạo, tôi có thể tham gia vào tinh minh, nhưng với một điều kiện là tôi. Mong những người anh em đằng sau cũng có thể vào được. Diệp Ca nói xong bèn nhìn chằm chằm Hồ Ngạo bằng ánh mắt mong đợi. Hắn cũng biết điều kiện này hơi quá đáng, trước giờ tinh minh nhận người đều có yêu cầu và điều kiện. Yêu cầu ấy của hắn có lẽ sẽ khiến đối phương khó chịu. Thế nhưng, hắn nhất định phải nói, cũng không phải là vì tương lai của anh em mình, mà là vì sự phát triển trong tương lai của hắn. Hắn làm người đứng đầu của đám tân sinh kia, dẫn dắt họ băng qua sông Tây Lưu còn không phải là vì tạo uy tín. Lập nên ra một đoàn đội nhỏ của mình sao? Chỉ cần có bọn họ, mai sau địa vị của hắn mới có thể nhanh chóng tăng lên. Và lại, ở bên trong tinh minh cũng kiếm được tiếng nói. Diệp Ca, yêu cầu này của cậu, tôi cần phải bàn bạc lại với cậu cố đã. Hồ Ngạo liếc Diệp Ca một cái, cũng không có dứt khoát từ chối. Hắn ta biết với thực lực của Diệp Ca, chỉ cần học ở học viện vô song một thời gian là mai sau chắc chắn sẽ vượt qua mình. Không thể dễ dàng đắc tội được. Có điều, nhận nhiều người như vậy cũng không phải là điều hắn ta có thể quyết định được. Chỉ có thể xin ý kiến của Cổ Tinh Hoa trước đã. Diệp Ca, yêu cầu đó của cậu hơi quá đáng đấy, tinh minh không phải rác rưởi nào cũng nhận. Hồ Ngạo vừa nói xong, bỗng có một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Sau đó, một người cao khoảng 1m8, mặc một bộ áo dài hoa lệ đi về phía bên này. Trên eo đeo một cái lệnh bài bằng ngọc khắc từ cổ lộ ra thân phận của hắn. Tuy hắn là con cháu của nhà họ Cổ trong 36 gia tộc địa sát ở thế tục, thân phận thua xa Diệp Ca. Nhưng, Cổ Tinh Hoa cũng là anh đại trong học viện vô song. Đám đông đứng trước nhìn thấy hắn đều tránh ra một con đường. Vài giây sau, Cổ Tinh Hoa đã đi đến trước mặt Diệp Ca. Hắn vừa đến, bên này. Lập tức im lặng, không ai dám nói chuyện. Cổ Tinh Hoa cẩn thận quan sát Diệp Ca một lượt, rồi mới mở miệng nói với giọng tràn ngập bá đạo, không cho phép cãi lại. Bản thân cậu quả thật khá mạnh, nhưng tinh minh chỉ nhận kẻ mạnh, không phải ai cũng có thể vào, ví dụ như. Cổ Tinh Hoa giơ tay lên, chỉ vào đám Lữ Đông Giã, Giang Hồ Hải, Đàm Thu, Trương Tử Đằng, Hà Đồn khẳng định nói, mấy tên vô dụng kia, không được. Khi hắn nói câu này cũng không có nhỏ tiếng. Cũng chẳng thèm để ý đến mặt mũi của đám Lữ Đông Giã. Dù sao, Cổ Tinh Hoa hắn cũng không cần phải để ý hay quan tâm đến mặt mũi và tâm trạng của một đám con kiến. Còn Âu Giã Thanh Vũ, cô ta cũng ở trong đám người đó, nhưng lại quá xinh đẹp. Cổ Tinh Hoa vừa thấy đã quyết định đưa cô ta vào hậu cung của mình. Hắn là người quyết định quy tắc. Được, cậu Cố, tôi đồng ý với cái nhìn của cậu, vẻ mặt Diệp Ca lập tức vui vẻ. Hung hăng liếc đám Lữ Đông Giã, đám rác rưởi kia cũng không nằm trong đội ngũ của tôi, nên không liên quan gì tới tôi hết. Đám vô dụng ấy quả thật không xứng tham gia vào tinh minh. Bị Cổ Tinh Hoa và Diệp Ca xỉa sói,
đám người Lữ Đông Giã tức thì trở thành tiêu điểm của mấy ngàn người. Sau khi thấy được thực lực của họ, đám đông lập tức phát ra từng tiếng thốn thức. Khốn kiếp, thứ rác rưởi gì vậy? Sao trong lớp tân sinh viên năm nhất còn có loại hàng này? Trời ạ, bây giờ hạng người hạ đẳng nào cũng đều có thể tiến vào học viện vô song sao? Xảy ra chuyện gì vậy, không phải là đi cửa sau đó chứ? Vậy mà còn có một tên tàn tật chống gậy, trời ạ! Lữ Đông Giã ở đằng xa siết chặt nắm đấm, gần như đã tới ranh giới bộc phát nhưng cuối cùng hắn cũng ghim lại được, là một thành viên của nhà họ Cổ, hắn từ lâu đã được nghe nói tới Cổ Tinh Hoa. Ngay từ vài năm trước, hắn đã được đưa tới học viện vô song, thực lực kiệt xuất là điều không phải bàn cãi. Những người xảy ra xung đột với hắn chỉ có một con đường chết. Đã một đường nhẫn nhịn tới đây nên Lữ Đông Giã cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục chịu đựng những lời dè bỉu này. Tính toán thời gian thì hôm nay Trần Bát Hoang hẳn là có thế tới, đợi anh đến họ lập tức sẽ được mở mày mở mặt. Giang Hồ Hải, Hà Đôn, Trương Tử Đằng và Đàm Thu đều tận lực nuốt giận, không nói gì thêm. Ha ha, Diệp ca, chúng ta giống nhau đều đến từ thế tục, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh, Cổ Tinh Hoa quét mắt qua đám đông. Sau khi xác định không thấy mấy người huyết lãnh, Cổ Thông Thiên, hắn cau mày mang theo nghi hoặc hỏi. Anh là người được lựa chọn từ ba thành phố của Hương Giang, vậy người của ba thành phố Vân Bắc đâu? Còn chưa đến sao? Cổ Tinh Hoa và huyết lãnh là bạn tốt, thậm chí sư tôn của huyết lãnh là Phương Tâm Ngọc còn từng hướng dẫn cho hắn ta. Hai người giao hẹn hôm nay sẽ gặp nhau tại học viện vô song. Tuy nhiên Cổ Tinh Hoa đã tìm một lượt trong lớp tân sinh viên năm nay nhưng từ đầu tới cuối vẫn không tìm được huyết lãnh nên vô cùng ngờ vực. Cậu Cổ, đám rác rưởi đó chính là người được tuyển chọn từ ba thành phố Vân Bắc, cũng không biết Lục Phong làm. Thế nào lại lựa chọn được đám kiến cỏ này, Diệp ca khẽ nhếch miệng trào phúng đến cực điểm. Hửm! Trong thoáng chốc Cổ Tinh Hoa lại quét mắt nhìn hướng mấy người kỳ hàn, chắc chắn 100% nhóm người này chỉ là một đống rác rưởi. Chỉ dựa vào bọn chúng, làm thế nào chọn được ra vậy? Cổ Tinh Hoa hiểu rất rõ huyết lãnh mạnh mẽ tới mức nào, tuy rằng có kém hơn hắn một chút nhưng cho dù những kẻ này liên thủ lại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn ta. Cậu Cổ, không thể nói như vậy được, Tống Đông chen mồm nịnh nọt, người ta thế nhưng đã nói rồi, trong số họ còn có một cường giả còn chưa tới. Tên đó tên là gì nhỉ? Trần Bát Hoang, có người cười giễu cợt. Đúng, chính là Trần Bát Hoang. Người được họ gọi là cậu Trần, là một cường giả chớp mắt đảo lộn đất trời, phá rách không gian, quét sạch mọi thứ, bất khả chiến bại, Tống Đông điên cuồng trào phúng, giọng nói lớn đến mức hầu như tất cả mọi người đều nghe thấy. Hả, thực là biết khoác lác, chớp mắt đảo lộn đất trời, phá rách không gian. Cũng quá vô sỉ rồi. Đám kiến hôi của thế giới tục bây giờ đều điên khùng như vậy sao? Đám đông nghe vậy thì bàn tán nhộn nhịp. Bọn họ biết thế giới tục thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai người có năng lực xuất chúng, ví dụ như Âu Giã Tư Linh, Cổ Tinh Hoa hay Diệp Ca. Nhưng loại người này chắc chắn là thiểu số trong số ít, nói một cách nghiêm khắc thì cho dù là Âu Giã Tư Linh cũng không được tính là người thuộc thế tục bởi cô ta từ nhỏ đã lớn lên ở học viện vô song này. Nếu sinh sống ở thế giới tục, cô ta tuyệt đối sẽ không thể sở hữu được thực lực mạnh mẽ như hiện tại. Tư chất tất nhiên quan trọng. Nhưng môi trường tu hành cũng đóng vai trò sống còn. Nếu đặt hai yếu tố này lên bàn cân so sánh thì tư chất chiếm 2 phần, mà hoàn cảnh chiếm trọn 8 phần còn lại. Mấy người kỳ hàn, Lữ Đông Giã, Trương Tử Đằng, Hà Đồn, Giang Hồ Hải bị mọi người trực tiếp vây xem và trêu chọc giống như động vật trong sở thú vậy. Thậm chí có những người trong đám đông còn khiêu khích ngoắc tay, huýt sáo. Với họ, mắt chó coi khinh người khác, gương mặt Lữ Đông Giã đỏ lựng. Nói thế nào thì hắn ta cũng là sự tồn tại khiến người khác nghe tiếng đã sợ vỡ mật tại thế giới tục nhưng khi đặt chân tới nơi đây lại bị chê cười như vậy, điều này thực sự khiến hắn ấm ức đến tức chết mà. Bốn người Hà Đồn, Trương Tử Đằng, Giang Hồ Hải, Đàm Thu cũng không tránh khỏi phẫn nộ. Kỳ Hàn thì cả người lạnh băng, không nói lời nào. Nhẫn. Việc bọn họ cần làm bây giờ là phải nhẫn nhịn. Cho dù là dựa theo sự dặn dò của Trần Đức cũng tốt. Hay tình hình hiện trường trước mắt cũng vậy, lựa chọn tốt nhất của bọn họ chính là nhẫn nhịn. Ồ, chớp mắt đảo lộn đất trời, phá rách không gian, quét sạch mọi thứ, đôi mắt Cổ Tinh Hoa lóe lên một tia chế nhạo. Đám vô tri luôn thích suy nghĩ viển vông và mơ mộng. Tuy huyết lãnh chưa đến nhưng Cổ Tinh Hoa cũng không nghĩ rằng hắn đã thua trong cuộc tuyển chọn,
rất có khả năng là vì có chuyện khác nên không tham gia. Vấn đề này tạm thời bị hắn ném ra sau đầu, ánh mắt bắt đầu ghim chặt lên người Âu Dã Thanh Vũ, xuồng xã mang thêm tính xâm lược mà liếc nhìn từ trên xuống dưới. Khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng lung linh quyến rũ cùng đôi chân thon dài thẳng tắp. Cực phẩm, thực sự là một cực phẩm. Chỉ một cái liếc mắt đã hấp hồn Cổ Tinh Hoa. Tại sao trước đó khi còn ở thế giới tục hắn lại không phát hiện ra có người phụ nữ hoàn mỹ bậc này? Cho dù là đặt tại Côn Luân Hư thì sắc đẹp của người phụ nữ này cũng đủ lấy làm kiêu ngạo bốn phương. Cô ấy là ai? Cổ Tinh Hoa hỏi. Ánh mắt của Diệp Ca trở nên kỳ quái, đan xen sự phức tạp, nhìn tình huống này thì hắn biết Cổ Tinh Hoa đã nhìn chúng Âu Dã Thanh Vũ rồi. Người đàn ông nào lại không thích người phụ nữ như vậy đây? Diệp Ca rất thức thời, biết được bản thân không có được liền dứt khoát đáp, cậu Cố, cô ấy tên là Âu Dã Thanh Vũ. Là em gái của Âu Dã Tư Linh. Ồ, Cổ Tinh Hoa, người vốn đang nảy sinh hứng thú đối với Âu Dã Thanh Vũ lập tức quyết định tóm gọn cô vào trong ngực mình. Chỉ cần có thể thu phục được Âu Dã Thanh Vũ, vậy thì... Không biết chừng còn có thể giành được sự chỉ bảo từ Âu Dã Tư Linh, đến lúc đó còn có thể lợi dụng để tiến vào học viện vô song. Nếu may mắn hơn một chút, có lẽ có thể nhận được sự coi trọng từ Âu Dã Tư Linh. Đến lúc đó nếu hai chị cùng nhau hầu hạ hắn, há không phải là đắc chí cỡ nào? Âu Dã Thanh Vũ phải không? Xin chào, tôi là Cổ Tinh Hoa. Một giây tiếp theo, Cổ Tinh Hoa đã đi tới trước mặt Âu Dã Thanh Vũ, hắn không chút che giấu sự ái mộ của mình, khóe miệng gợi lên độ cong độc đoán không thể nghi ngờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 17.